cũng là cảm thấy buồn nôn, coi như Thái Dương Vạn Tông vẫn luôn đang làm, thiên tài cạnh tranh, cũng không thể cái gì hạt giống đều lấy ra bồi dưỡng a. Nói cũng phải a, cái này, không, cái này tướng mạo, không phải liền là nói rõ, Bạch Nhãn Lang kẻ vô ơn bạc nghĩa sao? Không, thân phận chân thật bại lộ, để rất nhiều người đối Vô Tự Thần Điện rất có ý kiến. Nhưng, mọi người đối Thanh Hồn Điện cùng Hiên Viên Long Tông bảo vật, càng có ý định hơn gặp. 800.000 quá lâu, có thể khiến người ta quên rất nhiều chuyện. Bây giờ tận mắt thấy địch nhân dư nghiệt, thành bên ta thiên tài, mang tới oanh động, còn không bằng Long Cung bảo tàng. Quay lại khẳng định có người, bức bách Vô Tự Thần Điện quăng ra cái này đệ tử. Nhưng bây giờ, mọi người quan tâm hơn, vẫn là bảo tàng thuộc về đi. Đương nhiên, có điều, Vô Tự Thần Điện vậy mà để cái này đệ tử, tại lúc này bại lộ thân phận, há không phải nói rõ, bọn họ sớm liền chuẩn bị, căn bản không sợ. Đúng, bọn họ xác thực rất biết chọn lựa thời điểm. Thiên Lang hoàng tộc thân phận, sớm muộn có bại lộ một ngày. Lúc này thời điểm bày ra, ngược lại sẽ không khiến cho nhiều đại dung chuyển. Đạo lý này rất đơn giản. Đất bằng sấm sét, rất đáng sợ. Thế nhưng là tại lôi vũ đêm, đến một đạo thiểm điện, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. 800.000 năm sau, mọi người đối cái này cái gọi là Thiên Lang hoàng tộc, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Cựu hận thứ này rất kỳ quái, thời gian càng dài, thật sẽ trở thành nhạt. Thậm chí, triệt để quên. Hóa thân thành thân người đầu sói quái vật, không, trên tay cầm lấy, chính là một thanh cấp 7 trật tự thần binh. Bởi vậy có thể thấy được, hắn Vô Tự Thần Điện trưởng bối, đối với nó coi trọng. Cái này là một thanh khổng lồ yêu đao. Nó giống như là đao, lại như là một thanh uốn lượn răng cưa. Nó chất liệu chính là bạch cốt, cho nên nó xem ra, tựa như là một thanh uốn lượn cự thú xương sống. Tên của nó, gọi là, ma cốt yêu đao. Ma cốt yêu đao dài đến 3 mét, một khi chặt ở trên người, chẳng những có thể ăn mòn huyết nhục, cái kia răng cưa một dạng thân đao, càng là dễ dàng tại chỗ xé rách vô số huyết nhục. Ầm ầm, cửu đầu ma long nương theo tại, không, bên cạnh thân, di động ở giữa, thanh thế to lớn. Cái kia 9 cái đầu hình thành vây quanh, đem Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, đều khốn ở trung ương. Phốc phốc phốc, 9 cái đầu rồng, phun ra màu xanh biếc sương mù dày đặc, cuốn tới, rõ ràng có kịch độc. 2 cái lãnh khốc thiếu niên, quả thực là một câu đều không có. Dạ Lăng Phong thấy thế, mở ra, nguyên thủy tinh tướng. Đây là hắn hiện tại chiến đấu lực mạnh nhất nhất hoàn, cái kia hắc ám vòng xoáy bao phủ chiến trường. Trong lúc nhất thời, những cái kia màu xanh biếc sương mù dày đặc toàn bộ bị hắc ám vòng xoáy hút vào. Nhìn như hư không tiêu thất. Trên thực tế, những thứ này sương mù dày đặc lại xuất hiện tại hắn ở ngực nguyên thủy chi môn phía trên. Mặc kệ là cái gì độc vụ, nguyên thủy chi môn một trận hấp thu, không biết phung đi phương nào. Cái này thì thần nôn ra bao nhiêu, nguyên thủy tinh tướng cùng nguyên thủy chi môn, thì hút vào bao nhiêu. Giống giống, hồn ma như viên hầu một dạng, nhảy lên thật cao, đụng vào 9 đầu hắc long trên thân. Nó 6 cánh tay phía trên, cái kia như lưỡi dao một dạng móng vuốt. Đâm vào cửu đầu ma long trên thân. Móng vuốt xé rách huyết nhục, lại không máu chảy ra. Mà lại, cái kia cửu đầu ma long thậm chí đều không kêu đau đớn, mà chính là một mặt lạnh lùng, tướng hồn ma đánh xuống đến, 9 cái đầu cùng một chỗ cắn xé. Hồn ma tại vội vàng ở giữa, hóa thành hắc ám phong bạo, chuyển hóa làm linh hồn thể, mới đào thoát công kích. Khác thử, chỉ có đánh vỡ kết giới, mới có thể gây tổn thương cho đến nó, thần hồn công kích đối với nó vô hiệu. Chúng ta chỉ có thể thông qua đánh bại, không, đế tinh kết giới, mới có thắng khả năng, tận khả năng xem nhẹ công kích của nó. Dạ Lăng Phong càng là chiến đấu, càng là tỉnh táo. Giống giống, hồn ma gào thét hiểu ý, để mắt tới, không. Ầm ầm, không, ngôi sao màu trắng hai mắt, bắn ra 2 đạo chướng mắt cường quang, thẳng hướng Dạ Lăng Phong. Đây là nó thần thông. Cái kia màu trắng cường quang, như là kiếm phong một dạng. Trong nháy mắt xuyên thủng đến Dạ Lăng Phong ở ngực. Quá nhanh. Dạ Lăng Phong biến sắc. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, hắn nghiêng người né tránh qua một đạo cường quang, lại làm cho một đạo khác cường quang, trực tiếp xuyên thủng ở ngực. Tình cảnh này, để rất nhiều người coi là, hắn sắp phải chết. Nhưng, cái kia một đạo quang mang, trong nháy mắt theo lồng ngực của hắn xuyên qua, hắn tốt giống phản ứng gì đều không có. Hắn xoay người bay qua. Sau đó hướng về, không, bay vút đi. Ách,
Không, ngây ngẩn cả người. Xuyên thủng bất tử. Vội vàng ở giữa, hắn không thấy được Dạ Lăng Phong ở ngực là tình huống như thế nào, lại nhìn đến thiếu niên tóc đen này trong tay cái kia một cái màu đen cây gậy, vậy mà sinh ra kịch biến. Tạch tạch tạch. Đứt gãy, tổ hợp, khảm hợp, kết nối. Ngắn ngủi trong nháy mắt, một cái màu đen gậy gộc, vậy mà biến hóa ra một thân áo giáp màu đen, che lại toàn thân của hắn. Cái kia áo giáp màu đen, hắc ám mà quỷ dị, bao khỏa toàn thân, lại hết sức nhẹ nhàng linh hoạt. Nhất là ở ngực hộ tâm kính, tựa như là một giấc mơ vòng xoáy, người xem đầu óc quay cuồng. Đây thật ra là thập phương trấn ma trụ cái thứ hai năng lực. Đông Hoàng kiếm nội bộ, có 5 tòa cửa lớn, mà thập phương trấn ma trụ nội bộ, lại có 4 chiếc giếng sâu. Cái thứ nhất giếng sâu mở ra, năng lực cũng là thập phương trấn ma kết giới, cái này, trấn ma khải giáp, thì là chiếc thứ hai giếng sâu mở ra sau năng lực, cùng loại với Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, đều thuộc về trạng thái chuyển biến. Chỉ là theo gậy gộc chuyển hóa làm khải giáp, biên độ lớn hơn. Chuyển hóa làm trấn ma khải giáp trạng thái về sau, Dạ Lăng Phong tốc độ, phòng ngự, lực lượng các loại thuộc tính, đều có nhất định tăng lên, cùng loại với nhân hoàng long giáp hiệu quả. Nhưng, trấn ma khải giáp cường đại ở chỗ, theo nó lực lượng không ngừng giải phong, nó biên độ cùng Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng vòng xoáy, một dạng, đều đang kéo dài mạnh lên. Thí dụ như Đông Hoàng vòng xoáy, cho đến nay, còn có thể tăng phúc Lý Thiên Mệnh một tầng, thiên tinh luân, lực lượng. Thập phương trấn ma trụ hóa thành trấn ma khải giáp về sau, Dạ Lăng Phong trên hai tay, đều xuất hiện một thanh tinh hồng chủy thủ thứ tâm hồn nhận. Thần thông, nhiên hồn chú. Hắn trong bụng cổ vũ sĩ khí, há miệng phun một cái, một miệng mãnh liệt màu đen liệt hỏa, hướng về hồn ma phương hướng đánh tới, phút chốc thiêu tiến vào hồn ma trên thân thể. Hồn ma hấp thu cái này thần thông về sau, mở ra ba cái to lớn miệng, đột nhiên phun ra ba đạo cự đại màu đen hỏa trụ, hoàn toàn đã đạt thành máy khuếch đại, hiệu quả. Nghe Dạ Lăng Phong mà nói về sau, hồn ma đều chẳng muốn công kích cái kia cửu đầu ma long. Ba đạo hỏa trụ đều tuôn hướng, không, hình thành biển lửa đem vây quanh, trực tiếp nuốt xuống. Cùng lúc đó, cửu đầu ma long cắn xé đánh tới. Hồn ma còn phải dựa vào thân thể, tới chống đỡ ở nó lực sát thương, bảo vệ tốt Dạ Lăng Phong. Phốc phốc phốc, không, thân thể khổng lồ kia, theo nhiên hồn chú hỏa diễm lao ra, nhưng vẫn là có rất nhiều hắc hỏa thiêu ở trên người hắn. Những thứ này nhiên hồn chú, toàn bộ tràn vào thức hải của hắn, thiêu đốt mệnh hồn. Loại này thần hồn lực sát thương, chỉ cần bị Dạ Lăng Phong công kích đến, chỉ cần thần hồn không mạnh, coi như cao Dạ Lăng Phong mấy cảnh giới, đều phải bị thương. Khác nhau chỉ ở tại, cảnh giới càng cao đối thủ, thu thập Dạ Lăng Phong càng là dễ dàng. So như bây giờ, không cứ thế mà chống đỡ thần hồn thống khổ. Hắn gào rú một tiếng, trong tay ma cốt yêu đao chặt chém mà đến. Cùng lúc đó, cửu đầu ma long cũng cho rất lớn áp lực, có mấy cái đầu rồng xuyên qua hồn ma, để mắt tới Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong nhướng mày. Ầm ầm. Hắn nguyên thủy tinh tướng, phóng tới trên không, tạm thời chặn cửu đầu ma long con đường, thế mà, không, đã giết tới trước mắt. Chết. Cái này nhân thân đầu sói thiếu niên gầm nhẹ một tiếng. Cốt hải u ảnh đao pháp. Hoành đao vung chảm, mà cốt hiệu đao vang lên kèn kẹt, một đao kia vung ra đến, thân đao vậy mà thành dài, lại trực tiếp bật nát, hóa thành vô số bạch cốt toái phiến, mỗi một bạch cốt toái phiến, đều là một thanh bạch cốt tiểu đao, những thứ này bạch cốt tiểu đao gào thét lên, trực tiếp tạo thành cốt hải, hướng về hồn ma chìm ngập mà đến. Ngẩng đầu nhìn lên, bạch cốt ùn ùn kéo đến, che đậy toàn thế giới. Đương đương đương, khắp thiên sát cơ. Tại cái kia cốt hải đao pháp nghiền áp xuống tới thời khắc, Dạ Lăng Phong không ngăn cản được, chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương liều mạng. Xoẹt, trong tay hắn thứ tâm hồn nhận quang bay ra đi, cái kia huyết sắc chủy thủ đột nhiên phân tán, hóa thành vô số huyết sắc châm nhỏ, mà Dạ Lăng Phong trong tay, còn quấn quanh lấy huyết sắc tuyến, những đường tuyến này đều là theo mệnh hồn của hắn bên trong dọc theo người ra ngoài, nổ bắn ra đi, trong lúc nhất thời bay đầy trời châm. Cốt hải chiếu nghiêng xuống. Phi châm nổ bắn ra mà lên. Quỷ dị chính là, trong tưởng tượng đụng nhau, hoàn toàn không có phát sinh. Cái kia phi châm xuyên thấu cốt hải, tại huyết sắc dây dài dẫn dắt phía dưới, toàn bộ đâm về phía công, mà, không, lúc này sắc mặt nhăn nhó, ngay tại tiếp nhận nhiên hồn chú thống khổ. Dạ Lăng Phong đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hắn ngăn không được, không, đao, không, cũng ngăn không được hắn thứ tâm hồn nhận. Phốc phốc phốc,
huyết sắc phi châm nằm trong tay hắn, mặc cho, không, vung đao, đều cứ thế mà đâm vào mệnh hồn của hắn phía trên. A! À, không, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thê thảm kêu đau đớn. Cùng lúc đó, đao của hắn hình thành cốt hải, như là ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt đem Dạ Lăng Phong chìm ngập. Nhưng lại tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, một đạo màu đen gió xoáy rơi xuống, trực tiếp hóa thành thực thể, đưa lưng về phía cốt hải, đem Dạ Lăng Phong bảo hộ tại dưới thân. Mặc cho cái kia cốt hải cuồng đao, bổ vào phần lưng của nó. Là hồn ma. Phốc phốc phốc. Tại thực thể trạng thái dưới, loại công kích này liền sẽ cho hồn ma tạo thành lực sát thương. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy lít nha lít nhít vết thương, tại hồn ma phần lưng nở rộ. Cái kia bạch cốt tiểu đao cơ hồ đem thân thể của nó xuyên thủng. Nói thật, muốn là đổi lại cộng sinh thú, lúc này thời điểm khả năng đã tại chỗ bỏ mình, nhưng hồn ma là đặc thù sinh mệnh thể, tại thực thể trọng thương về sau, nó lập tức chuyển hóa làm linh thể, bảo vệ một cái mạng. Nhưng rất rõ ràng có thể nhìn đến, linh thể của nó biến đến 10 phần ảm đạm. Cái này mang ý nghĩa hình thái biến hóa, thương tổn lại sẽ không biến mất. Hồn ma. Dạ Lăng Phong một tiếng hô hoán. Hắn biết không nhiều biểu đạt tâm tình của mình, có thể nhìn đến hồn ma lại là không muốn mạng hộ chủ, tim của hắn, tự nhiên nhận lấy rung động. Thầm hai mắt màu đỏ, run nhẹ nhẹ. Ô ô, hồn ma bị thương, lại không có ngừng nghỉ xuống tới. Nó cái kia ảm đạm linh thể, trực tiếp quấn quanh ở Dạ Lăng Phong trong tay huyết sắc dây dài phía trên. Dây dài một phía khác, những cái kia thứ tâm hồn nhận huyết châm, toàn bộ đâm vào, không, trên thân, để hắn thành một cái kêu thảm kim khâu ống. Trên đỉnh đầu, cửu đầu ma long ầm vang nện xuống. Điện thạch hỏa quang phía dưới, thụ thương hồn ma, ngược lại hóa thành linh thể, dọc theo huyết sắc dây dài, trong nháy mắt vọt vào, không, thức hải. Không, thức hải bên trong. Có một cái người tí hon màu trắng, đó chính là hắn mệnh hồn. Lúc này, mệnh hồn của hắn bị thứ tâm hồn nhận xuyên thấu, ngay tại kêu thảm phản kháng, hồn ma linh thể trực tiếp đâm vào. Đây tuyệt đối là nó đặc thù bản lĩnh. Vừa mới tiến đến, cái này thức hải bên trong mê vụ, thì quấn quanh ở trên người của nó, ngăn trở nó tiến lên, nhưng là hồn ma vẫn là gầm thét, đánh vỡ thức hải giam cầm, mở ra sáu cánh tay, ôm ở, không, mệnh hồn phía trên. Đây là năng lực của nó, ôm hồn. Mỗi lần thi triển, bởi vì linh thể xâm lấn đối phương thức hải, hồn ma tự thân, đều lại nhận to lớn tiêu hao. Nhưng là, nó không để ý tới nhiều như vậy. Một trận chiến này kéo càng lâu, bởi vì cửu đầu ma long linh hồn miễn dịch, bọn họ thì càng thế yếu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nó đã bị thương, không có đường lui. Cái kia sáu cánh tay, tựa như là bạch tuộc một dạng. Làm nó ôm lấy, không. Mệnh hồn, cơ hồ đem khóa thời điểm chết, trên chiến trường, không, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngốc trệ, cả người mềm yếu bất lực rơi xuống. Coi như địa hồn khẩn cấp trở về thân thể, cũng không kịp. Đây là hồn ma liều mạng trọng thương, để mệnh hồn của hắn trong thời gian ngắn, đánh mất thân thể trưởng khống quyền. Ôm hồn, cũng không chỉ là, ôm lấy, đơn giản như vậy. Đối hồn ma tới nói, Dạ Lăng Phong cũng là nó tiểu chủ tử, để nó làm cái gì đều nguyện ý. Hồn ma, nhìn đến, không, trực tiếp rơi xuống, Dạ Lăng Phong liền biết, nó vì trợ giúp chính mình, đã thương tổn càng thêm thương tổn. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Dạ Lăng Phong gầm nhẹ một tiếng, cái kia chấn ma khải giáp chống được cửu đầu ma long một lần chấn áp, nổ vỡ đi ra, tại Dạ Lăng Phong trên tay, lại lần nữa hóa thành thập phương chấn ma trụ. Cái kia cửu đầu ma long cơ bản không có gì trí tuệ, hoàn toàn do, không, khống chế. Làm, không. Mệnh hồn bị giam cầm ở thời điểm, cửu đầu ma long trực tiếp sửng sốt. Cút! Dạ Lăng Phong thừa dịp trong chớp nhoáng này, nắm chặt thập phương chấn ma trụ, chạy như bay tới. Chấn ma nhất côn. Ông! Màu đen trường côn xoay một vòng, tát tại, không, trên ót. Trên thực tế, tại Dạ Lăng Phong thành công trước, hồn ma đã bị quăng ra thức hải. Không, ngắn ngủi khôi phục thần trí. Dù sao, mỗi người thức hải, đều là cấm địa. Bên ngoài hồn đi vào, khẳng định sẽ bị rất lớn hạn chế cùng bài xích, Dạ Lăng Phong có thể sử dụng linh hồn của nó chi lực, đâm bị thương đối thủ mệnh hồn, cũng không dám chính mình giết đi vào. Hồn ma cho đến nay, thì thi triển qua hai lần ôm hồn, mỗi một lần đều là trọng thương, nghỉ ngơi thật lâu mới trả lời. Lần này ôm hồn, hiệu dụng to lớn. Làm. Thập phương chấn ma trụ, đánh vào, không, trên đầu. Cái này chính diện nhất côn,
đối phương không có chút nào phòng bị. Nếu như không có đế tinh kết giới, thời khắc này, không, Lý nên đầu nứt toác. Ông, đế tinh kết giới sinh ra. Cái này mang ý nghĩa, không chiến bại. Hồn ma, tới. Dạ Lăng Phong khẽ vươn tay, hồn ma dọc theo bàn tay của hắn bỏ tới. Lúc này thời điểm nó đã phi thường nhỏ, thì cùng một con khỉ nhỏ giống như, cùng huỳnh hỏa không sai biệt lắm, nhưng lại còn duy trì ba đầu sáu tay dáng vẻ, ngược lại là lộ ra xấu manh, phá lệ có ý tứ. Chỉ thấy nó một đường chạy chậm, va vào Dạ Lăng Phong trong thức hải. Ở chỗ này nó sẽ không bị bài xích. Dạ Lăng Phong tam cảnh vương hồn, chính là kim sắc thần hồn, tại cái này kim sắc thần hồn tẩm bổ dưới, hồn ma chậm rãi rời đi sắp chết trạng thái, nó uể oải nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục. Linh hồn tẩm bổ chữa trị, không có linh đan diệu dược gì, chỉ có thể thông quá dài thời gian, thậm chí có tổn thương, liền thời gian đều chữa trị không được. May mắn, hồn ma lần này mặc dù nặng sáng tạo, nhưng tối thiểu nhất, nó là có thể khôi phục. Ngươi hôm nay thật là mạnh, nghỉ ngơi thật tốt đi. Dạ Lăng Phong cái kia kim sắc tam cảnh vương hồn, nhìn lấy cái kia uể oải nằm xuống ba đầu sáu tay tiểu quái vật, trong ánh mắt, tràn đầy nhu hòa chi sắc. Cạc cạc, hồn ma nhảy dựng lên, phát ra thanh âm cổ quái. Nó bày ở phía trước nhất, chính là, hoan hỉ, đầu, chứng minh nó mặc dù nặng sáng tạo, nhưng tâm tình lại thật cao hứng. Có thể bảo vệ tốt ta, có thể vì ta xuất lực, cũng là người giá trị tồn tại sao. Trên đời này chỉ có Dạ Lăng Phong, nghe hiểu được nó nói lời. Hồn ma huỵt huỵt gật đầu. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, Dạ Lăng Phong chân thành nói. Đây là một cái trung thực người hầu. Có thể Dạ Lăng Phong, coi hắn là một trưởng bối. Tại cái này trao đổi trong khoảng thời gian này, Dạ Lăng Phong nhanh chóng rời đi, không. Khôi phục thần trí về sau, không, đã khôi phục chiến đấu lực, cái kia cửu đầu ma long cũng cực kỳ cuồng bạo. Ta thua. Hắn kỳ thật có chút mạc danh kỳ diệu. Bởi vì Dạ Lăng Phong, là hắn đụng phải lớn nhất không thể tưởng tượng đối thủ. Toàn thân huyết nhục cơ hồ vô hại. Mệnh hồn lại đau muốn chết. Không, là muốn tiến thiên cung thân phận, có thể thực hiện giấc mộng của hắn. Nhưng bây giờ, lại bị một cái khác quỷ thần ngăn chặn. Lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Tạp trùng huyết, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái cuối cùng trong nháy mắt, không cái kia hung ác ánh mắt. Trừng Dạ Lăng Phong liếc một chút, thì bị đào thải bị loại. Tạp chủng huyết. Dạ Lăng Phong lắc đầu. Nói cách khác, huyết mạch của hắn tại quỷ thần bên trong, hoàn toàn không cao lắm đầu. Bất quá, hắn đối quỷ thần tộc, cho tới bây giờ đều không lòng trung thành, lại có cái gì cái gọi là đâu. Ngẩng đầu nhìn lên. Đế tinh bảng phía trên. Thứ tư, thứ năm đổi vị. Không, bị loại. Thanh hồn điện tiểu phong, xông lên hạng tư. Chiếm trước đến cuối cùng một cái bốn người đứng đầu ngạch. Bốn cái danh ngạch, thanh hồn điện chiếm cứ ba cái. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta tối thiểu nhất có một người, 100% cầm tới thiên cung chuẩn bị ghế. Nhiệm vụ hoàn thành. Dạ Lăng Phong phá lệ nhẹ nhõm. Hắn nhưng lại không biết, trước bốn chiếm cứ ba chỗ ngồi, thanh hồn điện đệ tử sáng tạo kỳ tích, giờ phút này đã oanh động thiên hạ. Mà bây giờ, thì nhìn sau cùng hai trận quyết chiến. Thanh hồn kiếm phong. Ba cái, trưởng giáo. Chúng ta chiếm cứ ba cái. Chung quanh rất nhiều người, đều cuồng nhiệt, ngạt thở, nhìn ánh mắt kia, sợ là đều coi là, mình đang nằm mơ. Trên thực tế, nếu như vô thiên chi cảnh khai chiến trước, có người nói cho bọn hắn, thanh hồn điện sẽ có ba người đệ tử, chiếm cứ đế tinh bảng trước bốn, tất cả mọi người sẽ cho rằng, đây là nói chuyện viển vông. Cổ kiếm thanh xương vịn thạch trụ, nhìn lấy biển mây bên trong tề thiên bia hình ảnh. Nước mắt tuôn đầy mặt. Trưởng giáo, người tại sao khóc? Cảm động sao? Cảm động cái rắm, vội vàng đem, thanh thiên vạn kiếm kết giới, cho ta thêm cường. Cổ kiếm thanh xương run rẩy nói. Tại mặt trời mặt khác, cửu nguyệt cung vẫn an tĩnh, yêu mỹ. Rất nhiều mỹ mạo thị nữ, phục thị tại cửu nguyệt cung bên ngoài, thấp giọng thảo luận. Thần nữ chuyện gì xảy ra đâu, hôm nay hoàn toàn không đi nguyệt nha hải muốn tu luyện đây. Đoán chừng là đang nhìn bên kia vô thiên chi đánh đi, hôm nay đến trận chung kết, đều đánh tới trận thứ tư. Nàng nhìn đến tốt nghiêm túc nha. Đúng vào lúc này, đám mây có thần long bay tới. Tựa như là, xá công tử, nhanh đi bẩm báo thần nữ. Răng giặc đại điện, mấy vạn điều màu trắng màn tre, trong gió bay múa. Phía trước biển mây bên trong,
huyễn ảnh biến hóa, lờ mờ có thể thấy được trong đó, có một đầu nắm giữ 9 cái đầu hắc long, một cái 3 đầu 6 tay cự thú. Còn có hai người thiếu niên đang quyết đấu. Một người trong đó hóa thành thân người đầu sói, tay cầm răng cưa giống như bạch cốt yêu đao, vung đao thành biển. Một người khác hai con mắt đỏ sậm, thân xuyên áo giáp màu đen, mạnh mẽ như bay. Cái này áo giáp màu đen thiếu niên mi thanh mục tú, đối mặt cường địch, biểu lộ cơ hồ không thay đổi. Hắn đang tay cầm màu đen gậy gộc, bay qua ngàn mét, phủ đầu nhất côn, đem đối thủ đưa ra cục. Cát vàng đằng đẵng, hắn ngừng chân mà đứng, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao tề thiên chi nhãn. Cái kia thầm hai mắt màu đỏ, cất giấu thâm thúy tưởng niệm, vượt qua vô số khoảng cách, trong biển người mênh mông, đi tìm hắn muốn đợi đợi người. Hắn chính là tại đánh bạc. Đánh bạc nàng, sẽ thấy chính mình. Cho nên, hắn hướng về phía tề thiên chi nhãn ngu ngơ cười một tiếng. Giống như mới quen đoạn thời gian kia một dạng, đơn giản mà thuần túy. Ngoài ức vạn dặm, quá dương cực bắc chỗ cửu nguyệt cung bên trong, cái kia một cái màu xanh nhạt tóc dài bay múa thiếu nữ, chân trần đứng tại ánh sáng trên đại điện. Làm nàng nhìn thấy cái này tràn ngập ngớ ngẩn nụ cười thời điểm, liền biết trong lòng của hắn nghĩ hết thảy. Như thế, khẩn trương nội tâm, tuôn ra một mảnh dòng nước ấm. Thiếu nữ nắm hai tay, nhìn lấy biển mây, nhịn không được cũng là cạn cười một tiếng, lầm bầm một câu, ngốc tử, còn như thằng bé con. Nàng nhìn thấy thiếu niên tại sau khi cười xong, trong mắt lóe lên một tia vắng lặng, rất nhanh liền cúi đầu xuống rời đi. Điều này hiển nhiên là bởi vì, hắn không có cách nào xác định, hắn muốn đợi người kia, phải chăng có thể nhìn đến hắn. Tiếc nuối là, trong đại điện này thiếu nữ, cũng không có cách nào nói cho hắn biết. Không có cách nào nói cho hắn biết, nàng không chỉ biết nói hắn còn sống, còn biết bọn họ, đã tới trên Thái Dương. Nàng càng là toàn thân tâm, chú ý vô thiên chi chiến, không có buông tha bọn họ xuất hiện mỗi trong nháy mắt. Biển mây phía trên, huyễn ảnh tiêu tán. Đế tinh bảng phía trên, Tiểu Phong cái tên này, đã tiến nhập trước 4. Chỉ cần lại thắng một chàng, liền có thể đạt được thiên cung danh ngạch, mặc kệ bọn hắn cái nào tiến thiên cung, có thân phận, hết thảy thuận tiện làm nhiều. Từng tại Nguyệt Chi thần cảnh bấp bênh, nàng cũng biết, sau lưng không nơi nương tựa đau khổ. Đồng thời, vì thế trả giá nặng nề. May mắn, hắn còn sống. Đây cũng là trên đời bên trong, lớn nhất vui mừng. Màn che bay múa bên trong, nàng Nguyệt sợi tóc màu trắng cùng xanh nhạt sắc váy dài, cũng trong gió phiêu diêu. Đúng vào lúc này, sau lưng chạy tới mấy cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, líu ríu nói. Thần nữ, xá công tử tới gặp ngươi. Cái tên này vừa nói ra miệng, thiếu nữ sắc mặt thì biến hóa. Nàng thu hồi nụ cười, sắc mặt bình thản, hơi hơi khoát khoát tay. Bọn thị nữ liền nháy mắt mấy cái lui xuống. Không lâu sau đó, một người mặc đỏ thẫm long bào thanh niên, ngự theo gió mà đến, rơi vào trên đại điện. Hắn sắc mặt nhu hòa, tới liền nửa quỳ hành lễ, cung kính nói, ra mắt thần nữ. Có chuyện gì sao? Thiếu nữ nhìn biển mây, không quay đầu lại, hai tay giao nhau giữ tại bụng. Lần trước nói qua, hối linh cốc trước dương thần thụ, hôm nay liền sẽ nở hoa rồi, đến lúc đó một mảnh hỏa hồng, sơn cốc trở thành một đầu hỏa liên, cảnh sắc 10 phần hùng vĩ. Đế tôn phân phó ta, thần nữ tu hành chăm chỉ, khó tránh khỏi buồn khổ, để cho ta mời thần nữ đi giải sầu một chút. Thanh niên quỳ một chân trên đất, từ đầu đến cuối không có lên. Hắn lúc nói chuyện, cũng cúi đầu, không dám nhìn nữ tử kia. Trước cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá, ta cũng không buồn khổ, đối cảnh đẹp cũng không hứng thú. Bây giờ tu hành cũng đến thời điểm then chốt, không muốn phân tâm. Thiếu nữ nói đến chỗ này, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, như không có chuyện gì khác, mời ngươi trở về đi. Đúng. Thanh niên gật đầu, khom lưng lui lại. Đi tới cửa thời điểm, hắn nhếch miệng, hỏi, thần nữ cũng đang chăm chú vô thiên chi chiến sao? Có thể hay không nhìn ra có gì huyền cơ? Bọn họ, có thể có huyền cơ gì? Thiếu nữ rất cẩn thận trả lời. Nói cũng phải, những thứ này cái gọi là Thái Dương Vạn Tông đế tinh bảng thiên tài, cùng chúng ta trật tự thiên tộc so sánh, vẫn là có chênh lệch. Thần nữ tuy nhiên thời gian tu hành rất ngắn, nhưng cũng cùng bọn hắn, không xê xích bao nhiêu. Thanh niên gật đầu nói. Ngươi mới vừa nói là, chúng ta trật tự thiên tộc. Ngươi không phải ngự thú sư sao? Thiếu nữ hỏi. Thanh niên nghe nói như thế, lại cũng không xấu hổ, mà chính là nở nụ cười, nói, chúng ta, ẩn long điện, thân, tâm, mệnh, hồn, đều thuộc về trật tự thiên tộc.
thiếu nữ không có lại trả lời, chờ hắn rời đi. Kỳ thật, Vô Mộng Tiên Quốc vi sinh Mặc Nhiễm, nắm giữ thất tinh thần thú, thực lực của nàng không kém, tại chúng ta bên này, cần phải xếp hàng đầu. Thanh niên đứng tại cửa ra vào nói. A, à, thiếu nữ đối trong miệng hắn người, cũng không hứng thú. Nhưng không thể phủ nhận, vi sinh Mặc Nhiễm là Lý Thiên Mệnh ba người, lớn nhất chướng ngại vật. Thần nữ, đế tôn trước đó vài ngày, nói cho ngươi tìm được một loại, thất tinh vũ trụ thần nguyên, không biết, sóc nguyệt tiến hóa thành công hay chưa? Thanh niên thấp giọng hỏi. Ngươi quản được thật nhiều. Thiếu nữ chỉ cửa, có chút không vui nói. Thanh niên mặt ngoài rất khách khí, thậm chí rất hèn mọn, có thể nhưng vẫn không dứt khoát rời đi, đã nói quan hệ giữa bọn họ, cũng không chỉ là chân chính chủ tớ. Xin lỗi, xa cáo lui trước, đế tôn phân phó ta phụng dưỡng thật là thần nữ. Như có bất cứ phân phó nào, thỉnh thần nữ nói cho ta biết, xa tuyệt đối đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Hắn sau khi nói xong, lúc này mới khom người lui lại. Người khác suy nghĩ nhiều, chúng ta không có khả năng. Thiếu nữ nhìn về phía trước biển mây nói. Đúng. Thanh niên gật đầu, khóe miệng mấp máy, một chút có chút xấu hổ, khom người lui ra đại điện, sau đó rời đi. Ngoài cửa, một đám thị nữ hai mặt nhìn nhau. Thở mạnh cũng không dám. Xá công tử, là ẩn long điện trong lịch sử kỳ tích, người như hắn, tại thần nữ trước mặt, đều như thế hèn mọn. Đó là dĩ nhiên, thần nữ cửu kiếp chi thể, nhiều năm về sau, nàng cũng là sẽ trật tự chi địa nữ hoàng, ngoại trừ đế tôn, ai cũng đến cúi đầu. Cửu kiếp liền đầy đủ đáng sợ, nàng còn có một đầu cộng sinh thú, đây mới gọi là thiên hạ vô song. Các nàng chính châu đầu ghé tai. Khác hàn huyên. Một nữ tử thanh âm, theo trong đại điện truyền đến. Yểu điệu các thiếu nữ, thè lưỡi, vội vàng ngậm miệng lại. Các nàng đều biết, kỳ thật thần nữ là một cái rất ôn nhu, yên tĩnh cô nương. Nàng cho tới bây giờ đều không ỷ thế hiếp người. Đối với các nàng những thứ này đế tôn tự mình chọn lựa thị nữ, thái độ đều phi thường tốt. Nhưng, duy chỉ có đối đế tôn bản thân, còn có cái này đế tôn khâm định, tương lai phỏ mã ra, thái độ của nàng, đều tương đương không tốt. Truyền thuyết thần nữ là đế tôn tư sinh nữ, tại trần thế trưởng thành. Nhiều năm không thấy, thần nữ lòng có khúc mắc, cái kia cũng bình thường đi. Đế tôn dụng khổ lương tâm, một ngày nào đó, thần nữ sẽ ý hiểu hắn. Xá công tử, cũng sẽ là một cái hảo phu quân, là một cái vì hiệu chung, nguyện ý giao phó tánh mạng người. Hết thảy đều sẽ rất tốt đẹp, phụng dưỡng thật là thần nữ, tỉ muội chúng ta nhóm, đều tiền đồ vô lượng nha. Các nàng đều là trật tự thiên tộc bên trong, thiên phú tầng thứ rất cao, nhưng xuất thân trung đẳng thiếu nữ trẻ tuổi. Cùng thần nữ cùng nhau lớn lên, chưa đến tự nhiên là nàng trưởng khống trật tự chi địa quan trọng lực lượng. Các nàng đối tương lai, tràn ngập hy vọng. Cùng một chỗ nỗ lực. Các nàng duỗi ra trắng như tuyết cánh tay. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lòng tin 10 phần, lẫn nhau động viên. Trong đại điện, các nàng trong mắt cái kia đã định trước cao thượng thiếu nữ. Lại cắn môi đỏ, ánh mắt tràn đầy phản nghịch cùng dứt khoát. Vô thiên hỏa trụ bên ngoài. Theo vô tự thần điện, không, bị loại, hỏa trụ chung quanh tụ tập mấy trăm triệu cường giả bên trong, lại lần nữa cuốn lên phong bạo. Rất nhiều người hội tụ cùng một chỗ, cơ hồ đem vô thiên hỏa trụ vây chết. Mãnh liệt sóng ngầm, vây quanh vô thiên chi cảnh bao phủ. Nguyên một đám đến từ Thái Dương Vạn Tông những người tu luyện, núp trong bóng tối, đối hết thảy nhìn chằm chằm. Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, cổ kiếm Thanh Sương làm xong cuối cùng phòng bị, mà bên này duy nhất Thanh Hồn Điện tu luyện giả, Giang Thanh Lưu, ngay tại Hiên Viên Long Tông trùng điệp bảo hộ bên trong, tạm thời không người dám tới gần. Mặc dù không người dám tới gần, có thể tuyệt đối có vô số người, đứng ở đằng xa, trong bóng tối nhìn chằm chằm Hiên Viên Long Tông một đoàn người. Đệ nhất Long Hoàng hiện thân, lại tiếp tục có người tay tiếp viện, dạng này Hiên Viên Long Tông, có rất mạnh uy hiếp lực. Huống hồ. Hiện tại, đáp án, chưa ra. Vì để tránh cho náo ô long, người bình thường không dám động thủ. Cho tới bây giờ, đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang đã nhạt, mọi người chú ý nhất chính là thôn giới thần đỉnh thuộc về. Muốn là Hiên Viên Long Tông thấy tốt thì lấy đi cửu long đế kiếm liền tốt. Làm sao có thể, tối thiểu nhất, Lý Thiên Mệnh, cửu long thiên kiếp kiếm, chính là tổ tiên bọn họ kiếm quyết, liền không khả năng từ bỏ. Còn có long huyết thần hoang. Đoạt mệnh ngân long, mặt khác cái kia tiểu phong trên người đại đạo nguyên ma đan, đều có thể ép ra đi. Thấy tốt thì lấy, đừng suy nghĩ,
ta đoán chừng bọn họ, lòng tham không đủ xà thôn tượng, thôn giới thần đỉnh đều muốn. Hiện tại thì nhìn, ai có thể cầm tới thiên cung chuẩn bị ghế? Chuẩn bị ghế, còn không phải quan trọng. Mấu chốt là tránh thức tiến thiên cung. Vạn nhất nếu là Vu Tử Thiên tiến vào thiên cung, chuyện bên ngoài, trên cơ bản náo không lớn. Thấy rõ không, thanh hồn điện cái này gọi là tiểu phong đệ tử, thần hồn rất mạnh, tối thiểu tam cảnh vương hồn. Hắn cũng là dựa vào thần hồn đánh bại không? Một cái quỷ thần tộc, không dựa vào nhục thân, lại dựa vào thần hồn. Thật sự là tuyệt. Thật không biết Giang Thanh Lưu, chỗ nào tìm tới những đệ tử này. Xem ra thiên phú cũng không tính là cao, kết quả đều có một ít thủ đoạn đặc thù, vậy mà lăn lộn đến bây giờ. Trước 4 tiến 3, thiên hạ kỳ văn. Vô Mộng Tiên Quốc phi sinh mặc nhiễm, bảo vệ nhất lưu thế lực duy nhất mặt mũi. Ha ha! Những nghị luận này, Hiên Viên Long Tông bên này đều có thể nghe được. Thánh Long Hoàng. Long Uyển Oánh đi tới cái kia trước mặt lão giả. Tại lão giả này bên người, nữ nhi của hắn cùng Tôn Nhi, đều đứng ở bên cạnh. Long Lang Lung sắc mặt vẫn không dễ nhìn, nhất là thoáng nhìn Lâm Tiêu Tiêu thời điểm. Từ trước mắt cục diện phía trên nhìn, chúng ta rất nhiều người đều cho rằng, ba người bọn hắn đệ tử, tăng thêm Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, Đoạt Mệnh Ngân Long cùng Long Huyết Thần Hoang, tuy nhiên hiệu quả không bằng thôn giới thần đỉnh, nhưng chúng ta có năng lực nuốt vào, lại danh chính ngôn thuận. Ba người bọn hắn đều đã dùng thực lực đã chứng minh thiên phú, nhất là Lý Thiên Mệnh, hắn đạt được tổ tiên kiếm quyết truyền thừa, tương lai thành tựu tuyệt đối không so Lang Lung kém. Mà lại vừa tốt, hắn cũng có thần long cộng sinh thú. Cho nên, hy vọng ngươi cùng mặt khác năm vị Long Hoàng, nghĩ lại. Long Uyển Oánh tân nhiệm Bạch Long Hoàng, tư lịch lớn nhất cạn, tại trọng yếu quyết đoán bên trong bị bài xích bên ngoài. Có thể đầu óc của nàng, đầy đủ rõ ràng. Nàng tin tưởng Thánh Long Hoàng tại cái này tận mắt nhìn thấy, đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Chung quanh những người kia nhìn chằm chằm, mấy trăm triệu người đỏ mắt. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Bồi dưỡng, chúng ta Hiên Viên Long Tông rất thiếu người sao. Cần bồi dưỡng cái này ba cái, cướp bóc chúng ta tổ tiên di vật đạo tặc. Long Lang Lung vốn không có tư lịch nói chuyện, có thể Long Uyển Oánh lời nói, thực sự để hắn nổi nóng. Hắn hiện tại thống hận nhất Lý Thiên Mệnh. Long Uyển Oánh, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Tối thiểu nhất Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là chúng ta tổ tiên, chỉ có thể truyền cho hắn hậu nhân. Lý Thiên Mệnh có thể học tập kiếm này, nhất định có môi giới, chúng ta đem môi giới đoạt tới tay là được rồi. Thôn giới thần đỉnh trọng yếu như vậy, ngươi lại tại này tự coi nhẹ mình. Ngươi muốn làm cái sợ hàng, từ bỏ có thể chân chính để cho chúng ta Hiên Viên Long Tông phục hưng thần vật, lựa chọn ba cái bọc mủ. Cái kia phải hỏi toàn trên tông môn phía dưới có đáp ứng hay không? Long Hy Thiến âm dương quái khí mà nói. Ba cái bọc mủ, cái kia ngươi nhi tử là cái gì? Bao cũng không tính là, chỉ có mủ. Long Uyển Oánh bĩu môi nói. Nghe nói như thế, bên cạnh Long Lang Lung sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy nói. Bạch Long Hoàng, Cửu Long đế táng hết thảy, vốn chính là tổ tiên ban cho di vật của chúng ta, thiên cung chiếm làm của mình, đều là trộm cắp. Thôn giới thần đỉnh vốn chính là chúng ta, ngươi lại khuyên chúng ta từ bỏ. Nghe ngươi ý tứ, còn muốn cho ba cái ngoại nhân, cầm có chúng ta tổ tiên di vật, còn đi bồi dưỡng bọn họ, vạn nhất bọn họ là ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa đâu. Vẫn là nói Bạch Long Hoàng ngươi đã bắt đầu ăn cây táo rào cây sung rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Long Hy Thiến vội vàng bảo vệ tốt chính mình nhi tử, tránh khỏi Long Uyển Oánh đánh hắn. Nhưng Long Uyển Oánh cũng không tức giận. Nàng chỉ là nở nụ cười, nói, Lang Lung, trước kia còn cảm thấy ngươi, tâm tư kín đáo, khiêm tốn hữu lễ, là cái đáng làm chi tài, đáng tiếc mẫu thân ngươi bố cục quá thấp, cũng chỉ dạy dỗ ngươi nội đấu, chỉ chấp nhất bảo vật, lại thấy không rõ lắm hiện thực. Thì ngươi cái này tính cách, về sau ngươi muốn là đem chính mình hủy, ngươi đến nhớ rõ ràng, vậy cũng là mẹ ngươi hủy ngươi. Sau khi nói xong, Long Uyển Oánh lại nhìn chằm chằm Long Hy Thiến. Gần từng chữ một, đem tiểu hài tử mang đi, nơi này không có các ngươi nói chuyện phần. Long Hy Thiến còn tức giận bất bình, Long Lang Lung càng là nghiến răng nghiến lợi, nhìn hằm hằm Long Uyển Oánh. Nhưng, thất Long Hoàng ở giữa thương nghị đại sự, mẹ con bọn hắn luôn xen vào, xác thực không hiểu tôn ti. Long Hy Thiến chỉ có thể cùng Thánh Long Hoàng xin lỗi, sau đó cắn răng lui về phía sau. Loạn trong giặc ngoài, ăn không vô. Long Uyển Oánh tại Thánh Long Hoàng bên cạnh. Trịnh trọng nói bảy chữ này. Được rồi, không dùng cường điệu, xuống chút nữa nhìn,
đáp án không thì có rồi. Thánh Long Hoàng nói, ta chỉ là sợ sợ chúng ta nhất tộc đi hướng Thâm Uyên. Thấy tốt thì lấy, không có gì không tốt. Chỉ có lòng tham tiểu hài tử, mới không biết trời cao đất rộng. Long Uyển oánh hai mắt bên trong, cất giấu thật sâu sầu lo. Thánh Long Hoàng thật sâu nhìn nàng một cái, không có nói thêm nữa. Cách đó không xa, Long Hy Thiến vẫn tức giận bất bình. Long Lang Lung nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu, nghĩ đến những thứ này người, tương lai sẽ còn tại Hiên Viên Long Tông tu hành, thụ Hiên Viên Long Tông che chở, hắn càng là khó có thể tiếp nhận. Kẻ trộm, kẻ trộm. Chiến trường bên ngoài kết giới. Thời gian, đổ về đến 2 phút đồng hồ trước. Dạ Lăng Phong vừa mới tiến chiến trường kết giới, Lý Thiên Mệnh liền ngồi xếp bằng xuống. Ngươi không nhìn, Phu Tử Thiên líu lưỡi nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra Long Lang Lung cái kia bên trong đạt được Thiên Cương Kiếm Thạch. Đây là một loại cấp 5 thiên địa thần khoáng, nắm giữ trật tự thần văn Thiên Cương giới. Hắn kết cấu đầy đủ ổn định, có thể dung hội, chứa đựng nguyên tố thần tai kiếm khí. Ngươi cứ như vậy tin tưởng Tiểu Phong. Phu Tử Thiên ngượng ngùng nói. Bởi vì hiểu rõ, cho nên tin tưởng. Lý Thiên Mệnh không có nói thêm nữa. Dạ Lăng Phong chiến đấu kết thúc, lập tức liền sẽ vòng thứ 2 quyết chiến. Đến lúc đó 4 nhà 2, cũng không có quá nhiều thời gian. Tuy nhiên chỉ có 1/3 tỷ lệ, đụng tới vi sinh mặc nhiễm, nhưng hắn vẫn là nghĩ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Phu Tử Thiên liền nằm sấp tại chiến trường kết giới quan chiến. Lý Thiên Mệnh thì đem Thiên Cương Kiếm Thạch bên trong nguyên tố thần tai kiếm khí, dẫn xuất một bộ phận. Long Lang Lung Thiên Cương Kiếm Thạch bên trong, cất giữ nguyên tố thần tai kiếm khí, hết thảy có 5 chủng loại hình. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, 5 loại hoàn mỹ thuộc tính. Đại đa số đều là 3, cấp 4 mức độ. Cao nhất nguyên tố thần tai kiếm khí, đạt tới cấp 5, số lượng chỉ có 3 đạo, phân biệt là Kim, Mộc, Lửa. Ta hiện tại chỉ học được Ngân Long Kiếm. Huyết Long Kiếm cùng Viêm Long Kiếm, như vậy, chỉ có kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, cái này 2 đạo kiếm khí hữu dụng. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, là kiếm thể cùng dung hợp kiếm đạo 2 trong 1. Lý Thiên Mệnh trước mắt, chỉ phát huy rất một phần nhỏ uy lực. Trước mắt 3 kiếm dung hợp, cũng chỉ là cái ban đầu giai đoạn. Hắn đem Thiên Cương Kiếm Thạch bên trong, 2 đạo cấp 5 nguyên tố thần tai kiếm khí dẫn xuất. Trong đó một đạo kiếm khí màu vàng sậm, trên cánh tay gào thét du tẩu. Nó nắm giữ hoàn chỉnh cấp 5 trật tự thần văn, tên là Tha Kim Kiếm Cương, liền cái này trật tự thần văn, xem ra đều giống như một thanh kiếm, trên đó mỗi một đạo kiếm văn, đều là mấy ngàn đạo kiếp văn dung hội. Loại này nguyên tố thần tai kiếm khí, nắm ở trong tay, đều sẽ đối Lý Thiên Mệnh hiện tại thiên tinh luân nhục thân, tạo thành nhất định thương tổn. Đem đạo kiếm khí này, mang về Viêm Hoàng, một kiếm vung ra, có thể trong nháy mắt diệt đi một tòa thần thành. Trật tự chi địa thời gian dài bị hằng tinh nguyên thai nghén, kiến tạo thành thị khoáng thạch tài liệu, đều chính là thần khoáng, thảo mộc thần linh khắp nơi đều là, cho nên toàn bộ thế giới, đều so hạt bụi thế giới muốn vững chắc. Cùng loại, Tha Kim Kiếm Cương, loại này nguyên tố thần tai, mới không còn hủy thiên diệt địa. Một đạo khác kiếm khí màu đỏ sậm, hắn trật tự thần văn có điểm giống là một tòa hỏa hồng sắc liên hoa, hồng liên hoa văn, cũng là từ lít nha lít nhít phổ thông thiên văn tạo thành. Cái này trật tự thần văn tên là Hồng Liên Kiếm Lô, chẳng những nóng rực, hơn nữa còn sắc bén. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám tí nắm nó, đều cảm nhận được đốt cháy đâm nhói. Nó đang lao vùn vụt ở giữa, có thể hóa thành hồng liên hình dáng, ngược lại là cùng Huỳnh Hỏa Thần Thông Lục Đạo Hỏa Liên, có chút tương tự. Tốt, lại đến chua thoải mái thời khắc. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm thành tựu kiếm thể, nhất định phải phối hợp thuộc tính. Không có Huyết Long Kiếm loại kia thuộc tính nguyên tố thần tai kiếm khí, Lý Thiên Mệnh trước mắt chỉ có thể dung hợp kim loại, hỏa diễm 2 loại. Tha Kim Kiếm Cương, Hồng Liên Kiếm Lô. Dùng 2 loại nguyên tố thần tai kiếm khí, làm kiếm thể căn cơ, phối hợp sử dụng thiểm quang sát kiếm cùng hỏa bào long kiếm 2 loại kiếm pháp. Như tu luyện tới sau cùng, ta cửu kiếm hợp nhất đại thành, tại dung hợp siêu cao đẳng cấp nguyên tố thần tai kiếm khí, thí dụ như cấp 7, bát giai trở lên nguyên tố thần tai kiếm khí. Cái kia một kiếm này quyết uy lực, liền đáng sợ. Bây giờ chỉ là bắt đầu. Bước đầu tiên. Đầu tiên, Tha Kim Kiếm Cương. Đây là Long Lang Lung, dùng tới tu luyện ngũ hành đế tinh kiếm thể nguyên tố thần tai. Long Lang Lung tu luyện lâu dài kiếm khí, mà Lý Thiên Mệnh là lần đầu tiên đụng tới trật tự thần văn cấp nguyên tố khác thần tai,
tại kiếm khí này mới vừa vào thể thời điểm, cảm giác vẫn là tương đối nhói nhói. May mắn Cửu Long Thiên Kiếp kiếm quyết 10 phần hoàn chỉnh, huống hồ Lý Thiên Mệnh còn có Thanh Linh Tháp. Cho nên, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Thiểm Quang Sát Kiếm, Tha Kim Kiếm Cương, Hỏa Bào Long Kiếm, Hồng Liên Kiếm Lô. Chiến trường trong kết giới, Dạ Lăng Phong cùng hư không đánh đến hỏa nhiệt, Lý Thiên Mệnh thì nghiến răng nghiến lợi, đem cái này hai đại cấp 5 trật tự thần văn nguyên tố thần tai kiếm khí, từng giờ từng phút, dung hội đến toàn thân giới tử bên trong, để toàn thân giới tử tự mang kiếm khí. Đôi mắt lóe lên, đều là lực sát thương. Số lượng còn chưa đủ, có lẽ, cao cấp hơn nguyên tố thần tai kiếm khí, uy lực sẽ càng mạnh. Đương nhiên, phải xem ta hiện tại thiên tinh luân chi thể, phải chăng có thể tiếp nhận. Hắn ý thức đến, kiếm thể tu luyện, là một đầu dài rằng giặc con đường. Nếu như bây giờ có thể có, phù hợp huyết tế hung kiếm kiếm khí, kiếm thể cùng dung hợp kiếm đạo, đều ba hợp một, kiếm quyết uy lực sẽ càng mạnh. Nhưng rất đáng tiếc, loại kia tương đối khó tìm. Toàn bộ quá trình không lâu lắm, Lý Thiên Mệnh trấn an một chút Tiểu Ngũ, nhìn thoáng qua chiến trường. Dạ Lăng Phong thắng. Không ngoài sở liệu. Hắn hơi cười. Chỗ lấy an ủi Tiểu Ngũ, là bởi vì Tha Kim Kiếm Cương, cũng là nó cần xuất sinh vũ trụ nguyên lực, kim loại thuộc tính. Đáng tiếc số lượng quá ít. Muốn để cái này mấy vạn cái tiểu ngân trứng ấp trứng đi ra, tối thiểu đến gấp mấy trăm lần trở lên Tha Kim Kiếm Cương. Hoặc là, cấp bậc cao hơn kim loại nguyên tố thần tai. Lập tức vòng thứ hai. Bốn nhà trước ba. Lý Thiên Mệnh biểu thị rất dễ chịu. Tối thiểu nhất ba người bọn hắn, vững vàng chiếm cứ một cái thiên cung chuẩn bị ghế. Đúng rồi. Dạ Lăng Phong còn chưa có đi ra, Lý Thiên Mệnh lại vào lúc này, nghĩ đến mặt khác một vật. Tiểu Thiên Bia. Hắn theo tu di giới chỉ bên trong, đem cái này màu đen Tiểu Thiên Bia cho lấy ra. Lúc ấy coi là... Khả năng này lại là vô thiên chi sau khi chiến đấu tục quan trọng, thế mà, hiện tại còn kém trận chiến cuối cùng, hẳn là không dùng a. Hắn vẫn cho là hữu dụng, nhưng vẫn không dùng tới. Đến đằng sau, kém chút đem nó quên mất. Có thể khẳng định là, nó cũng là Đông Hoàng kiếm toái phiến một trong. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều tiểu thiên bia. Không nghĩ tới, tòa thứ nhất, lại là sau cùng một tòa. Toàn bộ vô thiên chi cảnh. Cũng chỉ có một tòa tiểu thiên bia, đúng lúc tại ngay từ đầu, liền đến trước mắt ta, cho ta tăng lên 3.000 phân. Cái này 3.000 phân là cái gì căn cứ? Tùy tính gây nên. Lý Thiên Mệnh rất là nghi hoặc. Ngoại nhân cảm thấy thiên cung xuất ra Cửu Long đế táng rất kỳ quái, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác cái này tiểu thiên bia kỳ quái hơn. Tựa như là thân thủ đưa đến trong tay của ta giống như, là ảo giác sao? Vẫn là nói, thiên cung, thật cùng, trộm thiên cung, có quan hệ. Như vậy, đây chính là cha ta bọn họ còn sót lại thực lực. Rất không có khả năng đi, thiên cung thành viên, đều là theo Thái Dương Vạn Tông tuyển bạt. Mà lại cha ta cũng không có đã thông báo trộm thiên cung sự tình. Hắn hiện tại cảm giác, trước mắt cũng là một mảnh mê vụ. Đến đây vô thiên chi cảnh, dự tính ban đầu là thu hoạch được một cái thân phận, tối thiểu nhất có thể tại Thanh Hồn Điện đặt chân. Kết quả Cửu Long đế táng vừa ra, đem hết thảy xáo trộn. Càng đem Lý Thiên Mệnh đẩy vào cái này Thái Dương Vạn Tông trong vòng xoáy. Vẫn là câu nói kia, tiến vào thiên cung, hết thảy thì xem rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh nắm bắt cái kia tiểu thiên bia. Hắn trong lòng nghĩ là, cái đồ chơi này đã không phải cái gì quan trọng, vậy liền thử một chút có thể hay không dùng a. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ không sao cả do dự. Trong tay xuất hiện Đông Hoàng Kiếm, đè vào cái này tiểu thiên bia phía trên. Trước đây thử qua những biện pháp khác, toái phiến, đều không thể dung hợp. Cái kia chỉ còn lại cưỡng ép phá hủy. Tụ lực. Hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao, đột nhiên chặt chém xuống. Làm Đông Hoàng Kiếm mũi kiếm, đâm vào tiểu thiên bia phía trên thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Tiểu thiên bia vậy mà hóa thành trạng thái dịch, tựa như là trong suốt nước một dạng, tan vào Đông Hoàng Kiếm bên trong. Ong ong ong. Đông Hoàng Kiếm bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, nó nội bộ, chính phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Hắn thiên hồn bị hút vào kiếm trong thế giới. Năm tòa rộng rãi cửa lớn xuất hiện tại trước mắt, mỗi một tòa đều phảng phất là thiên bi. Ở giữa một tòa không màu cửa lớn, thần bí sâu xa, dày nhất trọng. Bên trái sâu kim sắc, màu vàng nhạt, phía bên phải màu đen đặc, màu đen nhạt, bốn tòa cửa lớn đã mở ra, phân biệt giải phong Đông Hoàng Kiếm bốn loại năng lực.
Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua cái này hai bên bốn tòa cửa lớn, phát triển tạm thời cũng không biến hóa. Đúng vào lúc này, trên trời xuất hiện một đạo không màu dòng nước lũ. Dòng nước lũ như là thác nước rơi xuống. Rõ ràng là thác nước, lại có một loại thiên quân vạn mã trùng phong xuống cảm giác, làm đến Lý Thiên Mệnh cũng nhìn không được kích tình mênh mông lên. Rầm rầm rầm. Không màu dòng nước lũ, vậy mà trùng kích ở trung ương cái kia không màu trên cửa chính. Oanh, oanh, oanh. Mỗi trùng kích một lần, không màu cửa lớn thì chấn động một lần. Muốn mở sao? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Hắn coi là cái này cái gọi là toái phiến, sẽ tổ hợp thành Đông Hoàng kiếm một khối, không nghĩ tới lại là hóa thành không màu dòng nước lũ xông vào kiếm trong thế giới, hơn nữa còn đối trung ương không màu cửa lớn hữu hiệu. Tại Lý Thiên Mệnh ánh mắt khẩn trương bên trong, không màu cửa lớn vẫn luôn đang rung động. Mắt nhìn lên trên trời không màu dòng nước lũ, càng ngày càng ít, Lý Thiên Mệnh tâm tình cuống cuồng. Cái kia không phải chỉ là cho cái này không màu cửa lớn gãi ngứa ngứa, căn bản mở không ra a. Tại hắn hai mắt nhìn kỹ giữa, thì không lâu sau, trên trời dòng nước lũ giảm bớt, biến mất. Không màu cửa lớn còn đang kéo dài oanh minh, nhưng cũng không hề hoàn toàn mở ra. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực. Vốn là tràn đầy phấn khởi, hiện tại nói cho ta biết nước không đủ. Không màu cửa lớn tại rung động sau một thời gian ngắn, quy về yên tĩnh. Hết thảy thì cùng chưa từng xảy ra giống như. Phiền muộn thì phiền muộn, Lý Thiên Mệnh vẫn là tiến lên kiểm tra một chút. Làm hắn tới gần không màu cửa lớn thời điểm, bất ngờ phát hiện một trận cổ lão mê vụ, từ bên trong bao phủ đi ra, nhào tới trên mặt của hắn, có một loại toàn thân chết lặng cảm giác. Không đúng, bên trong có đồ đi ra, vậy liền chứng minh, nó đã mở. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh mừng rỡ trong lòng. Mong đợi thời gian dài như vậy không màu cửa lớn, rốt cục có mặt mày. Lại là cái gì? Hắn rốt cục đứng ở trước cửa. Tòa này nguy nga cửa lớn, để hắn xem ra, tựa như là một con kiến. Hắn liếc một cái. Quả nhiên, cái này không màu cửa lớn, mở ra một cái khe. Chỉ có hai ngón tay bao quát. Lý Thiên Mệnh làm sao đều không chen vào được. Liền xem như thiên hồn, đó cũng là có kích thước. Tối thiểu nhất cái này không màu cửa lớn, ở vào chưa hoàn toàn mở ra trạng thái, hắn thiên hồn vào không được. Nhưng, hắn lại có thể thông qua cái khe này, đi xem cửa lớn bên trong. Hoạt động, hoạt động. Hắn không biết vì sao, có chút tim đập rộn lên. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Mệnh duỗi ra hắn hắc ám tí, tận khả năng hướng trong khe cửa duỗi. Hai ngón tay độ rộng, bình lấy qua một bàn tay, vấn đề không là rất lớn. Hô! Bàn tay của hắn, rốt cục duỗi đi vào, khe cửa cắm ở cổ tay vị trí. Thấy cái gì sao, quả phụ đang tắm sao? Phía ngoài cộng sinh không gian bên trong, Huỳnh Hỏa bọn họ lo lắng hỏi. Lăn! Lý Thiên Mệnh nói một cái lăn chữ, thế nhưng là hắn cái chữ này, nói đến có chút run. Đó là bởi vì, làm hắn con mắt thứ ba, xuyên thấu hỗn loạn mê vụ. Tại cái kia không màu cửa chính về sau không bờ bến thế giới, chỗ đã thấy là một cái vị tại hỗn độn bên trong, to lớn vô biên kim hắc sắc hằng tinh nguyên. Đương nhiên, bởi vì không rõ ràng khoảng cách, cho nên cái tinh cầu này đến cùng bao lớn, căn bản không rõ ràng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh trên trực giác cảm giác, nó vô biên vô hạn, không thể đo lường. Thế mà, hắn cũng biết, cái này không phải chân chính hằng tinh nguyên. Có lẽ nó khả năng chỉ là một cái hình ảnh. Hắn định thần nhìn, muốn tìm được đáp án. Ngay từ đầu, ánh mắt là mơ hồ. Bây giờ Lý Thiên Mệnh thiên hồn phía trên, đều có kiếp vòng văn tự lưu truyền, để hắn càng ổn định. Phía sau cửa hiểm nguy sương mù, ba vân quỷ quyệt. Che nhiễu không chỉ là ánh mắt, còn cố ý thần. Trải qua từ lúc mới đầu chấn động, Lý Thiên Mệnh tâm mới dần dần bình tĩnh lại. Tâm tình dần dần lắng lại. Hắn đem tất cả chú ý lực, đều đặt ở con mắt thứ ba phía trên. Phía trước, mê chướng trùng điệp, giống như hỗn độn sơ khai. Trải rộng tầm mắt, chính là một loại lạ lẫm, cổ lão vũ khí. Vũ khí phạm vi, vô cùng rộng lớn. Tại cái này trong sương mù, cái kia kim hắc nhan sắc ở giữa tinh cầu, cũng dần dần rõ ràng. Một ngôi sao này, cũng không phải là màu đen cùng kim sắc mỗi bên một nửa, mà chính là bất quy tắc phân bố. Màu đen giống như là lục địa, kim sắc giống như là hải dương. Tinh quang thiểm diệu, chứng minh nó nội bộ, có được hằng tinh nguyên. Đây có lẽ là xa xôi chỗ, chân thực tồn tại thế giới,
để Lý Thiên Mệnh thông qua cái này một cái không màu cửa lớn, nhìn đến hình ảnh của nó. Dù sao, chân chính hằng tinh nguyên, tuyệt đối không có khả năng tồn tại ở một thanh kiếm bên trong. Giống như một cái bát, không có khả năng chứa đựng một mảnh biển cả. Thế mà, Lý Thiên Mệnh luôn cảm giác, đây hết thảy không chỉ là hình ảnh đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm, kim ngôi sao màu đen vận chuyển. Mơ hồ có thể nghe được vũ trụ nguyên lực tiêu tán, hình thành tiếng oanh minh âm. Đinh tai nhức óc, cái này không màu cửa lớn không có tránh thức mở ra. Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ có thể nhìn, lại không cách nào tránh thức đi ôm ấp, cái này một cái kim hắc tinh thần. Ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh thấy được, cơ hồ đánh vỡ thế giới quan một màn. Cái kia chính là, cái này kim hắc tinh thần kim sắc bộ phận, thoạt nhìn như là hải dương khối đó, văng lên một đóa kim sắc bọt nước. Bọt nước vẩy ra, giọt nước tứ tán. Có kim sắc giọt nước, rơi xuống kim hải. Cũng có rất nhỏ một phần rất nhỏ, vẩy ra thượng thiên. Cái kia giọt giọt kim sắc giọt nước, rời đi kim hắc tinh thần thời điểm, phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Biến đến đủ mọi màu sắc, phiêu tán hướng mênh mông vũ trụ. Trong đó có một ít giọt nước phương hướng, hướng về Lý Thiên Mệnh bên này mà đến. Cùng lúc đó, cái kia mặt đất màu đen cũng đang chấn động. Cái này mặt đất màu đen, phảng phất là từ vô số màu đen đất cát tạo thành. Mỗi một lần địa mạch chấn động, va chạm, đều có màu đen đất cát cuốn về phía thương thiên, bị phong bạo mang vào mênh mông vũ trụ. Chỉ là những thứ này màu đen đất cát, cũng không có như kim sắc giọt nước một dạng, biến đến đủ mọi màu sắc. Kim sắc giọt nước cùng màu đen đất cát, không ngừng theo kim hắc tinh thần, tuôn ra hướng thiên địa vũ trụ. Đến gần vô hạn Lý Thiên Mệnh thị giác. Bởi vì khoảng cách rút ngắn, nguyên bản xem ra, chỉ có chừng hạt gạo giọt nước cùng đất cát, đang không ngừng mở rộng. Khi chúng nó đạt tới lớn chừng quả đấm thời điểm, Lý Thiên Mệnh phát hiện, những thứ này giọt nước cùng đất cát trên thân, đồng dạng có hào quang chói sáng. Bọn họ tựa như là rơi xuống nguyệt chi thần cảnh một dạng, không ngừng mở rộng. Đang khuếch đại quá trình bên trong, Lý Thiên Mệnh đờ đẫn phát hiện. Chừng hạt gạo giọt nước, dần dần hóa thành đủ mọi màu sắc tinh thần. Quang mang lập lòe chư thiên. Đồng dạng lớn nhỏ đất cát, sau đó, để ngôi sao màu đen, quỷ dị sâu xa. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Trầm Uyên trên chiến trường, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến Ma Nhật. Nói thật, Ma Nhật mới là khoảng cách mặt trời gần nhất hàng tinh nguyên. Chỉ là nó ở vào vô tự thế giới. Rầm rầm rầm, ức vạn giọt nước, ức vạn đất cát. Trong đó một khỏa kim sắc giọt nước, hướng ngay Lý Thiên Mệnh phương hướng, tiếp tục mở rộng. Thẳng đến sau cùng. Làm cái này, kim sắc giọt nước, vô cùng tới gần hắn thời điểm, đã biến thành một khỏa kim sắc thiêu đốt mặt trời. Không sai. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, đi vào trật tự chi địa, tại còn không có lúc hạ xuống đợi, đối mặt mặt trời cảm giác. Kim sắc liệt hỏa, cơ hồ bổ nhào trên mặt. Để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, cái này một khỏa kim sắc hằng tinh nguyên dồi dào vũ trụ nguyên lực. Điều này nói rõ cái gì? Cái kia kim hắc tinh thần phía trên, tóe lên giọt nước cùng đất cát, cũng là mặt trời một dạng hằng tinh nguyên. Đây chính là hằng tinh nguyên khởi nguyên. Hằng tinh nguyên nguyên do, vẫn luôn là trật tự tinh không mê. Bao nhiêu đời người thăm dò, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không từng đạt được đáp án. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu coi là cái kia kim hắc tinh thần chỉ là một khỏa hằng tinh nguyên. Lại không nghĩ rằng, chân chính hằng tinh nguyên, chỉ là nó trên thân bọt nước vẩy ra giọt nước. Như vậy, cái này một khỏa kim ngôi sao màu đen, quả thực cũng là vũ trụ khởi nguyên. Nhân gian, bởi vì hằng tinh nguyên mà phồn vinh. Đây là hư giả mộng cảnh, vẫn là chân thực tồn tại. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, hôm nay thấy, liền như là thái cổ hỗn độn cự thú mộng cảnh một dạng, thoát ly hiện thực thực sự quá xa. Hắn rất khó tin tưởng đây hết thảy. Đông Hoàng kiếm, đến từ hỗn độn thần đế. Kiếm của hắn bên trong tầng thứ 5 không màu trong cửa lớn, cất giấu hằng tinh nguyên đản sinh hình ảnh. Bọt nước phía trên một giọt nước bay về phía vũ trụ, cũng là một khỏa có thể thiêu đốt ngàn vạn năm hằng tinh nguyên. Cái này cùng Đông Hoàng kiếm có sâu vô cùng ngọn nguồn kim hắc tinh thần, đến cùng là cái gì? Rầm rầm rầm. Từng viên đủ mọi màu sắc hoặc là màu đen hằng tinh nguyên, theo giọt nước. Đất cát bắt đầu mở rộng, thẳng đến vô cùng vô tận, theo Lý Thiên Mệnh thị giác bên trong bay càng mà qua, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh âm. Hỗn độn thần đế, là đế hoàng chi đạo sở hữu giả, là ta chân chính tu hành người dẫn đường, hắn đến cùng là thân phận gì?
hỗn độn thần đế truyền thừa, đến từ thượng cổ thần táng. Này thượng cổ thần táng là Khương Phi Linh vĩnh sinh thế giới thành. Bên trong còn có một cái nguyên thủy ma tôn. Tăng thêm vĩnh sinh thế giới thành chủ bên ngoài, khả năng còn có vị thứ tư. Cái kia chính là Thái Nhất Tháp chủ nhân. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, Thập Phương Chấn Ma Trụ, vĩnh sinh thế giới thành. Trong đó, vĩnh sinh thế giới thành, lại kiến tạo tại tiên tiên trên thân. Lý Thiên Mệnh cảm giác, não tử có chút hỗn loạn. Hắn ngốc trệ nhìn trước mắt hình ảnh, vô số tinh quang thiểm diệu. Cái này phảng phất là vũ trụ đản sinh hình ảnh. Những cái kia theo cái này kim ngôi sao màu đen phía trên, vẩy ra đi ra kim sắc giọt nước cùng đất cát, cuối cùng trở thành trật tự tinh không bầu trời đầy sao. Thật khoa trương. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Rầm rầm rầm. Cái này không màu trong cửa lớn, tựa như là hỗn độn khởi nguyên. Lý Thiên Mệnh nhìn qua những cái kia trong gió lốc màu đen đất cát, còn có kim sắc biển cả phía trên vẩy ra giọt nước, dần dần có chút xuất thần. Hắn biết, không màu cửa lớn không có tránh thức mở ra. Hắn cần phải không cách nào theo cái này tầng thứ 5 trên cửa chính, thu hoạch cái gì. Nhưng, chỉ là màn này, tạo thành rung động, thì đầy đủ cự lớn. Từ từ, hắn hãm sâu tại màn này bên trong. Con mắt thứ ba kia, dần dần xuất thần, càng xem càng là si mê. Hằng tinh nguyên bên trong, có trật tự thần văn. Trật tự thần văn, đều là thế giới pháp tắc hiển hóa, là thế giới pháp tắc trưởng khống vũ trụ nguyên lực, xúc tu. Nếu như tất cả hằng tinh nguyên, đều từ cái này kim hắc tinh thần đi ra, như vậy cái này kim hắc tinh thần, chẳng phải là thế giới pháp tắc cùng vũ trụ nguyên lực tụ tập thể. Nếu như nơi này là hỗn độn thần đế địa bàn, như vậy Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng liền đem đế hoàng chi đạo, cùng cái này kim hắc tinh thần, liên tưởng đến nhau. Vạn đạo, tiếp nhận đế hoàng thống ngự. Vạn đạo hợp nhất, chính là đế hoàng chi đạo. Loại này hình ảnh, khác một đời người đều khó có khả năng trông thấy. Lý Thiên Mệnh thế giới quan, bị hình tượng này trực tiếp căng ra. Dù là hắn cách màn này trình độ, còn vô cùng xa xôi, trong nội tâm, cũng có không có tận cùng khoáng đạt. Làm ra làm chơi ra chơi, ngắm nhìn bầu trời, từ trước tới giờ không xung đột. Trọng yếu nhất chính là, màn này, cơ hồ đặt vững hắn tu hành đế hoàng thần ý căn cơ. Để hắn thật sự hiểu đầu này pháp tắc bản chất, tìm tới chính mình truy tìm con đường. Từ hư là thật. Hải nạp bách xuyên, đế lâm thiên hạ. Lý Thiên Mệnh dần dần nhìn ngây dại. Ngôi sao đầy trời, mặc kệ có thứ tự vô tự, đều quay chung quanh tại cái kia kim hắc tinh thần, tạo thành vòng xoáy một dạng tinh hải, quay chung quanh hắn chuyển động, tạo thành thiên địa vũ trụ. Cái này, mới thật sự là đế tinh đi, hắn nghĩ. Tinh thần bên trong đế hoàng. Đây hết thảy. Lý Thiên Mệnh tạm thời đem định nghĩa vì một cái hình ảnh. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong màn này bên trong, nhìn lấy tinh hải gào thét, tinh hà lưu chuyển. Nhìn lấy cái kia, đế tinh, tại hắc ám hỗn độn bên trong, lấy chính mình vì trong thế giới tự quay. Nó trên thân vô tận kim sắc nước biển, màu đen thương sơn, phát ra đinh tai nhức óc khuấy động. Đắm chìm trong bức họa này mặt, quên đi thời gian trôi qua. Tại cái này vĩnh hằng trong tấm hình, trong lòng đế hoàng thần ý. Tựa hồ cũng ký thác vào cái kia kim hắc tinh thần phía trên. Lý Thiên Mệnh đã từng dựa vào cái này Đông Hoàng Kiếm tứ trọng cửa lớn phá nát trật tự thần văn, tới tu luyện đế hoàng thiên ý. Mà bây giờ, hắn cũng không tu luyện chi ý, lại không nghĩ rằng. Hắn đã sớm xa vào đến đỉnh trệ bên trong đế hoàng thần ý, lại tại hắn đắm chìm hình ảnh trong đó thời điểm, lặng yên trưởng thành. Đây không phải ngẫu nhiên, càng không phải là đốn ngộ, mà là tại tự mình trong quá trình điều chỉnh. Thấy được chính mình tu luyện chi đạo điểm cuối, từ đó sửa một số phương hướng, để cho mình đi tại chính xác nhất trên đường. Một đầu kim màu đen tiền đồ tươi sáng, bày tại hắn cùng cái kia kim ngôi sao màu đen ở giữa. Có lẽ, ta cái gì thời điểm, đạt tới cái này kim hắc tinh thần, ta đế hoàng thần ý tu luyện chi lộ, thì đến điểm cuối. Lý Thiên Mệnh ý nghĩ này sinh ra, chính là đế hoàng thần ý, trưởng thành đến hung mãnh nhất thời điểm. Tinh tướng. Cái gì là tinh tướng? Tại giới tử bên trong thần ý, thiên tinh luân, trưởng thành đến cực hạn thời điểm, tinh luân nguyên lực đạt tới giới tử cực hạn chịu đựng. Lúc này thời điểm muốn mạnh hơn, nhất định phải sáng tạo mới tu luyện chi lộ, đây chính là tinh tướng thần cảnh. Đem hoàn toàn mới tinh luân nguyên lực, chuyển đổi thành tinh tướng, sinh ra tại thiên tinh luân trên không, tương đương với mở rộng mới không gian. Cái gọi là tinh tướng, chính là toàn thân giới tử liên hợp lực lượng, lẫn nhau chung, hình thành liên hợp. Lại cùng cộng sinh thú tinh tướng liên hợp, tăng tốc lưu thông.
thông qua loại phương thức này, để toàn thân lực lượng, đạt tới càng vững chắc trình độ. Loại biến hóa này tinh luân nguyên lực, sẽ sinh ra một số dị tượng, thoạt nhìn như là tinh thần lĩnh vực, cho nên lấy tinh tướng mệnh danh. Quỷ thần tộc, ngự thú sư cùng thức thần tu luyện giả tinh tướng, không giống nhau. Trong đó, quỷ thần tộc ngôi sao tướng tương đối đơn giản, tương đương với tự mình giới tử liên thông. Thức thần tu luyện giả thức thần, không có giới tử, không có tinh luân nguyên lực, lại có thức thần chi lực. Như vậy bọn họ tinh tướng, bản thể cùng thức thần một chủ một bộ, có thể chuyển rời đến thức thần sử dụng. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú cộng sinh hệ thống bên trong, đều có giới tử cùng tinh luân nguyên lực, cho nên bọn họ có thể mỗi người sinh ra tinh tướng, mà lại lực lượng liên hệ. Ngự thú sư tinh tướng thần cảnh, có chút cùng loại quy nhất cảnh khí nguyên, nhưng có bản chất khác nhau, bởi vì quy nhất cảnh khí nguyên chỉ có mấy cái, mà thành tựu thượng thần về sau, mỗi một cái giới tử đều là lực lượng hạch tâm, toàn thân trên dưới ức vạn giới tử chung, lại cùng cộng sinh thú hình thành chung, ở một mức độ nào đó, lẫn nhau mượn dùng sức mạnh. Cho nên, nói hai cái này cảnh giới, không phải một cấp bậc so sánh. Mà lại, tinh tướng thần cảnh chân chính ý nghĩa ở chỗ. Bởi vì thần ý cùng tinh luân nguyên lực tính chất khác nhau, tạo ra khác biệt tinh tướng, bên ngoài thả thời điểm, có thể hình thành chiến đấu lĩnh vực hiệu quả, chúa tể chiến trường. Tỷ như chiến nguyên sách vạn sơn tinh tướng, có thể trấn áp trên chiến trường mỗi người trên đầu, tương đương với điệp gia trọng lực, lại hoặc là nói dạ lăng phong nguyên thủy tinh tướng thôn vệ hiệu quả, cũng có thể làm cho bản thân hắn cường đại hơn nhiều. Nói ngắn gọn, tinh tướng thần cảnh, là ngự thú sư tại cùng cảnh giới đơn đấu bên trong, mạnh nhất cảnh giới. Lý Thiên Mệnh một mực nghĩ mãi mà không rõ, chính mình có thể sinh ra như thế nào tinh tướng. Nghe nói tinh tướng, cùng tinh không toàn thế giới, thiên địa vũ trụ, cùng một nhịp thở, là mỗi người tu luyện người, tu luyện chi đạo cụ thể hiện tượng. Mà giờ khắc này, làm hắn nhìn đến vạn vật khởi nguyên, kim hắc tinh thần, nhìn đến vô số hằng tinh nguyên chen chúc, tận mắt đắm chìm trong màn này thời điểm, hắn hoàn toàn hiểu. Hình tượng này, không phải liền là phóng đại vô số lần tinh tướng sao? Bởi vì ta mệnh kiếp thiên ý, thì kém một bước có thể thành tựu mệnh kiếp thần ý, cho nên trong khoảng thời gian này, ta vẫn muốn chính là, lấy mệnh kiếp thiên ý đến hình thành ta tinh tướng, cho nên một mực tạm ngừng, tìm không thấy biện pháp. Thật tình không biết, đế hoàng thần ý mới là ta hiện tại đệ nhất pháp tắc, lấy nó đến thành tựu tinh tướng, chẳng phải là đơn giản hơn. Đến mức mệnh kiếp thiên ý tinh tướng, tại ta trước vào tinh tướng thần cảnh về sau, lại tiếp tục tăng lên, nói không chừng cũng có thể hình thành. Đến thượng thần cảnh giới về sau, trên cơ bản rất nhiều người, cũng bắt đầu tu luyện đầu thứ hai thiên ý. Nhưng, đang trùng kích tinh tướng thần cảnh cái này trước mắt, bọn họ đều chọn cầm điều thứ nhất tu luyện chi đạo, đến hình thành tinh tướng, đến tiếp sau lại đề thăng ngày thứ hai ý. Cho nên, đến tinh tướng thần cảnh hậu kỳ, rất nhiều người sẽ có hai cái tinh tướng. Nghĩ thông suốt, thì một đường thông suốt. Mấu chốt là, giờ này khắc này, Lý Thiên Mệnh đế hoàng thần ý. Còn phát sinh cự trên diện rộng trưởng thành. Tại hắn bất kỳ một cái nào giới tử bên trong, biến hóa sinh ra. Trên cùng, cái kia kim hắc sắc, đông hoàng kiếm, hình dáng đế hoàng thần ý, tại cái kia kim hắc tinh thần quang hoa chiếu dọi xuống, bộc phát ra sáng chói tinh quang, bao phủ ở phía dưới bốn tầng ngôi sao vòng phía trên. Hỏa hồng sắc địa ngục, màu đen lôi đình hỗn độn, sơn hải thế giới vòng xoáy, còn có hoa cỏ cây cối sinh linh. Cái này bốn tầng ngôi sao vòng. Tại đế hoàng thần ý tinh quang bao phủ xuống, đột nhiên bạo phát, bốc lên. Vận chuyển công pháp. Lý Thiên Mệnh ngay tại chiến trường này trong kết giới, hấp thu đại lượng hằng tinh nguyên lực lượng, tiếp tục tăng lên chính mình. Những cái kia hằng tinh nguyên chen chúc mà vào, tại cơ hồ no bạo giới tử thời điểm, bởi vì đế hoàng thần ý thuế biến, hoàn toàn mới bốn loại thuộc tính tinh luân nguyên lực, hội tụ dung hợp lại cùng nhau, cùng đế hoàng thần ý phía trên bộc phát ra tinh quang va chạm. Kết quả là tinh tướng sinh ra. Một cái tinh quang thiểm diệu tinh tướng, xuất hiện tại giới tử bên trong, bốn tầng ngôi sao vòng trên không, bao phủ đế hoàng thần ý cùng thiên tinh luân. Vô số giới tử, vô số tinh tướng. Mỗi cái giới tử bên trong tinh tướng, làm toàn lực lượng mới căn cơ, lấy cùng thiên tinh luân khác biệt phương thức, chứa đựng tinh luân nguyên lực. Nguyên một đám tinh tướng, tạo thành chung, tại Lý Thiên Mệnh thể nội, tạo thành ức vạn tinh thần lấp lóe. Loại này tinh tướng chung. Cũng là tại tăng lên lấy một cái thiên tinh luân chi thể tinh luân nguyên lực cất giữ giá trị cực hạn. Lực lượng lưu chuyển hóa, càng thêm thuận tiện. Càng quan trọng hơn là, theo hình hỏa bọn họ bốn cái, tạo thành thuộc về mình tinh tướng thời điểm, thông qua tinh tướng chiếu rọi,
bọn họ năm cái lẫn nhau ở giữa tinh luân nguyên lực, thành lập càng thêm trực tiếp câu thông thông đạo. Rầm rầm rầm, huỳnh hỏa địa ngục thiên tinh luân lực lượng, trực tiếp liền có thể đến Lý Thiên Mệnh trên thân tới. Trước kia thông qua thú mạch trung liền, hiện tại thú mạch chỗ nào đủ. Tinh tướng, mới là lực lượng chung căn bản. Một khi lỗ hổng mở ra, hiệu suất đột nhiên gia tăng, ngự thú sư nhóm nghênh đón tới đồng cấp mạnh nhất giai đoạn. Như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú tinh tướng, lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh tu luyện thế giới pháp tắc, cùng huỳnh hỏa bọn họ khác biệt. Hắn tại đi một đầu đạo thuộc về mình đường. Cho nên hắn đản sinh tinh tướng, quả nhiên cùng bọn họ khác biệt. Huỳnh hỏa giới tử bên trong, địa ngục thiên tinh luân phía trên, cái kia tinh tướng như là lò luyện, chính là đốt cháy liệt hỏa. Miêu miêu bọn họ, đồng dạng đều là mỗi người thuộc tính tinh tướng. Thế mà, Lý Thiên Mệnh tinh tướng, không có hỏa diễm, lôi đình. Hắn tinh tướng, cùng hắn tại không màu trong cửa lớn, nhìn đến hình ảnh, hoàn toàn giống như đúc. Trung ương một cái đế tinh, chung quanh tròm sao chư thiên lập lòe. Vô tận vũ khí, đem cái này tinh tướng vây quanh. Hỗn độn tinh tướng, hoặc là cái tên này, từ hỗn độn thần đế mà đến. Giống như Dạ Lăng Phong, nguyên thủy tinh tướng, một dạng. Hỗn độn thần đế, hỗn độn, cùng Miêu Miêu, hỗn độn, kỳ thật cũng không giống nhau. Miêu Miêu hỗn độn, là lôi đình tụ hợp, hình thành hắc ám lôi đình vòng xoáy, có hủy thiên diệt địa hiệu quả. Hỗn độn thần đế hỗn độn, chỉ là thế giới khởi nguyên, thiên địa chưa mở. Lúc này, Lý Thiên Mệnh thiên hồn, đã theo Đông Hoàng kiếm bên trong đi ra. Hắn đã thành công trùng kích đến, tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Lần này đột phá, tới 10 phần ngoài ý muốn. Không phải thần đan diệu dược, không phải chiến đấu thời điểm đốn ngộ đột phá, lại là đến từ, quan sát một cái hình ảnh. Hắn trực tiếp tại cái này vô thiên chi cảnh bên trong, đem, hỗn độn tinh tướng, hiển hóa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chư thiên tinh thần lập lòe, đế tinh lấp lóe trong đó. Phát sáng vô hạn, đế lâm thiên hạ. Quả thực, đẹp trai phát nổ. Huỳnh hỏa theo cộng sinh không gian đi ra, mở ra nó tinh tướng. Vô số hỏa diễm lò luyện tinh quang, hoàn mỹ dung nhập Lý Thiên Mệnh hỗn độn tinh tướng bên trong, tại tạo thành lực lượng hỗ thông đồng thời, cả hai hoàn toàn không bài xích. Điểm này, ấn chứng đế hoàng chi đạo bản chất. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hữu dung là ai, ai chính là đại, huỳnh hỏa nói. Bất kể nói thế nào, một cái đại cảnh giới đột phá, nhất là ngự thú sư đột phá đến tinh tướng thần cảnh, là đủ để cho Lý Thiên Mệnh tránh thức thực lực đại tiến. Tuy nhiên, mệnh của hắn kiếp thiên ý, vẫn là không trưởng thành vì thần ý. Nhưng, lần sau lại đến, không phải rồi. Lần này hỗn độn tinh tướng, không có cùng thập đại thức thần hình thành thông đạo, có chút không phù hợp cảm giác, lần sau dùng mệnh kiếp thiên ý, thử một chút có thể hay không cùng thức thần thành lập thông đạo. Dù sao, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, bản thân liền từ kiếp vòng thức thần sinh ra. Đó là một cái khác hệ thống tu luyện. Đến mức, hỗn độn tinh tướng, trong chiến đấu, đến cùng có thể tạo được hiệu quả gì, đến đón lấy đánh một trận, có lẽ liền biết. Làm Lý Thiên Mệnh mở mắt thời điểm, Dạ Lăng Phong cùng Vu Tử Thiên đứng ở trước mặt hắn. Ngươi, ngươi, ngươi. Vu Tử Thiên chỉ hắn, liên tục nói ba cái ngươi chữ. Ánh mắt của hắn, nhanh theo trong hốc mắt rơi ra tới. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cái kia một đôi bờ môi, lại lộ ra biến lớn. Làm cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đem Đông Hoàng kiếm thu vào. Bởi vì làm trung ương không màu cửa lớn, chỉ mở ra một cái khe hở, nó trên bản chất, tựa hồ không có thay đổi gì. Ta nói ngươi làm sao xưa nay không sử dụng tinh tướng. Ngươi vừa tới tinh tướng thần cảnh, Vu Tử Thiên cơ hồ ngạt thở nói. Có phục hay không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Quỳ. Vu Tử Thiên đầu lưỡi, ở trong miệng lung lay nửa ngày. Tại ngươi không đến tinh tướng thần cảnh thời điểm, thì có thể đánh bại tầng thứ 5 Long Lang Lung. Ngươi đây là người. Cho nên ngươi còn tin. Lý Thiên Mệnh tức cười cười nói. Tốt a, ngươi nói như vậy, ta cũng không tin. Tinh tướng thần cảnh chỗ tốt, cũng là không bên ngoài, người khác cũng không biết có hay không. Vu Tử Thiên vừa mới nghi vấn, hiện tại thì nghĩ thông suốt. Dù sao, đạp thiên chi cảnh đánh bại tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, làm sao có thể. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cái này tinh tướng không có gì dùng, cho nên, trước kia không sao cả phóng xuất. Lý Thiên Mệnh nói. A a, làm ta sợ muốn chết.
Phu Tử Thiên run rẩy nói. Lý Thiên Mệnh điều sửa lại một chút, hỏi Dạ Lăng Phong, hồn ma như thế nào? Phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Dạ Lăng Phong nói. Hồn ma cùng hắn, ký sinh, quan hệ, đồng dạng rất kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh vừa kiến thức Đông Hoàng Kiếm Thần Diệu, liền đối với hắn nói, đối xử tốt nó đối ngươi thực là không tồi, liều mình cứu giúp. Có thể phụng dưỡng nguyên thủy ma tôn hồn ma, có thể kém a. Cái kia, quyết chiến rút thăm, đã tốt, Phu Tử Thiên bỗng nhiên yếu ớt mà nói. Tốt, Lý Thiên Mệnh đột phá, một chút làm trễ nải một chút thời gian. Tiếp đó, ba người bọn hắn, ai sẽ đụng tới vi sinh mặc nhiễm? Phu Tử Thiên chỉ một chút đế tinh bảng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại chỉ có trước bốn tên, không phải kim sắc. Cái này bốn cái tên phá lệ chú mục. Trong đó, Lý Thiên Mệnh cùng vi sinh mặc nhiễm tên, biến thành màu trắng. Phu Tử Thiên cùng Tiểu Phong tên, biến thành màu đen. Ta đối chiến vi sinh mặc nhiễm, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Hai người bọn họ chăm miệng một lời. Không có chuyện, vừa vặn, nếu như vậy, ba người chúng ta người, có hy vọng đạt được hai cái thiên cung chuẩn bị ghế. Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi đột phá, hắn đối lên vi sinh mặc nhiễm, so Phu Tử Thiên, Dạ Lăng Phong đụng tới nàng, đều tốt hơn. Tuy nhiên, chính mình biến thành gian nan nhất một cái. Lần trước vi sinh mặc nhiễm xuất thủ, tuyệt đối đánh khắp vô thiên chi cảnh vô địch thủ. Lý Thiên Mệnh coi như đến tinh tướng thần cảnh, cũng không dám nói có cái gì nắm chắc. Ca, ta có một cái quyết định. Tiếp theo chiến là Thanh Hồn Điện nội chiến, Phu Tử Thiên cùng Dạ Lăng Phong lập tức liền muốn lên sàn. Trước lúc này, Dạ Lăng Phong mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn cho, Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Đúng, Dạ Lăng Phong gật đầu. Nói thế nào? Nếu như ngươi có thể cầm tới thiên cung ghế, vẫn là rất trọng yếu. Làm ra hỏa này, quá bất ổn bình tĩnh, coi như cầm tới ghế, hắn cũng chưa chắc có thể thông qua sau cùng khảo nghiệm. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, Phu Tử Thiên thì ở bên cạnh, vẻ mặt đau khổ. Dạ Lăng Phong nói, trên người hắn có thôn giới thần đỉnh, tình huống bên ngoài, chúng ta tạm thời cũng không biết. Rất có thể chỉ có hắn sư tôn một người, căn bản thủ không được cái này thôn giới thần đỉnh. Nếu là hắn hiện tại ra ngoài, thôn giới thần đỉnh tất ném. Xem xét lại trên người của ta không có cái gì. Dạ Lăng Phong biết, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên đem thôn giới thần đỉnh cho Phu Tử Thiên, nhưng hắn cũng không muốn mất đi bảo vật này. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ khẳng định là, Phu Tử Thiên về sau có thể thông qua cái này thôn giới thần đỉnh, trợ giúp cho mình tại trên Thái Dương đặt chân. Tuy nhiên ý tưởng này có chút mơ tưởng xa vời, không thực tế, có thể cái này tối thiểu là tham vọng. Phu Tử Thiên muốn là hiện tại ra ngoài, thôn giới thần đỉnh tuyệt đối tất ném. Nếu như Lý Thiên Mệnh cùng Phu Tử Thiên, có thể cùng một chỗ tiến thiên cung tiếp nhận khảo nghiệm, cái kia sẽ xuất hiện bốn loại tình huống. Cùng một chỗ tiến, Lý Thiên Mệnh tiến, Phu Tử Thiên tiến, đều không tiến. Nếu như, đều không tiến, vậy liền không thể nói được gì. Khả năng trên người bọn họ, bảo bối gì đều lưu không được, đều phải bỏ qua. Nhưng chỉ cần trong bọn họ, có một cái tiến vào, coi như chỉ có Lý Thiên Mệnh tiến, làm là thiên cung thành viên, hắn để Phu Tử Thiên trước tiên đem thôn giới thần đỉnh giao phó cho mình, Thái Dương Vạn Tông cũng không tốt đoạt. Muốn Phu Tử Thiên có thể trở thành thiên cung thành viên, thôn giới thần đỉnh càng không cần phải nói, tuyệt đối là Phu Tử Thiên. Thành thiên cung thành viên, Phu Tử Thiên cũng có thể che chở Lý Thiên Mệnh bọn họ. Dạ Lăng Phong ý nghĩ này, Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. Nói ngắn gọn, cũng là đánh cược một lần. Thắng đều có, thua đều không có. Không rõ ràng bên ngoài là tình huống như thế nào, thiên cung vốn là duy nhất đường lui. Tiểu Phong, người muốn là cầm tới thiên cung thân phận, về sau chúng ta muốn dẫn đi khẽ nói, người sẽ an toàn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Không nhất định, bởi vì vì địch nhân của chúng ta, rất có thể sẽ là người kia, liền xem như thiên cung thành viên, chỉ là một người trẻ tuổi, hắn cũng có thể giết. Dạ Lăng Phong nói. Hắn nói người kia, cũng là Thái Dương Đế Tôn. Các ngươi nói ai vậy? Thiên cung thành viên cũng dám giết. Phu Tử Thiên mơ hồ nói. Nói cho cùng, Dạ Lăng Phong vẫn là tại tự mình phụng hiến. Hắn không phải đem cơ hội nhường cho Phu Tử Thiên, mà chính là muốn vì Lý Thiên Mệnh, bảo trụ thôn giới thần đỉnh. Ca, lần này, vẫn là nghe ta đi, ta tin tưởng con ngàn, ba người chúng ta, chỉ cần có một người có thể đi vào thiên cung, đều có thể bảo hộ lẫn nhau. Dạng này điều kiện tiên quyết, cần thiết đều phải tranh thủ, không phải sao?
Dạ Lăng Phong ánh mắt có chút lãnh tịch. Cái này, ta có thể hay không nói một câu a? Phu Tử Thiên lúng túng nói. Nói đi, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tiểu Phong đem cơ hội này nhường cho ta, ta tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, nhưng áp lực cũng quá lớn, ta sợ không giải quyết được a. Muốn không phải là tạm biệt, Phu Tử Thiên yêu thương nói. Ngươi nghe không hiểu, Tiểu Phong có ý tứ là, ngươi nếu là hiện tại thì bị loại, bay ra vô thiên chi cảnh, thôn giới thần đỉnh tuyệt đối khó giữ được, nhưng để ngươi tiến thiên cung, kéo tới thiên cung lo lắng công bố, chờ ta thành là thiên cung thành viên, liền có thể trước giữ vững thôn giới thần đỉnh, đến mức ngươi có thể hay không tiến thiên cung, chúng ta cũng không có ôm có hy vọng. Lý Thiên Mệnh nói, không phải trông cậy vào Vô Tử Thiên, mà chính là, để hắn trước không bị knock out, trước lưu lại thôn giới thần đỉnh. Không phải vậy vừa đi ra ngoài, bên ngoài muốn cũng chỉ có một Giang Thanh Lưu, tuyệt đối trong nháy mắt, cái gì cũng bị mất. Không có người biết Cửu Long Đế Táng là tinh hải thần hạm, thôn giới thần đỉnh cũng là đệ nhất chí bảo. Đã từng dẫn phát vạn tông hỗn chiến, đó cũng không phải là nói đùa. Phu Tử Thiên ngược lại là có thể trước đem thôn giới thần đỉnh cho Dạ Lăng Phong, chính mình đi ra ngoài trước. Nhưng bọn hắn vừa mới nếm thử qua, thôn giới thần đỉnh làm bát giai trật tự thần binh. Cũng không phải đoạt mệnh ngân long, mà lại, đệ tử trẻ tuổi thông qua tôn huyết, mới miễn cưỡng khống chế, tự nhiên không ổn định. Một khi thoát ly với con ngàn, nó lập tức liền bắt đầu mở rộng, cái kia thể tích quả thực già thiên tế nhật, Dạ Lăng Phong căn bản là không có cách di động. Lý Thiên Mệnh cần cùng vi sinh mặc nhiễm chiến đấu, đồng dạng không nắm được nó. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào, Lý Thiên Mệnh tiến vào thiên cung, đem Vô Tử Thiên mang theo trên người, xem như thôn giới thần đỉnh, thủ hộ giả. Đậu phộng, nguyên lai là dạng này, ta trắng trắng cảm động, kém chút tè ra quần. Phu Tử Thiên một mặt mộng, tiếp tục nói, Tiểu Phong nhường cho ta danh ngạch, nhưng vạn nhất, ngươi thua cho vi sinh mặc nhiễm đâu. Đây chính là đại khái dẫn sự kiện a, hoặc là, muốn là chúng ta hai cái, đều không có thể đi vào thiên cung đâu. Đây cũng là đại khái dẫn sự kiện a. Đúng, chúng ta thắng khả năng đều rất thấp, nhưng nói như thế nào đây? Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như thất bại. Bảo bối toàn ném, làm chuột chạy qua đường, nếu như may mắn thành công, toàn bộ tới tay, còn quyền cao chức trọng. Quan trọng ở chỗ, chúng ta không thể tại kết quả, còn không có công bố trước đó, liền đem thôn giới thần đỉnh ném ra. Dạ Lăng Phong nói, Lý Thiên Mệnh thì đang trầm mặc. Sớm biết nếu như vậy, hắn thì chính mình dung hợp màu đen tôn máu. Hắn là muốn cho Dạ Lăng Phong, khiêu chiến một chút thiên cung khảo nghiệm. Chẳng qua là lúc đó, chỗ nào có thể biết phía sau trò chơi quy tắc. Còn nữa, Phu Tử Thiên cho vạn đạo thần đan, tác dụng to lớn, tăng thêm Lý Thiên Mệnh không phải luyện đan linh sư, mới đem thôn giới thần đỉnh giao phó cho hắn. Tiểu Phong, chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đụng một cái đi, hắn nói. Ngươi vẫn rất có mạo hiểm tinh thần. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Dạ Lăng Phong mỉm cười. Có lẽ là bởi vì dị độ ký ức không gian một lần kia trở về từ cõi chết, có lẽ là thực chất bên trong tự mình phụng hiến, hắn tổng là muốn cho Lý Thiên Mệnh, có thể càng tốt hơn một chút. Về phần mình, liền có chút không quan trọng. Được, vậy kế tiếp, thì nhìn ta, Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Lăng Phong đánh bạc, toàn bộ xây dựng ở, chính mình có thể thắng cái tiền đề này phía trên. Ta ở bên ngoài, trước tìm Tiêu Tiêu, đợi thêm ngươi tin tức tốt. Dạ Lăng Phong nói. Chống đỡ, chờ ta. Đây là một lần anh dũng mạo hiểm, được làm vua thua làm giặc. Dạ Lăng Phong lui ra, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, cũng là một loại không chết không thôi áp lực. Các ngươi, Phu Tử Thiên hít sâu một hơi, nói, bất kể nói thế nào, các ngươi đều cho ta rất rất nhiều, không chỉ là vinh dự, ta thật cảm kích các ngươi. Cầm tới thôn giới thần đỉnh thời điểm, ta cũng đã nói, ta Phu Tử Thiên đời này cái mạng này, chính là của các ngươi, duyên phận tới tốt như vậy. Ta tuổi quá trẻ, không cùng các ngươi liều lần này, cũng sẽ tiếc nuối cả đời. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nóng rực nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, nhận được ngươi xem lên ta, đem thôn giới thần đỉnh lớn như vậy bảo bối, phóng tới trong tay của ta, hơn nữa còn là tại bèo nước gặp nhau tình huống dưới. Đã như vậy, ta liền hướng ngươi thề, tiếp đó, ta bình tĩnh sử xuất toàn bộ sức mạnh, đều muốn vì ngươi giữ vững nó. Như tương lai có cơ hội, tiểu đệ ta chuyên môn cho các ngươi luyện đan. Luyện hắn cái một đời một kiếp. Kỳ thật đây đều là nhân quả. Nếu là không có hắn vạn đạo thần đan, Lý Thiên Mệnh cũng lấy không được thôn giới thần đỉnh. Nhân quả dây dưa, đều là một chuyện, nhưng người khác nhau, xác thực có khác biệt va chạm.
tỉ như Lý Thiên Mệnh ý nghĩ, thì rất đơn giản. Hắn biết thứ này quý giá, nhưng hắn hiểu được, đây là dựa vào Vô Tử Thiên Vạn Đạo Thần Đan cầm tới. Cho nên, hắn dựa vào này thành toàn Vô Tử Thiên. Đụng tới người thích hợp, mới có thể lẫn nhau thành tựu. Coi như Vô Tử Thiên có, tùy thân lão gia gia chỉ dẫn, cái kia đây cũng là vận mệnh của hắn. Khác phiến tình, nhanh nôn, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha, ba người trẻ tuổi, ở đây làm ra quyết định cùng lấy hay bỏ. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ đối lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, đã như sắt thép một dạng kiên cố. Chờ ta, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cùng với Dạ Lăng Phong nói một tiếng. Ừm, Dạ Lăng Phong vừa gật đầu, thì đầu tiên bị hút vào chiến trường kết giới. Còn lại Vô Tử Thiên. Làm, cho ngươi thêm một cái ngoại hiệu, nằm thắng vương. Lý Thiên Mệnh tiếng nói vừa ra, Vô Tử Thiên một mặt ngượng ngùng, đồng dạng tiến vào chiến trường. Tiến vào vô thiên chi cảnh về sau, hắn thì một đường nằm thắng. Chỉ ở cướp đoạt mệnh ngân long thời điểm, ngắn ngủi bày ra qua tài nghệ. Trước 8 quyết chiến, vòng thứ nhất luân không, vòng thứ hai có Dạ Lăng Phong nhường đường. Quả thực cũng là, trực tiếp nằm thắng tiến thiên cung. Lần thứ nhất thiên cung chuẩn bị ghế quyết chiến. Đế tinh bảng thứ ba Vô Tử Thiên, cùng thứ tư Tiểu Phong. Thanh hồn điện nội chiến. Một trận chiến này còn chưa bắt đầu, Thái Dương Vạn Tông cũng bắt đầu lộn xộn. Trước kia vô thiên chi chiến, chỉ có một cái chuẩn bị ghế. Tại loại trường hợp này, vậy mà từ hai cái nhị lưu thế lực trong hàng đệ tử chiến, quyết ra danh ngạch. Hết thảy đều như là đang nằm mơ. Vạn chúng chú mục bên trong, chiến đấu bắt đầu. Dạ Lăng Phong, diễn một thanh. Loại này diễn kỹ, khẳng định không lừa được thiên hạ cường giả. Khai chiến, diễn xuất, sau đó đế tinh kết giới, bị Vô Tử Thiên đánh vỡ. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, bất quá một phút. Làm Dạ Lăng Phong bị loại thời điểm, thiên hạ tu luyện giả, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ rõ ràng, thiếu niên này đến cùng có hạng gì bá lực, vậy mà chủ động bị loại. Đường đường thiên cung chuẩn bị ghế. Để một cái, giả mạo thiên tài, trực tiếp nằm thắng tới tay. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Mấu chốt là, thiên cung giống như cũng không có cho rằng, cái này làm trái quy tắc. Trong lúc nhất thời, đế tinh bảng phía trên, Vô Tử Thiên tên, bắt đầu lập lòe. Cứ như vậy, hai trận quyết chiến, cũng chỉ còn lại có một trận. Thanh hồn điện Lý Thiên Mệnh. Quyết đấu. Vô Mộng Tiên Quốc Phi Sinh Mặc Nhiễm. Vô Thiên Hỏa Trụ bên ngoài. Hiên Viên Long Tông một đoàn người, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong nhìn, lẫn nhau ở giữa lại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi lựa chọn bị loại, là vì trước bảo toàn, thôn giới thần đỉnh đi. Ngươi thì khẳng định như vậy, hai người bọn họ bên trong, có người có thể thành là thiên cung một viên. Long Uyển Oánh đem Dạ Lăng Phong kéo đến bên người tới. Dạ Lăng Phong nhìn Lâm Tiêu Tiêu an nhiên ở này, hắn liền yên tâm. Ừm, Dạ Lăng Phong gật đầu. Lý Thiên Mệnh đối thủ. Rất khó đối phó. Nếu như lấy hắn đối chiến, Lang Lung, thời điểm thực lực đến tính toán, thắng không tính được tới một thành. Long Uyển Oánh chân thành nói. Tiền bối, kết cục như thế nào, ta cũng không cách nào đoán trước, về sau nhìn chính là. Tối thiểu nhất, thôn giới thần đỉnh không có phóng xuất, các ngươi tạm thời sẽ không loạn. Dạ Lăng Phong nói. Là đạo lý này, bất quá, ta vẫn còn muốn nói, mấy người các ngươi tiểu hài tử, thật đúng là to gan lớn mật. Long Uyển Oánh nhìn lấy hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu, tâm lý vạn phần cảm khái. Tại toàn bộ trật tự chi địa Thái Dương Vạn Tông giám sát bên trong, dám lấy lực lượng một người, hai bên thiên hạ cục diện. Đây là hai mươi mấy tuổi tiểu hài tử, vốn có bá lực. Dạ Lăng Phong nói không sai. Tối thiểu nhất quyết định của hắn, để hết thảy lo lắng, đẩy đến muộn, thiên cung khảo nghiệm kết thúc. Mặt khác một bên, Long Lang Lung cùng mẹ của hắn, nhìn lấy Dạ Lăng Phong ánh mắt. Tràn đầy không thể che giấu ác ý. Bọn họ ngược lại là nghĩ, để Vô Tử Thiên hiện tại thì mang thôn giới thần đỉnh đi ra. Sau đó, bọn họ Hiên Viên Long Tông đoạt đỉnh rời đi. Lưu lại Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn, tự sanh tự diệt. Dạ Lăng Phong cử động lần này làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Hiên Viên Long trong tông bộ, cũng rất thâm trầm. Bốn phía mấy trăm triệu cường giả, nguyên lai đã dục dịch, có thể thôn giới thần đỉnh không có đi ra. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục trầm tĩnh, ẩn núp. Sóng ngầm, tiếp tục mãnh liệt. Thông báo tông môn, lại trợ giúp nhân thủ, để thanh,
từ hai vị Long Hoàng đến đây. Sự biến hóa này về sau, Thánh Long Hoàng phân phó. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu đứng ở Long Uyển Oánh sau lưng, tiếp nhận nàng bảo hộ. Bên ngoài có Hiên Viên Long Tông cản trở làm lượn vòng, tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Dạ Lăng Phong nói. May mắn người trước đi ra. Nội bộ bọn họ có người chủ trương đoạt đỉnh, bỏ qua ba người chúng ta. Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng nói. Minh Bạch, thương thế của ngươi ra sao? Đã không sao, Bạch Long Hoàng rất chiếu cố chúng ta. Nàng nói với ta, rất yêu thích chúng ta ba cái. Lâm Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái nói. Như vậy nhắc nhở Dạ Lăng Phong, tự nhiên là nói cho hắn biết, thân cận Bạch Long Hoàng, là bọn họ tại Thái Dương Vạn Tông đường ra. Được, cũng là Long Huyết Thần Hoang mất đi, khá là đáng tiếc. Dạ Lăng Phong nói. Không có việc gì, hắn đã đụng tới nàng. Lâm Tiêu Tiêu khẽ ngẩng đầu. Nơi xa đến từ Tề Thiên Chi nhãn hình ảnh, đã bày ra chiến trường trong kết giới tràng cảnh. Vô Thiên Chi cảnh sau cùng quyết đấu, lập tức mở ra. Đế tinh bảng thứ nhất, thứ hai, đã vào tràng. Cái thứ hai Thiên Cung chuẩn bị ghế, thuộc về Thanh Hồn Điện, vẫn là Vô Mộng Tiên Quốc. Vạn chúng chờ mong. Vân vụ lượn lờ. Cuồng phong không ngừng hướng về sau lưng dũng mãnh lao tới. Trong mây, một đầu không có tận cùng vật lớn, ở trong đó du tẩu, thương thiên tựa hồ cũng không chứa được thân thể của nó. Tề Thiên Chi nhãn thị giác, cơ hồ đều không chứa được cái này một đầu cự thú. Chỉ là đôi mắt kia, liền giống như là hai mặt hồ nước, dựng đứng tại thương thiên trong sương mù trắng. Hồ nước bên trong, vượt qua 7.000 điểm sao lập lòe, đã chứng minh thân phận của nó. Đã từng. Nó gọi, Vô Mộng Thần Kình, vốn là Vô Thiên Chi cảnh bên trong, điểm sao cao nhất cộng sinh thú. Mà bây giờ, nó tiến hóa làm thất tinh thần thú, tên là Cửu U Thực Mộng Thần Kình. Càng lớn hình thể, càng cổ lão mà bàng bạc huyết mạch, càng tĩnh mịch khí chất, thì liền vậy đến tự biển sâu du dương thanh âm, đều càng thêm lỗ trống, sâu xa, chấn nhân tâm phách. Nó cái kia tái nhợt thân thể, cơ hồ cùng trời mây dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thương thiên một bộ phận. Dường như tại mộng bên trong hành tẩu. Đám mây phía trên, ngồi đấy một người mặc màu mực váy dài thiếu nữ. Nàng một tay đè chặt một thanh đỏ như máu long hình trường thương, một tay đặt tại Cửu U Thực Mộng Thần Kình, phần lưng, một cỗ lực lượng, hóa thành dây thừng, không ngừng tràn vào cái này cộng sinh thú trên thân, tựa như là gông xiềng, đem cái này Cửu U Thực Mộng Thần Kình cho khóa kín. Bởi vậy, cá voi phát ra từng tiếng kêu to, bao nhiêu có chỗ thống khổ. Ăn chút đau khổ. Bất quá là vì để ngươi, nắm giữ tốt hơn tương lai, không cần ồn ào, hiểu chưa? Vi sinh mặc nhiễm, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, ánh mắt có vẻ hơi tán loạn, vô thần, nhưng nụ cười đầy đủ âm u. Tiểu ngư thừa dịp Cửu Long Đế Táng xuất hiện, đem thanh phách, cho chuyển rời đến kẻ chết thay trên thân, liền cho rằng có thể đào thoát ta trưởng không a. Bản tôn một nửa khác, càng như thế ngây thơ, coi là thật vượt quá dự liệu của ta. Ánh mắt của nàng, quét mắt phía trước. Ngay tại chiến trường này trong kết giới, tìm đối thủ của nàng. Vốn cho rằng, tiểu ngư chính mình liền có thể tiến thiên cung, cho ta cầm tới một cái khác tầng thân phận, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn ta sẽ tự bỏ ra lập tức. Ngay tại lúc này, cản ở của ta đường, kia đáng thương trùng vận khí cũng quá kém. Vậy liền, cầm lại thanh phách, đoạn tuyệt tiểu ngư tất cả hy vọng. Đáng tiếc, không thể đụng tới thôn giới thần đỉnh người nắm giữ. Cái kia gọi Vô Tử Thiên đệ tử, rõ ràng vào không được thiên cung, cho nên, còn phải dựa vào chân thân, cầm xuống tòa này đỉnh. Tiến thiên cung, cầm lại, thanh phách, là nàng hôm nay chuyện cần làm. Phiền toái duy nhất là, hôm nay xuất thủ, còn phải cẩn thận, rất nhiều thủ đoạn, không thể dùng linh tinh. Nếu không để những lão quỷ này, nhìn ra tiểu ngư huyền cơ, vậy liền không chơi được. Cá voi tiếp tục tới lui. Con mồi, tại cái này. Đẩy ra vân vụ. Nàng, thấy được. Ô ô, theo Lý Thiên Mệnh thị giác nhìn, cái kia Cửu U Thực Mộng Thần Kình, tựa như là một khối thiên, theo trời một bên oanh minh mà đến. Trắng xám, cổ lão, bao la hùng vĩ. Tại cái này Vô Thiên Chi cảnh, nắm giữ hơn 7.000 điểm sao, đã là cộng sinh thú chi vương. Huyết mạch của nó cùng vô tận lực lượng, đủ để nghiền ép hết thảy thú loại. Chỉ là cái này lỗ trống sâu xa gọi tiếng, cũng có thể làm cho vô số cộng sinh thú run rẩy. Đây là huyết mạch phía trên áp chế. Vô biên cá voi, quá rung động. Giống như là một tòa di động thiên không đảo, phía trên quả thực có thể kiến tạo cung điện.
Sợ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi bên người Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên. Còn có một số tiểu ngân chứng, kẻ tại Lam Hoang cùng Tiên Tiên trên thân, với bên ngoài chiến đấu nóng lòng muốn thử. Thế mà, làm Lam Hoang hoặc là Tiên Tiên, chủ động dây vào tiếp xúc nó thời điểm, nó lập tức liền bỏ chạy. Nó thích nhất ở lại địa phương, cũng là Lam Hoang bụng, chỗ đó có rất nhiều nước. Những thứ này, tiểu ngân chứng, ưa thích ở trong đó vùng vẫy. Mỗi lần du xong, đều bóng loáng trong suốt, lóe mù hai mắt. Cực kỳ lớn, nhưng loại sinh vật này, trời sinh dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ có thể làm một số thần thần bí bí thủ đoạn, sợ cái rắm. Huỳnh Hỏa khinh thường nói. Quả nhiên, nắm giữ thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch về sau, tối thiểu nhất, không có cái gì cự thú, có thể tại huyết mạch phía trên hù sợ bọn họ. Cá voi, dịu dàng ngoan ngoãn. Lý Thiên Mệnh muốn tự bản thân đụng phải cá voi ngự thú sư. Vi sinh nhược tố, vi sinh vân tịch, giống như đều là dịu dàng nữ tử đi. Có thể giờ khắc này, vi sinh mặc nhiễm, nàng là một ngoại lệ. Làm Lý Thiên Mệnh tại cái kia cá voi phía trên tìm tới nàng, va chạm phía trên cặp mắt của nàng thời khắc, hắn sâu sắc cảm nhận được trên người người này, chỗ có được khủng bố áp bách lực. Cái kia nhìn như tán loạn ánh mắt, cất giấu sâu vô cùng thần uy. Đó là thống ngự hết thảy ý chí, ngược lại cùng mình đế hoàng thần ý, có chỗ tương tự. Ô ô, cá voi oanh minh, đến Lý Thiên Mệnh bọn họ trước mắt, vây quanh bọn họ một người bốn thú, trên bầu trời vây quanh bọn họ tới lui. Tại trên lưng nó, cái kia lạnh lẽo mặc màu xanh lá tóc dài nữ tử, đứng dậy. Nàng một tay nắm chặt long huyết thần hoang, tay kia thì đưa trong tay xanh cây dù, biến hóa thành nhuốm máu thanh sắc trường mâu. Tại gió bạo bao phủ bên trong, nàng đem cái này thanh sắc trường mâu, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Đây là trưởng bối ban cho, cấp 7 trật tự thần binh, tên là Sát Sinh Thanh Chi. Nghe nói Vô Mộng Tiên Quân tại trăm tuổi khoảng chừng thời điểm, sử dụng tới cái này, Sát Sinh Thanh Chi. Nó nguyên hình là một thanh xanh cây dù, nhưng kỳ thật chính là một thanh giết hại thần binh. Đã từng chết tại cái này, Sát Sinh Thanh Chi, xuyên thấu phía dưới người, vô số kể. Vù vù. Chiến trường trong kết giới, gió lốc gào thét, tạo thành rất nhiều vòi rồng phong bạo. Tại chung quanh bọn họ kịch liệt cuốn lên. Lý Thiên Mệnh ba con mắt, đều nhìn chằm chằm nàng. Từ đỉnh đầu đến ngũ quan, lại đến trắng như tuyết cái cổ, tiếp tục hướng xuống, đi qua thân thể đường cong lả lướt, một mực nhìn đến mũi chân, lại cùng trong trí nhớ mình, một cái kia phiêu phiêu dục tiên, tiểu tiên nữ, so sánh. Muốn tự bản thân gọi nàng, đại ca, thời điểm, nàng tức giận buồn bực lại buồn cười dáng vẻ, cả hai khác nhau, thực sự quá lớn. Ngươi không phải nàng. Gặp mặt thời khắc, Lý Thiên Mệnh vô cùng chắc chắn, nói ra bốn chữ này. Tuy nhiên không biết trong đó chi tiết cùng nguyên lý, không nghĩ ra người này như thế nào làm đến điểm này, hắn đều 10.000 cái chắc chắn, hắn hai lần đụng phải, không là một người. Người sai, đây mới thật sự là ta. Vi sinh mặc nhiễm ở trên cao nhìn xuống, cái kia cửu u thực mộng thần kình đáp xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường kết giới, đều đang rung động kịch liệt. Câu này trả lời. Giải đáp không được Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, nhưng lại để hắn sâu sắc minh bạch, đây không phải đưa đỉnh mỹ nhân, mà chính là chí mạng đối thủ. Như vậy, nhất định phải 100% toàn lực chém giết. Nếu không hoàn toàn thật xin lỗi, Dạ Lăng Phong chỗ từ bỏ cơ hội. Trước tiên đem, thanh phách, đưa ta, lại lưu lại đoạt mệnh ngân long, người liền có thể lăn. Vi sinh mặc nhiễm cười lạnh. Như thế nào còn? Lý Thiên Mệnh chính mình, đều muốn cho mắt trái cái này thanh sắc tiểu ngư ra ngoài. Đơn giản, đem ánh mắt của ngươi, cho ta. Nói xong câu này, cái kia như là nửa bầu trời một dạng to lớn, cửu u thực mộng thần kình, đã nện vào Lý Thiên Mệnh bọn họ trước mắt. Rầm rầm rầm, không khí chấn động kịch liệt. Chiến đấu bạo phát. Thời khắc này vi sinh mặc nhiễm, nàng ánh mắt ấy, hoàn toàn không phải cùng thế hệ người đối mặt, mà là một loại cường giả, trưởng bối. Đối tiểu hài tử khống chế, miệt thị, trêu tức. Nàng xuất thủ, lại tựa hồ như không có đem Lý Thiên Mệnh, nhìn thành đối thủ. Trong ánh mắt nàng, cao quý, Lý Thiên Mệnh cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Quá tuổi đối thủ. Ý nghĩ này trong lòng chợt lóe lên. Ầm ầm. Huỳnh Hỏa nói cái này cá voi chính là dịu dàng ngoan ngoãn chi thú, thế nhưng là lớn như vậy cự thú đập xuống đến, quả thực giống như là 10.000 mét sơn phong nện xuống. Phốc phốc phốc. Tiên tiên thánh quang đằng mạn cùng hiện đầy mạn châu xa hoa cái kia huyết sắc kiếm hình cánh hoa cành lá, phóng lên tận trời, ngăn tại cái này cá voi trước đó, làm giảm sóc,
đồng thời di động tới chính mình thân cây, tránh cho bị cái này cá voi trực tiếp đụng gãy. Giống giống. Lam Hoàng vụt lên từ mặt đất, cuốn lên vô số bụi đất, tạo thành hồng mông ma bàn, đánh tới cái này cửu u thực mộng thần kinh. Nó dựa vào bùn đất cơ hồ đem hình thể làm lớn ra gấp ba. Thế mà, tại cái này cá voi trước mặt, hình thể của nó nhiều lắm là tương đương với một đầu cá mập, vừa mới vọt lên đến, toàn thân bùn đất trực tiếp bị va nát, ầm vang đập xuống đất. Chanh chanh, tiên tiên dây leo, cành, từng chiếc đứt gãy. Tinh tướng thần cảnh cấp 6 thất tinh thần thú mạnh, trước tiên bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thứ vừa đối mặt, vừa thành tựu tinh tướng thần cảnh Lam Hoang, tiên tiên, có thể nói song bại. May mắn, giống như Huỳnh Hỏa nói, cá voi loại này cộng sinh thú, trọng tải khủng bố, có thể khuyết thiếu chí mạng lực sát thương. Dù là nó nghiền ép Lam Hoang cùng tiên tiên, lại không đánh chết bọn họ. Tại lần này người ngã ngựa đổ về sau, Lam Hoang lập tức bò lên, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, tại cái này hoang mạc trong biển cát, đồng dạng rất tốt phát huy. Huỳnh Hỏa, người hạn chế nó, tìm cơ hội hạ sát thủ. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo an bài. Tại bọn họ một người ngũ thú chi chung, chính thức có được so sánh chí mạng lực sát thương, còn là hắn cùng Huỳnh Hỏa. Đối phương cá thể tuy nhiên mạnh, nhưng là nhân số ít, có vây công cơ hội, ngược lại càng an bài xong, không cần cùng đối phó long lang lung như thế, cưỡng ép chế tạo nhân số ưu thế. A, à, hỏa luyện lóe qua, Huỳnh Hỏa giấu ở Lam Hoang bên người, làm thích khách, tìm kiếm có thể trọng thương cái này cửu u thực mộng thần kình cơ hội. Ánh mắt trình lên. Vừa an bài hoàn tất, bên cạnh một đạo lãnh quang, một đạo thanh quang huyễn ảnh, đột nhiên giết tới trước mắt. Vi sinh mặc nhiễm, vẫn là nhanh như vậy. Trong tay, sát sinh thanh chi, trực tiếp đâm về Lý Thiên Mệnh mắt trái, lại nhanh lại tàn khốc. Nếu như không phải trên người của ta có, đế tinh kết giới, nàng rõ ràng sẽ muốn giết ta. Một ánh mắt, liền có thể nhìn ra sát cơ. Dùng mình sau khi... Lý Thiên Mệnh chiến ý, đấu trí, cũng tại đốt cháy. Tiểu Phong tín nhiệm ta, đi ra ngoài trước mạo hiểm, hết thảy hy vọng đều tại Thiên Cung, nếu không đến đón lấy căn bản không có cách nào tại trật tự chi địa đặt chân, bảo vật mất đi là chuyện nhỏ, sợ nhất ngay cả tính mạng sinh tử, đều không phải do chính mình. Cho nên, ta nhất định phải thắng. Rầm rầm rầm, trong lòng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ánh mắt nung đỏ nóng rực, sát cơ cũng không hẳn kéo lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thất bại. Gió lớn gào thét thời khắc, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, hướng về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm đánh tới. Cùng lúc đó, Miêu Miêu lấy bản thể theo bên người của hắn giết ra, vô tận lôi đình hội tụ tại cặp mắt của nó phía trên, đột nhiên bạo phát, hình thành hai cái tia chớp màu đỏ ngòm trường mâu, phi thường giống là long huyết thần hoang huyết tiễn, đâm về phía gần trong gang tấc Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thế mà, Miêu Miêu cái này thần thông càn khôn điện mâu, sự cường đại của nó chỗ ở chỗ một âm một dương. Song lôi đang dây dưa thời điểm, chúng đích địch nhân, sẽ sinh ra cường hãn lôi đình trùng kích, lại có bôn lôi kiếp kiếp văn văn tự, hội tụ tại cái này hai cái càn khôn điện mâu phía trên, tại tinh tướng thần cảnh lực lượng điều khiển, tốc độ so Vi Sinh Mặc Nhiễm còn nhanh. Tại cái kia, giết đến tận xanh chi, giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, càn khôn điện mâu thì tại mặt bên chúng đích cái này thanh sắc trường mâu. Ầm ầm, huyết sắc lôi đình ầm vang bạo phát, hình thành to lớn trùng kích lực, đem Vi Sinh Mặc Nhiễm đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, những cái kia huyết sắc lôi đình, còn hướng lấy thân thể của nàng lan tràn, bị cái kia, sát sinh thanh chi, chuyển hóa thành xanh cây dù ngăn tại bên ngoài, không có thương tổn đến Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nhưng dạng này một màn, đã để Vi Sinh Mặc Nhiễm, không thể không đối Lý Thiên Mệnh nhìn với con mắt khác. Lại đột phá a, à, thiếu niên này, từ không tới có, tại thời khắc này, đã để nhân vật như nàng đều cảm thấy có chút khó tin. Thật nghĩ thật tốt nghiên cứu ngươi. Khóe miệng nàng lại lần nữa câu lên một số tà mị cười lạnh. Loại nụ cười này, rõ ràng không phải nữ tử thói quen nụ cười. Tại nàng nói hai câu này công phu, một con kia tiểu mèo đen lấy tốc độ của nó, trưởng khống song phương chiến trường. Nó quả thực vì lôi đình chi ma. Nó trên không trung bôn tẩu, ức vạn tia chớp màu đen đi theo, tạo thành một cái hồn thiên điện ngục. Ầm vang đập vào cửu u thực mộng thần kình trên thân. Luận thần thông, nó tựa hồ so còn lại ba cái huynh đệ tỉ muội muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái này một cái hồn thiên điện ngục thần thông, cơ hồ đem cửu u thực mộng thần kình trực tiếp cho bôi thành màu đen. Ong ong, lôi đình xé rách huyết nhục của nó, hướng về nội bộ xuyên qua mà đi. Thế nhưng cái này cá voi thực sự quá lớn.
chỉ là da thịt, cơ hồ đều có mấy chục mét độ dày. Kỳ biểu tầng có rất nhiều dịch thể, đã cách trở lôi đình tàn phá bừa bãi, chất lỏng này 10 phần sền sệt, thì cùng là dầu giống như. Tiên tiên đều muốn cho Lý Thiên Mệnh chữ tồn, dùng tốt đến rau xào. Miêu miêu tiền kỳ làm nhục thuẫn, hiện tại hoàn toàn biến thành thần thông máy móc, có Lam Hoang cách trở đối thủ, gần nhất 1-2 năm, nó đã hoàn toàn chuyển hình vì, viễn trình phát ra. Tại loại này vây công chi chiến bên trong, Lý Thiên Mệnh để nó phát huy hỏa lực áp chế ưu thế, tại hai đại chiến trường, cũng có thể làm cho vi sinh mặc nhiễm cùng cửu u thực mộng thần kinh đau đầu. Rầm rầm rầm, màu đen lôi đình, ngày đầu tiên, cơ hồ nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Không có hạn chế nó, hội tụ bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo, điên cuồng oanh tạc, quên cả trời đất. Mấu chốt là, truy đuổi nó cũng là lãng phí thời gian. Há, vẫn rất thú vị. Vi sinh mặc nhiễm hóa giải càn khôn điện mâu trùng kích lực, lại cưỡng ép dùng tay trái long huyết thần hoang, đến ngăn trở Lý Thiên Mệnh một kiếm. Động tác của nàng hời hợt, đưa tới một trận kinh thán. Đừng nhìn nàng cầm lấy long huyết thần hoang, giống như có thể sử dụng, kỳ thật khống chế cái này long huyết thần hoang, ngược lại là tại cắt giảm lực chiến đấu của nàng, tương đương với nhường Lý Thiên Mệnh một cái tay. Khai chiến đến bây giờ, song phương đều đã cho bên ngoài vạn vạn ức người quan chiến kinh hỉ. Thế mà giờ khắc này, vi sinh mặc nhiễm khẽ vươn tay, cửu u thực mộng thần kinh đạt được triệu hoán, hướng về nàng vọt tới. Lực đạo của nó tuyệt đối không thể chê, trực tiếp kéo lấy Lam Hoang cùng tiên tiên cùng đi, đem nguyên một khỏa khởi nguyên thế giới thụ, đều nhổ tận gốc. Đinh đinh đinh, Lý Thiên Mệnh đoạt mệnh ngân long biểu bắn đi ra, quấn quanh ở cá voi cái đuôi phía trên. Hắn đang muốn dùng sức kéo trở về, không nghĩ tới đoạt mệnh ngân long trực tiếp trượt ra ngoài, chỉ ở cá voi trên da, kéo ra khỏi vô số vết máu. Không biết sao nó da dày thịt béo, những thứ này vết máu căn bản vô dụng, càng không ngăn cản được cái này cá voi. Ta đi, thật bôi trơn. Thật không hổ là cá. Tuy nhiên cũng chưa hẳn là cá. Lúc này, người, cá hội tụ. Nàng muốn làm gì? Thương thiên phía dưới. Cửu u thực mộng thần kinh đáp xuống. Đại địa phía trên, vi sinh mặc nhiễm hai tay nhất thương nhất mâu, nhảy lên một cái, như là bôn nguyệt. Ông, người cùng cá voi tinh luân nguyên lực, tại lần này khắc đụng vào nhau. Tinh tướng sinh ra, lấy vi sinh mặc nhiễm cùng cá voi làm trung tâm, hai cái trắng như tuyết vân vụ giống như tinh tướng, tại đụng vào nhau nháy mắt, sinh ra thiên biến vạn hóa. Nguyên một đám đủ mọi màu sắc hồng trần thế giới. Giống như tại bọn họ xung quanh sinh ra, vô hạn mở rộng, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ chiến trường kết giới. Quang ảnh lấp lóe, phảng phất có vô số người bên tai ngữ, hết thảy kỳ quái. Tại cái này tinh tướng bao phủ bên trong, cá voi cái kia thanh âm du dương, cơ hồ lấp kín hết thảy. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời quang mang lập lòe. Trong lúc nhất thời giống như có ức vạn tiểu ngư, trên bầu trời du tẩu. Hải dương giống như xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đến mức đại địa phía trên, toàn bộ đều là con cá quang ảnh. A, à, làm sao nhiều như vậy chim chóc? Huỳnh Hỏa ánh mắt trừng lớn. Miêu miêu buồn ngủ. Lam Hoang nhìn trái ngó phải, lại là nghi hoặc, lại là mờ mịt, lẩm bẩm nói, tốt nhiều bóng, nhảy tới nhảy lui. Đến mức tiên tiên, nó đã vẻ mặt tươi cười, bắt đầu ăn không khí. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Đây là huyễn cảnh. Hắn mệnh hồn có thần hồn tháp tọa chấn. Cho nên tâm thần vẫn cố thủ, có thể cộng sinh thú nhóm đã xuất hiện hãm sâu tình huống. Điều này nói rõ đối phương lấy tinh tướng đến thành tựu ảo cảnh thủ đoạn, so dựa vào kết giới thành tựu huyễn cảnh, còn cao siêu hơn nhiều. Đây là thiên huyễn tinh tướng. Ong ong ong. Vô số lung ta lung tung thì thầm, trước mắt thế giới như là phong bạo một dạng bay lượn. Nguyên một đám người tại sinh mệnh bên trong gào thét mà qua. Duy nhất không biến là, trên đỉnh đầu ước vạn thanh sắc tiểu ngư nhi. Còn tại tự do tự tại du động. Hải dương vô cùng thanh tịnh, quang ảnh chiếu rọi ở trên mặt, những cái kia tiểu ngư cũng giống như đến trên mặt, thậm chí bơi vào trong mắt trái, cùng trong mắt thanh sắc tiểu ngư cùng một chỗ tiếp chơi đùa. Hô hô hô, mê huyễn như mây mù, bao phủ toàn bộ chiến trường, nuốt sống Lý Thiên Mệnh cùng bốn cái cộng sinh thú, đem bọn hắn phong tỏa ngăn cản. Thiên huyễn tinh tướng bên trong, vi sinh mặc nhiễm lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Cửu u thực mộng thần kình trên thân, vô số lực lượng thông qua tinh tướng, hội tụ tại trên người của nàng, tăng cường lấy thiên huyễn tinh tướng uy lực. Đã từng vi sinh mặc nhiễm, cũng là dựa vào cái này thiên huyễn tinh tướng, đem long lang lung đánh bại. Lúc này,
một chiêu này càng mạnh. Tại tinh tướng bao phủ phía dưới, Vi Sinh Mặc Nhiễm đẩy ra vân vụ. Huyễn cảnh vì nàng nhường đường. Nàng nhẹ nhàng như thường, bước vào chiến trường, trong tay, sát sinh thanh chi, lóe qua một đạo lãnh quang, thẳng đến Lý Thiên Mệnh mắt trái. Cái kia trường mâu mũi thương, hơi nhếch lên, rõ ràng là muốn tại không đánh vỡ đế tinh kết giới tình huống dưới, đem Lý Thiên Mệnh mắt trái, theo hốc mắt của hắn bên trong lựa đi ra. Tình cảnh này, ngoại nhân thấy rất rõ ràng, đã dùng mình. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Vì ngăn ngừa ngươi loại này cao khí vận người, tương lai đối bản tôn tạo thành ảnh hưởng, hôm nay có cơ hội này, trước phế ngươi tu làm căn cơ, đoạn ngươi tứ chi. Chúc mừng ngươi, cả đời tham vọng hào hùng, ở đây chung kết. Cũng bởi vì là, thực sự để Lý Thiên Mệnh biểu hiện kinh ngạc đến, nàng mới có hào hứng, nói những lời này. Đổi lại khác cản đường người, nàng khả năng một câu nói nhảm cũng không muốn nói. Siêu siêu, sát sinh thanh chi, đâm tới trước mắt. Lý Thiên Mệnh ánh mắt hỗn loạn, rõ ràng thụ khống, liền phản kháng tư cách đều không có. Có thể chỉ trong nháy mắt, cặp mắt của hắn đột nhiên khôi phục thư thái. Càng kinh khủng chính là, cái kia kim sắc cùng màu đen hai cái con ngươi, đột nhiên lập lòe, bộc phát ra kinh khủng cường quang. Tựa như là Đông Hoàng kiếm không màu trong cửa lớn, đế tinh, một dạng, này đôi mắt quang mang, triệt để che đậy, thanh phách, thậm chí xuyên thủng thiên huyễn tinh tướng. Kim màu đen quang trụ, còn xuyên thấu chiến trường kết giới, đâm vào vô thiên hỏa trụ, đưa tới hỏa diễm lăn lộn gào thét. Ta đoán người bây giờ, là vô mộng tiên quốc đại nhân vật. Một câu nói như vậy, nương theo lấy Lý Thiên Mệnh hai mắt dị biến, theo trong miệng nói ra. Đoán mò quá nhiều, đó là sẽ chết. Vi Sinh Mặc Nhiễm sắc mặt biến hóa. Người uy hiếp ta, vậy ta thì càng vững tin. Lý Thiên Mệnh trong mắt kim hắc sắc quang mang, trực tiếp quét vào Vi Sinh Mặc Nhiễm trên thân. Cái này xuyên thấu thiên huyễn tinh tướng quang mang, đến từ Lý Thiên Mệnh tinh tướng lực lượng, trực tiếp đem Vi Sinh Mặc Nhiễm bức lui. Rầm rầm rầm. Dày đặc tinh luân nguyên lực, theo bốn cái cộng sinh thú trên thân, thông qua tinh tướng sinh ra, bao phủ đến Lý Thiên Mệnh trên thân. Năm cái tinh tướng, tụ hợp một thể. Lý Thiên Mệnh hỗn độn tinh tướng, sinh ra. Theo huỳnh hỏa trên thân dọc theo người ra ngoài hỏa diễm tinh không, miêu miêu thân đi lên lôi đỉnh tinh không. Lam hoang trên người sơn hải tinh hải cùng tiên tiên trên người phồn hoa tinh quang, tại thời khắc này dung hội tại kim hắc sắc quang mang bên trong. Đây là một cái bị thiên huyễn tinh tướng bao phủ thế giới, mê vụ thiên trọng, lại tại thời khắc này, một cái lập lòe kim hắc sắc tinh tướng sinh ra. Như là ánh sáng xé tan bóng đêm, mặt trời mới lên ở hướng đông. Trướng mắt thần quang hung mãnh bành trướng, đem chọn cái thiên huyễn tinh tướng phạm vi, trực tiếp đỉnh ra. Tại thiên huyễn tinh tướng có chỗ phản áp chế thời điểm, một cái to lớn kim ngôi sao màu đen, tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu ầm vang sinh ra. Nó hấp thu tất cả một người bốn thú tinh tướng uy lực, rồi rào tăng trưởng. Quang mang vạn trưởng, thần uy cái thế. Rầm rầm rầm. Hỗn độn tinh tướng tại đế tinh chống đỡ dưới, vô hạn mở rộng, hung mãnh bành trướng, lật ngược thiên huyễn tinh tướng. Tại cái này đế tinh thiểm diệu bên trong, thiếu niên tóc trắng kia màu tóc. Tại lúc này đều bị nhuộm thành kim hắc sắc, tất cả phát sáng đều tụ tập ở trên người hắn, quang hoa chói mắt lập lòe, cái này khiến hắn xem ra vĩ ngạn vô số lần, chỉ là lăng không đứng thẳng, tựa như một tôn chân thần. Bàng bạc thần uy theo hắn cùng tinh tướng trên thân, trực tiếp chấn đặt ở Vi Sinh Mặc Nhiễm trên thân. Cái này tinh tướng chấn áp, cũng quá mạnh a. Đây là, Vi Sinh Mặc Nhiễm, lần thứ nhất nhíu mày. Không chỉ là nhíu mày, giờ khắc này, viên kia lập lòe đế tinh trực tiếp buông xuống tại trên đỉnh đầu nàng, kim ngôi sao màu đen quang mang chiếu rọi phía dưới, nàng bất ngờ phát hiện, nàng thiên huyễn tinh tướng ngay tại thảm bại co vào, trong thời gian thật ngắn, để cái này kim hắc sắc quang mang áp trở về thân thể. Thậm chí, còn cắt đứt nàng và cửu u thực mộng thần kinh ở giữa tinh tướng liên hệ. Vừa mới tiệc đáp lễ quyển toàn bộ chiến trường kết giới thiên huyễn tinh tướng, vốn là tiểu bối bên trong, mạnh nhất tinh tướng một trong, có thể lúc này thời điểm bị đối phương thô bạo áp chế. Trực tiếp ấn về thân thể. Tại, Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong nhận thức biết, nàng đều chưa thấy qua loại này tinh tướng. Nguyên bản trong lòng nhẹ nhàng như thường, tại thời khắc này tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh cái kia lập lòe đế tinh hỗn độn tinh tướng, đã trấn áp trên thân nàng. Loại này tinh tướng uy lực, có được khó có thể tin thần uy trấn áp hiệu quả, cái này khiến trong mắt nàng Lý Thiên Mệnh, thần uy hội tụ, như thiên đế hàng lâm, khí tràng cái thế. Thì liền nàng tại cái này thứ trong tích tắc,
đều như vậy thần uy trấn áp, sinh ra một tia tim đập nhanh. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi hơi hít một hơi hơi lạnh. Tinh tướng giao phong, nàng bại hoàn toàn. Ta chỉ dựa vào tiểu ngư bản sự, không hội chiến bại a. Không thể nào. Nàng thậm chí sinh ra dạng này ảo giác. Chỉ có thể nói, hỗn độn tinh tướng gia chỉ hạ Lý Thiên Mệnh, đỉnh đầu đế tinh, thần uy cái thế, chấn nhiếp lực quá mạnh. Hỗn độn tinh tướng, không ngừng tan rã đối phương tinh tướng, càng đối nàng tạo thành thần uy chấn áp, để cho nàng xuất phát từ nội tâm hoảng sợ ta, thuận theo ta. Chỉ là sự chống cự của nàng lực kinh người, đổi lại người khác, chưa hẳn có thể chống đỡ. Lý Thiên Mệnh tự tinh tướng giác tỉnh, thì đại khái cảm giác hỗn độn tinh tướng uy lực. Chỉ là, hắn có chút không thể tin được. Nếu như nói Dạ Lăng Phong nguyên thủy tinh tướng, là thôn vệ hết thảy. Như vậy hắn cái này hỗn độn tinh tướng, cũng là trấn áp hết thảy tinh tướng. Đế hoàng tinh tướng, vạn đạo hội tụ, tự nhiên có thể đè lại vạn đạo. Vi Sinh Mặc Nhiễm Thiên Huyễn tinh tướng rất mạnh, lại làm cho Lý Thiên Mệnh hỗn độn tinh tướng, tan rã uy lực của nó, đem áp chế trở về, còn lại tinh tướng lại càng không cần phải nói. Có lẽ chỉ có cảnh giới càng cao hơn, mới có thể chịu nổi hỗn độn tinh tướng loại này trời sinh áp chế. Tan rã, áp chế đối phương tinh tướng, chính là hỗn độn tinh tướng căn bản, cũng là đế hoàng thần ý hạch tâm. Bất quá, tinh tướng chỉ là chiến đấu lực một bộ phận, này lên kia xuống, ta càng lời nói có trọng lượng. Cái này hỗn độn tinh tướng uy lực, thật sự không hổ đến từ hỗn độn thần đế. Lý Thiên Mệnh giờ phút này, trái lại áp chế Vi Sinh Mặc Nhiễm, đánh vỡ Thiên Huyễn tinh tướng, chính là phản công thời cơ. Đương nhiên, hỗn độn tinh tướng quật khởi bạo phát, đẩy ngã Thiên Huyễn tinh tướng, kim hắc sắc quang mang lập lòe chiến trường, tình cảnh này rung chuyển thiên hạ. Ngay tại vừa rồi, rất nhiều người coi là Lý Thiên Mệnh chắc chắn thất bại. Tiểu tử này ẩn tàng đến bây giờ. Liền tinh tướng đều là lần đầu tiên sử dụng. Hắn đây là sao gì tướng? Vậy mà có thể trấn áp người khác tinh tướng? Ta đều là lần đầu tiên nghe nói. Mọi người lớn nhất rung động ở chỗ, bọn họ không biết Lý Thiên Mệnh, tại toàn bộ chinh chiến quá trình bên trong đột phá trưởng thành, mà chính là cho là hắn ngay từ đầu thì có thời khắc này lực lượng, lại một mực tại lưu át chủ bài. Hắn đoán chừng cũng là tinh tướng thần cảnh cấp 6. Tiểu tử này rất có thể nhẫn, quá tuyệt. Giang Thanh Lưu làm sao có thể có loại này đệ tử? Nói trắng ra là, đây chính là Vô Mộng Tiên Quốc cùng Hiên Viên Long Tông quyết đấu. Thái Dương vạn tông sôi trào. Hỗn độn tinh tướng uy lực, trong lúc nhất thời thật sâu khắc tại ngàn tỷ thương sinh trong lòng. Cái này tinh tướng quy mô còn rất nhỏ, vạn nhất về sau lớn, chuyển hóa làm, thần dương, người nào chịu nổi a? Trong lúc vô hình, vô số cường giả trong lòng, Lý Thiên Mệnh cái hình người giống như chuyển biến. Cũng đưa tới hắn đế hoàng thần ý thiêu đốt cùng sôi trào. Đây là chúng sinh tuyến, đã đối toàn bộ Thái Dương vạn tông, nhìn chằm chằm. Ta Lý Thiên Mệnh, chính là vì thống ngự thiên hạ mà sinh. Đốt cháy, trưởng khống, chinh phục, là ta số mệnh. Hắn cắn hàm răng, sắc mặt uy nghiêm, quay đầu nhìn các huynh đệ tỉ muội liếc một chút. Lên! Phản kích thời khắc, đến! Oanh! Đế tinh chiếu rọi, càng thêm lóe sáng. Cái này đế tinh tồn tại, để Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú ở giữa lực lượng chung, càng thêm thông thuận, hoàn toàn thông suốt vô số. Xì xì xì. Miêu miêu chín đạo hỗn độn thiên kiếp, trực tiếp bổ vào tinh tướng đế tinh phía trên, lại từ đế tinh bạo phát đi ra, mỗi một đạo tia chớp màu đen, đều tăng lên tinh tướng thần uy, đột nhiên khuếch tán ra, bổ về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng cửu u thực mộng thần kinh. Rầm rầm rầm. Từ tinh tướng hội tụ, vận dụng tất cả mọi người liên hợp chi lực, liền miêu miêu thần thông uy lực, đều rõ ràng mạnh lên. Trong lúc nhất thời, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều bị lôi đỉnh oanh tạc. Nàng rốt cục không thể lại như thế trước một dạng phiêu nhiên xuất trần. Miêu miêu lôi đỉnh thần thông, tại bên cạnh nàng nổ tung đầy trời cát bụi, cơ hồ đem chìm ngập. Hừ! Vi Sinh Mặc Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Nàng và cá voi, đồng thời động. Ô ô! Cái kia cửu u thực mộng thần kinh, mở ra to lớn miệng, phát ra thanh âm niếc tai nhức óc. Tại nó cái kia tái nhợt trong ánh mắt, 7000 điểm sao lập lòe, đột nhiên ở giữa, thì có liên tục 9 cái mây trắng một dạng bóng mờ, từ trong đó bay ra, mỗi một cái đều biến ảo trở thành một đầu màu tái nhợt kình ngư, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ cắn xé mà đến. Đây là thần thông, cửu u âm hồn. Rất hiển nhiên, đây là một loại có thể công kích thần hồn thần thông. Đầu này cá voi thần hồn khá cường đại, đây thật ra là nó sở trường. Tuy nhiên không bằng Dạ Lăng Phong.
nhưng cũng có hai cảnh tướng hồn trình độ. Ta đến. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông lên mây xanh, dùng thân thể chặn cái này cửu u âm hồn. Dù sao hắn có thần hồn tháp. Cửu u âm hồn đánh tới, quỷ mị thanh âm, âm u khủng bố, đem Lý Thiên Mệnh lôi vào thâm uyên biển cả bên trong, trong đó còn bổ sung huyễn cảnh, sinh ra bổ sung chết đuối hiệu quả. Tiên tiên. Không dùng Lý Thiên Mệnh nói, tiên tiên thứ tư đóa hoa, ma âm mộng yểm, vang vọng. Tam hồn ma âm thần thông thi triển, cái kia đinh đông quỷ dị thanh âm, bao phủ chiến trường. Đây là có thể tiến công thần hồn thần thông, đối cái này cửu u âm hồn xác thực hữu hiệu. Cùng lúc đó, Lam Hoang cùng Huỳnh Hỏa, trùng kích đến cửu u thực mộng thần kình trước mắt, tại Lam Hoang khai thiên thế giới chảm, bổ vào cá voi trên người thời điểm, to gan lớn mật Huỳnh Hỏa, càng là vọt thẳng tiến vào miệng của đối phương bên trong. Ở tại khoang miệng bên trong, thi triển thần thông phần thiên vũ linh. Loại này phương thức chiến đấu, xác thực đủ hung ác. Cực lớn cùng cực nhỏ ở giữa chiến đấu, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Phốc phốc phốc, phần thiên vũ linh, phút chốc để cá voi thủng trăm ngàn lỗ. Trong lúc nhất thời trong miệng phun huyết, xác thực nhói nhói. Nhưng nói thật, cá voi thực sự quá lớn, Huỳnh Hỏa lông vũ toàn bộ chúng đích, lực sát thương cũng không ra hồn. Nó chỉ có thể chuyển biến mạch suy nghĩ, giấu ở đối phương trong mồm, thi triển hỏa diễm thần thông. Mặc kệ là luyện ngục mệnh hỏa vẫn là lục đạo hỏa liên, tại trong miệng nổ tung, luyện ngục hỏa bao phủ, cuối cùng để cái kia cửu u thực mộng thần kình phát ra tiếng kêu thảm, lăn lộn đầy đất. Bên ngoài còn phải thừa nhận Lam Hoang cùng tiên tiên tàn phá bừa bãi. Đến mức nó tinh tướng, đã bị hỗn độn tinh tướng áp chế. Liền vi sinh mặc nhiễm trong thời gian ngắn, đều không cách nào trợ giúp nó. Tiến miệng ta bên trong, không phải càng là muốn chết sao. Cá voi mở ra miệng rộng. Thần thông buông xuống. Kình thôn thực mộng nguyên. Cái kia lớn như vậy cổ họng, quả thực giống là địa ngục thông đạo một dạng, một cái thương vòng xoáy màu trắng ở chỗ này hình thành, vô số màu trắng bệch oan hồn tại vòng xoáy bên trong, hướng về phía Huỳnh Hỏa ngoắc. Trong lúc nhất thời, chí mạng hút vào năng lực, tác dụng tại Huỳnh Hỏa mệnh hồn phía trên. Huỳnh Hỏa hai mắt, trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong, trước mắt vô số mê huyễn sinh ra. Cái kia thảm vòng xoáy màu trắng, ở trong mắt nó, thành Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian. Đó là nó cái thứ nhất gia viên. Những cái kia vòng xoáy phía trên màu trắng oan hồn, ở trong mắt nó thành Lý Thiên Mệnh bản thân, đang kêu gọi lấy nó trở lại. Vù vù. Huỳnh Hỏa kịch liệt thở dốc, toàn thân run rẩy, nó bản năng tại ngăn cản. Thế mà, nó tới gần quá. Nó căn bản không biết, cái này cửu u thực mộng thần kinh miệng, chính là nó toàn thân trên dưới mạnh nhất địa phương. Nuốt chừng thực mộng nguyên, một chiêu này thần thông, càng là dễ của nó vốn. Nó bởi vậy nuốt mất hết thảy. Cái gọi là mộng, kỳ thật cũng là hồn, chỉ là nó không có cách nào làm đến, cùng hồn ma một dạng, đem mệnh hồn tiêu hóa, hóa thành của mình. Có thể nó có thể giết chết Huỳnh Hỏa. Cứu ta, cứu ta. Huỳnh Hỏa tại cái này chí mệnh thời khắc, theo tâm linh câu thông phát ra thanh âm. Ở khắp mọi nơi tinh tướng, càng làm cho Lý Thiên Mệnh biết được tình huống của nó, khóa chặt vị trí của nó. Cái kia cửu u thực mộng thần kinh nổi giận, đem miệng mở ra đến lớn nhất hình thái, trực tiếp cắn lấy Lam Hoang trên thân, còn tại nắm kéo Lam Hoang mệnh hồn. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, miệng này quả thực to như thâm uyên. Kinh hồn một khắc, chờ ta. Hắn đoạt mệnh ngân long, đột nhiên văng ra ngoài. 10.000 mét hàng dài, đâm về phía cá voi tấm kia mở miệng. Ngậm miệng lại, vi sinh mặc nhiễm trường mâu, lại lần nữa để Miêu Miêu dùng thần thông áp chế trở về, Lý Thiên Mệnh cái này mới có cơ hội cứu viện. Nghe được vi sinh mặc nhiễm, cửu u thực mộng thần kình thấy được đoạt mệnh ngân long, vội vàng im miệng. Nhưng, nó đem chính mình hố. Bởi vì nó cắn Lam Hoang. Xem xét nó muốn im miệng, Lam Hoang trực tiếp hướng nó miệng vừa chui, nó cái kia phủ đầy kiếm đâm thân thể, đâm vào cá voi huyết nhục, để nó khó có thể ngậm miệng lại. Trong nháy mắt, đoạt mệnh ngân long gào thét mà qua, trong nháy mắt đâm vào vị trí hiểm yếu vị trí, xuyên thấu vào tối thiểu 50 mét. Cái kia thần thông, thực mộng nguyên, sinh ra vòng xoáy màu trắng, bị đoạt mệnh ngân long trực tiếp đâm thủng. Đinh đinh đinh, xiềng xích kéo căng, tỉnh táo lại Huỳnh Hỏa, liền vội vàng kéo đoạt mệnh ngân long. Ta để ngươi đem miệng, mở ra lớn như vậy. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh quất ra đoạt mệnh ngân long. Xiềng xích lôi kéo, trực tiếp mang ra một khối to lớn huyết nhục,
cơ hồ đem cái này cửu u thực mộng thần kình cổ họng đều cho kéo vỡ. Huyết nhục bay ra một khắc này, mưa máu mưa như chút nước rơi xuống. Cá voi ngã lăn xuống đất phía trên, phun ra lam hoang, bi thương kêu thảm. Thế mà, nó hoàn toàn không có ngừng chiến cơ hội. Huỳnh hỏa mang theo lam hoang cùng tiên tiên, trực tiếp nhào tới. Rầm rầm rầm, thần thông oanh tạc, huyết nhục vẩy ra, cát vàng đầy trời. Cái này cự thú chi chiến đấu, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Rõ ràng là hai cái đệ tử trẻ tuổi, lại đánh ra tuyệt thế cường giả cảm giác. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Hắn hỗn độn tinh tướng, còn trấn áp tại vi sinh mặc nhiễm trên thân. Phốc phốc, vừa phân tâm đối phó cá voi, làm đến trên đùi của hắn, bị vi sinh mặc nhiễm đâm nhất thương. Máu chảy ồ ạt, nữ tử này hung ác âm ngoan, vẫn là tương đối mạnh mẽ. Tại cá voi thế yếu thời điểm, nàng lại dựa vào thân pháp cùng chiến quyết, áp chế Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu liên thủ. Lý Thiên Mệnh thấy được nàng đối phó Lâm Tiêu Tiêu thời điểm thủ đoạn. Nói ngắn gọn, cũng là ảo tưởng. Nghe nói vô mộng tiên quốc chiến quyết, đều tăng thêm mê huyễn thân pháp. Làm đến bọn hắn phương diện này sức sát thương cực mạnh. Phốc phốc phốc, váy dài phiêu đãng, thì một cái nháy mắt, sát sinh thanh chi lại lần nữa xuyên qua. Cái kia thanh sắc trường mâu, trên không trung biến ra ngàn vạn thanh sắc tiểu ngư, như là mưa to một dạng rơi xuống. Ai cản ta thì phải chết. Nàng có chút nổi giận. Thanh âm này ngữ điệu, nghe có điểm giống nam. Ngũ cảnh thần quyết thanh sơn dạ vũ phú. Trường mâu như núi xanh phía trên đêm tối chi vũ, vương vãi xuống. Toàn bộ chiến trường kết giới, cơ hồ đều không có chỗ dung thân. Phốc phốc phốc, sát sinh thanh chi, ở khắp mọi nơi. Vi sinh mặc nhiễm để Lý Thiên Mệnh thấy được, huyễn thuật cùng thân pháp, phối hợp chiến quyết sử dụng đáng sợ. Nàng ở khắp mọi nơi. Nếu không phải lo lắng bại lộ, khiến người ta nhìn thấu bản tôn bí mật, ta một chiêu lục cảnh thần quyết, vô sinh mộng vũ, đều có thể thuấn sát ngươi. Cái này cũng là nàng xoắn suýt địa phương. Vi sinh mặc nhiễm dù sao cũng là một tên tiểu bối. Có chút vượt qua tầng thứ thủ đoạn dùng đến, là không phù hợp lẽ thường. Phiền phức, người này muốn ngăn cản ta tiến thiên cung, chính là hỏng bản tôn đại sự. Vừa đọc ở đây, bên cạnh cửu u thực mộng thần kình, càng áp chế đến thảm hại hơn. Tinh tướng, bị áp chế. Cộng sinh thú, bị áp chế. Chỉ còn lại có chính mình. Vi sinh mặc nhiễm, mi đầu sâu nhăn. Vạn vạn không nghĩ đến, ta vô mộng tiên quân, bị một tên tiểu bối toàn diện áp chế. Truyền đi, quả thực cũng là làm trò hề cho thiên hạ. Trong lòng, tôn quý, cùng hiện thực quẫn bách, để trong nội tâm nàng phá lệ xoắn suýt, khó chịu, quả thực nghĩ là ăn một miếng con ruồi. Nàng đã rất nhiều năm, chưa ăn qua con ruồi. Muốn không phải bị khốn tại thân thể này. Làm. Tại nàng cau mày thời điểm. Lý Thiên Mệnh hội tụ hỗn độn tinh tướng, một kiếm đánh tới, quả nhiên là cái kia cửu long thiên kiếp kiếm. Sau lưng còn có cái kia đáng chết mèo. Lần này, nàng, thanh sơn giả vũ phú, bị phá, Lý Thiên Mệnh cái kia, tha kim kiếm cương, theo kiếm phong bên trong xuyên thấu đi ra, đâm vào trên mặt của nàng, giết ra một đạo kiếm ngân, máu tươi bay lượn. Trước mắt, thiếu niên kia vẫn thần uy cái thế, loạn kiếm bạo sát. Như vậy chiến bại, tuyệt đối hỏng đại sự. Mấu chốt là liền che giấu tinh tướng đều bị tan rã. Thôi, mạo hiểm một lần, chỉ nhìn bọn họ đoán không ra đi. Tâm lý ý nghĩ này chuyển một cái, vi sinh mặc nhiễm, đem long huyết thần hoang cắm trên mặt đất, mặc cho chính nó chạy loạn khắp nơi. Dù sao trốn không thoát chiến trường này kết giới. Như thế, nàng một cái tay giải phóng. Một khắc này, nàng trong hai mắt, bộc phát ra một đạo chết sạch. Lục cảnh thần quyết vô sinh mộng vũ. Ông! Nhanh, ảo tưởng, nhu, quỷ dị. Đinh đương, trên tay nàng một chuỗi linh đang, phát ra du dương tiếng vang. Từng tiếng nhập mộng. Mấu chốt là, nàng dáng múa, động tác, vòng eo, ánh mắt, bao quát trong tay sát sinh thanh chi, đều là không thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh chỉ nháy một cái ánh mắt. Quá nhanh, quá ảo tưởng. Một người múa, trong nháy mắt hóa thành chúng sinh múa, đầy trời đều là xanh cây dù. Bốn phía đều là cái này phiêu phiêu dục tiên mỹ nhân. Thanh thúy ca dao, càng ngày càng gấp rút. Nguy cơ rất chí mạng, bị che giấu, lại tại thời khắc này, lại lần nữa đâm về phía Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Ông, một chiêu, giống như sáng tạo ra một cái vũ giả thế giới. Chỗ đến, sinh linh diệt hết. Vị trí hiểm yếu rét lạnh. Làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy?
Lý Thiên Mệnh chính khí thế ngập trời, muốn triệt để nghiền nát đối phương, không nghĩ tới lại gặp phải đối phương như thế phản công, trong nháy mắt chí mạng. Hô hô hô, đầy trời đều là huyễn ảnh của nàng. Điềm đạm, vũ mị, nhưng cũng dùng mình. Chỉ có cao hơn thần quyết, mới có thể tạo thì hiệu quả như thế. Giờ phút này thiên hạ chấn động. Lục cảnh thần quyết, vô mộng tiên quân chân truyền. Vi sinh mặc nhiễm, tuyệt. Tại bọn họ tán thưởng bên trong, Lý Thiên Mệnh tiếp cận tan tác. Hắn quả thực mạc danh kỳ diệu. Bởi vì, muốn là ngay từ đầu, đối phương thì dùng một chiêu này, còn cần đánh đến bây giờ. Rầm rầm rầm. Đầy trời đều là miêu miêu lôi đình, đáng tiếc vẫn ngăn không được cái này sát sinh thanh chi, vọt tới trước mắt. Huyễn ảnh bên trong, mỹ nhân hai mắt, như khóc như bão, giống như biết nói chuyện. Có thể Lý Thiên Mệnh cảm giác muốn ói. Bởi vì ánh mắt của đối phương, như cái nam. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Trong tay Đông Hoàng Kiếm, hoàn toàn không biết thẳng hướng phương nào. Đây không phải kết giới huyễn cảnh, động tất chi nhãn nhìn không thấu, cái này hoàn toàn là nhanh lại huyền diệu chiến quyết biến hóa. Hắn cảm giác mình chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, tự hủy đế tinh kết giới, nhận thua ra sân, mới có thể giảm bớt tổn thất. Ngay tại cái này chí mạng trong nháy mắt. Trái trên mắt, cái kia thanh sắc tiểu ngư, trong nháy mắt tan rã, hóa thành thanh sắc mê vụ, bỏ thêm vào Lý Thiên Mệnh tròng trắng mắt. Sau đó, con người vì kim, tròng trắng mắt thanh sắc. Một sát na kia, thông qua cái này mắt trái, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt thấy được vi sinh mặc nhiễm vị trí thực sự. Động tác của nàng, tại trong mắt trở nên chậm. Quá chậm. Ô ô. Trong mắt truyền đến con cá tiếng khóc. Cứu ta, mau cứu ta. Cái kia u oán đau khổ thanh âm, đến sâu trong linh hồn. Là con cá kia, là cái gọi là thanh phách. Cơ hội. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kịp phản ứng. Làm đối phương nhìn đến mắt trái của hắn thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Đáng chết, ngươi muốn chết, ngươi dám như thế nghịch ta. Nàng nộ hống. Tại trước mắt nàng, Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, toàn thân tha kim kiếm cương cùng hồng liên kiếm lô hai đại kiếm khí, dung hội tại trên thân kiếm. Ba kiếm dung hợp, nhanh chuẩn hung ác. Miêu miêu, theo ta tiến công. Miêu miêu đều đụng không lên nàng, có thể thấy được nàng nhanh. Có thể lúc này thời điểm, nàng tại Lý Thiên Mệnh trong mắt không chỗ che thân. Ngân Long, Thiểm Quang Sát Kiếm, Huyết Long, Huyết Tế Hung Kiếm, Viêm Long, Hỏa Bào Long Kiếm. Ngân sắc Thiểm Quang, Huyết sắc Hung Tàn, Hỏa Diễm Gào Thét. Ba Long hội tụ. Cho dù là đơn giản nhất ba đầu thần Long, Lý Thiên Mệnh cái này ba Long Thiên Kiếp Kiếm thi triển ra thời điểm, thiên địa vẫn biến sắc. Ầm ầm. Đế tinh quang mang, chiếu rọi tại Đông Hoàng Kiếm phía trên. Không cần biết ngươi là cái gì quỷ, cho lão tử nhường đường, cút. Lý Thiên Mệnh bạo sát mà lên. Miêu miêu nhắm ngay công kích của hắn mục tiêu, hai phát càn khôn điện mâu chuẩn bị tốt. Tại Lý Thiên Mệnh xuất thủ trong nháy mắt, nổ bắn ra đi. Ong ong ong. Vi sinh mặc nhiễm đột nhiên hiện thân, sát sinh thanh chi xuyên ra, thanh sắc phồn hoa bao phủ. Nàng nổi giận, oán hận. Đây có lẽ là bị phản bội cảm giác, lại có lẽ là quẫn bách, dù sao tự thân xuất mã. Thậm chí mạo hiểm sử dụng lục cảnh thần quyết, lại bị một cái chân chính tiểu bối kéo xuống ngựa. Nàng là thiên bảng đệ nhất thế lực người thống trị. Đây hết thảy tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng, quả thật có chút đả kích đến nàng. Tiểu ngư, ha ha. Một lần nghịch phản, gãy mất hắn nhiều năm kế hoạch. Lý Thiên Mệnh ba long thiên kiếp kiếm cuồng bạo giết đi lên, ba long gào thét ở giữa, Đông Hoàng kiếm bổ vào sát sinh thanh chi phía trên. Càn khôn điện mâu, trong nháy mắt đâm vào cái hông của nàng. Đùng đùng không dứt. Huyết sắc lôi đình trong nháy mắt đem nàng chìm ngập. Tia điện tiến vào huyết nhục. Toàn thân tê liệt. Kèn kẹt. Lý Thiên Mệnh một kiếm phân hai kiếm. Một kiếm ngăn cách thanh sắc trường mâu, một kiếm như ngân long thiểm quang, trong nháy mắt đâm vào vi sinh mặc nhiễm vị trí hiểm yếu vị trí. Phốc phốc. Mũi kiếm đâm vào nửa tấc, bị đế tinh kết giới chặn. Vị trí hiểm yếu tích huyết. Đế tinh kết giới, đem nàng bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh thắng. Tuyệt địa cầu sinh. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Ở trước mặt hắn, cái kia phiêu phiêu dục tiên lại mặt mũi tràn đầy âm trầm mỹ nhân, duỗi tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm kiếm nhận, ngẩng đầu, nhìn lấy gần trong gang tấc Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên mắt trái thanh sắc, chậm chạp thối lui. Hết thảy đã công bố. Vi sinh mặc nhiễm, bị loại. Thế nhưng là... Cái này quỷ dị người,
nàng lại trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên cười một tiếng. Ta để mắt tới ngươi. Ngươi 10 triệu muốn thông qua Thiên Cung khảo nghiệm. Không phải vậy, đời này, ta muốn để ngươi nếm tận ác mộng. A, à, nàng đáng yêu cười một tiếng. Rất rõ ràng. Lời này không phải Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ trạng huống của nàng. Đến cùng cái nào là Vi Sinh Mặc Nhiễm? Đưa đỉnh nữ hài, vẫn là trước mắt cái này, bởi vì chiến bại, đã nổi lên dày đặc sát tâm tàn khốc nữ tử. Ông, theo chiến trường kết giới, đem nàng đưa ra cục, mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh thời gian ngắn, không có khả năng biết đáp án này. Vù vù, phong bạo cuốn lên bên trong, nàng và cửu u thực mộng thần kình, bay rớt ra ngoài. Người đang lùi lại, có thể cái kia khiến người ta dùng mình mỉm cười, lại khác ở Lý Thiên Mệnh trong lòng. Bao quát ánh mắt của nàng. Ánh mắt vẫn tán loạn, lộ ra lỗ trống, mờ mịt, nhưng lại không hiểu khiến người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ngàn vạn phải vào Thiên Cung, nếu không. Uy hiếp của nàng, đồng dạng kéo dài không rời. Dám nói ra những lời này, cũng nói rõ nàng đối với mình, rất có lòng tin. Cái này mang ý nghĩa, ta đắc tội một đại nhân vật. Có điều, không có cách nào. Người bị cục diện hai bên, tình thế phát triển vượt quá dự liệu của ta, Thiên Cung là ta đường ra duy nhất. Trên Thái Dương, cường giả trải rộng, nguy cơ tứ phía. Không có bối cảnh, làm một cái tiểu bối, thực sự quá khó khăn. Lúc này thời điểm, phải hối hận tới này vô thiên chi cảnh, đã không kịp. Quả thật, trốn đi xác thực không có nguy hiểm, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội a. Thí dụ như đoạt mệnh ngân long. Thí dụ như cửu long thiên kiếp kiếm. Thí như tinh hải thần hạm. May mắn, hắn đã lấy được Thiên Cung chuẩn bị ghế. Lại liều một lần, nhất định muốn thành công. Trong lòng lo liệu lấy cứng cỏi niềm tin, Lý Thiên Mệnh đem ánh mắt, đặt ở tề thiên bia phía trên. Lúc này thời điểm, cộng sinh thú nhóm đã về tới cộng sinh không gian bên trong. Một trận chiến này áp chế cửu u thực mộng thần kình, bọn chúng tiêu hao đều so sánh lớn. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian tìm được, long huyết thần hoang, cưỡng ép đem đè lại. Cái này cũng không dễ dàng. Hắn sử xuất toàn thân chi lực. Hai tay cầm nắm, mới đưa cái này thần vật khống chế lại. Có lẽ là bởi vì Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu thân cận, long huyết thần hoang đối phản ứng của hắn, dần dần bình ổn lại. Nó khí hồn sợ là minh bạch, Lý Thiên Mệnh sẽ đem nó mang về cho chủ nhân của nó. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh dễ dàng không ít. Có điều hắn biết, muốn là mình cưỡng ép sử dụng nó, cái này long huyết thần hoang đoán chừng sẽ không cho chính mình mặt mũi. Ong ong ong. Đúng lúc này thời điểm. Chiến trường kết giới đã tại biến mất. Lão đại, ta giọt cái ca. Trong phong trần, Phù Tử Thiên một đường chạy chậm tới. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, ôm chặt lấy Lý Thiên Mệnh bắp đùi, gào khóc nói, nam thần, ngươi quá mạnh, thành công để trong nội tâm của ta hưu con sông loạn. Biến thái. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem chân cho rút ra. Ta nói thật, ca ngươi thật quá mạnh, đối phương liền lục cảnh thần quyết đều dùng được, nhưng vẫn là bị ngươi đánh tan. Nếu như nói, cùng Long Lang Lung quyết đấu, để ngươi nhất chiến thành danh, giờ phút này nhất chiến, tuyệt đối để ngươi oanh động Thái Dương Vạn Tông, tuyệt đối Thái Dương Vạn Tông tiểu bối đệ nhất đệ tử. Phù Tử Thiên trong hai mắt, hiện ra sùng bái thần sắc. Ngươi cũng không tệ, thiên hạ đệ nhị, Lý Thiên Mệnh trêu ghẹo nói. Thứ hai, Phù Tử Thiên ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là đế tinh bảng phía trên, đem hắn cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm thứ tự đổi. Bây giờ đế tinh bảng, tên phía sau điểm số, đã toàn bộ biến mất, dù sao bảng danh sách định hình, điểm số liền không có ý nghĩa. Rất rõ ràng, đến thời khắc này đến, đế tinh bảng hoàn toàn ra lò. Lý Thiên Mệnh sừng sững đệ nhất, Phù Tử Thiên thứ hai, Vi Sinh Mặc Nhiễm thứ ba, còn lại không thay đổi. Thiên Cung sửa đổi bọn họ bài danh, đoán chừng cũng là để cho tiện ghi chép, để hai người đứng đầu thu hoạch được Thiên Cung chuẩn bị ghế. Đến mức Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên ở giữa, Thiên Cung tựa hồ không có để bọn hắn, lại quyết đấu một lần ý tứ, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Năm nay ghế có hai cái, đệ nhất đệ nhị, chỉ là danh tiếng khác nhau. Phương diện này, Vu Tử Thiên cái này nằm thắng vương, tự nhiên không bằng Lý Thiên Mệnh. Hết thảy đều kết thúc. Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, Thanh Hồn Điện chiếm cứ 4 chỗ. Thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ bảy. Phù Tử Thiên nói không sai, bọn họ xác thực oanh động thiên hạ, đã dẫn phát trên Thái Dương động đất, sáng tạo ra trong lịch sử,
cho tới bây giờ vì từng sinh ra kỳ tích. Dù là chỉ là tiểu bối tranh phong, sau ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh cái tên này, đã định trước mọi người đều biết. Mà bây giờ, nghênh đón bọn họ lớn nhất lo lắng là hắn cùng Vu Tử Thiên, người nào có thể trở thành chân chính Thiên Cung thành viên? Rầm rầm rầm, toàn bộ vô thiên chi cảnh, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Phía trước, cái kia ghi lại đế tinh bảng tề thiên bia chấn động. Một đạo màu tái nhợt quang mang, tại thân bia phía trên lập lòe. Từng đạo trắng như tuyết gợn sóng chấn động. Tại cái kia gợn sóng chỗ sâu, mơ hồ có một tòa, nhà gỗ cái bóng. Đi, đi qua. Lý Thiên Mệnh thu thập một chút, cầm lấy Long Huyết Thần Hoang, tay kia vỗ một cái Vu Tử Thiên bả vai. Hai người cùng một chỗ hướng về cái hướng kia, bay vút đi. Ngươi khẩn trương sao? Vu Tử Thiên sắc mặt có chút tái nhợt nói. À không, đem hết toàn lực là được, ngươi khẩn trương. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên khẩn trương a, ta còn chưa lên qua tài nghệ đây. Vu Tử Thiên tiện như vậy nói. Lý Thiên Mệnh một đường vượt mọi chông gai, hắn một đường nằm chết dí thiên hạ đệ nhị. Tuyệt! Vô thiên hỏa trụ bên ngoài. Thiên viên Long Tông cường giả, đã có 3.000 quy mô, hội tụ ở chỗ này. Mỗi một cái, đều là đỉnh cấp cường giả. Tông môn lực lượng, cơ hồ xuất động tiếp gần một nửa. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là vì Cửu Long đế táng mà đến. Mới Thiên viên Long Tông tu luyện giả, từ hai vị khác Long Hoàng dẫn đầu mà đến. Đó chính là Thanh Long Hoàng cùng Tử Long Hoàng. Hai vị này Long Hoàng số tuổi, đều cùng Thánh Long Hoàng tương tự. Đều tại ngàn tuổi trở lên, không tính tuổi trẻ, cũng vừa qua khỏi thời đỉnh cao, nhưng chỉnh thể thực lực còn tại. Uy vọng, nhân mạch, khí độ, đều không phải Bạch Long Hoàng có thể so sánh. Thanh Long Hoàng, chính là một vị cao lớn lại khô gầy thanh y lão nhân, như là một gốc thương tùng, gầy gò lại không hư nhược, một đôi thầm con mắt màu xanh sáng ngời có thần, mà cái kia Tử Long Hoàng, chính là một vị áo tím bà lão, tóc của nàng đã hơi bạc, nhưng tóc bạc mặt hồng hào, cũng không quá hiển lão. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí huyết tràn đầy, một đôi mắt nhỏ híp lại, khóe môi nhếch lên nụ cười, xem ra mười phần hòa ái. Người trong thiên hạ đều biết, hai vị này Long Hoàng chính là vợ chồng, từ nhỏ tại Hiên Viên Long Tông trưởng thành. Theo thanh mai trúc mã đến song song trở thành Long Hoàng, đã là mọi người cực kỳ hâm mộ hơn ngàn năm thần tiên quyến lữ. Cho tới bây giờ, hai người vẫn như bóng với hình, cảm tình vô cùng tốt. Trong đám người, Tử Long Hoàng kéo Thanh Long Hoàng cánh tay. Tuy là lão phu lão thê, động lòng người nhóm sớm thành thói quen, bọn họ ân ái tiến hành. Lúc này, Tề Thiên Chi nhãn trong hình ảnh, vừa mới kết thúc. Làm Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, biến mất tại mọi người trong mắt, vô thiên hỏa trụ bên ngoài, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đại đa số người, tiếp tục ngửa đầu. Đế tinh bảng đệ nhất cái tên đó, gọi người không có cách nào rời ánh mắt. 10 vị trí đầu bên trong, dày đặc, thanh hồn điện, ba chữ, như thế chướng mắt. Đây hết thảy, giống như Vu Tử Thiên nói, xác thực oanh động thiên hạ, gây nên mặt trời động đất. Thiên viên Long Tông trong đội ngũ, thất Long Hoàng bên trong, hết thảy 4 vị Long Hoàng hiện thân. Đây đã là rất lớn tràng diện. Bọn họ 4 vị, đứng tại tất cả mọi người phía trước, cũng là tận mắt chú ý trận chiến cuối cùng. Vi Sinh Mặc Nhiễm sử dụng lục cảnh thần quyết. Thuần thục đến có chút kinh người. Thánh Long Hoàng cúi đầu trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Còn không phải bị phá rồi. Long Uyển Oánh hít sâu một hơi. Nói thật, Lý Thiên Mệnh trận chiến này, quá làm cho nàng kinh hỉ, cũng để cho nàng càng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Thánh Long Hoàng không có cùng với nàng, trong vấn đề này thảo luận quá nhiều. Hắn quay đầu nhìn bên người hai vị lão đồng bọn, hỏi, thì nhiều như vậy. Vợ chồng các ngươi phán đoán như thế nào? Xanh, tím hai vị Long Hoàng liếc nhau một cái. Ánh mắt giao lưu, liền có thể nói rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ. Thanh Long Hoàng mở miệng nói, ta đứng Tiểu Oánh, Thu Lý Thiên Mệnh ba người, từ bỏ thôn giới thần đỉnh. Lại đem ba cái kia đệ tử, lấy bồi dưỡng làm chủ, đem bảo vật giao cho bọn họ sử dụng, bao quát Cửu Long đế kiếm, cũng để lang lung đi quen thuộc. Kể từ đó, mấy trăm năm về sau, Thiên viên Long Tông có thể thắng bởi tương lai. Tử Long Hoàng cũng nói, thôn giới thần đỉnh, sẽ phá hư hiện tại vạn tông thiên bảng kết cấu, dẫn phát hỗn loạn, tăng thêm vô mộng thiên quốc cùng trật tự thiên tộc bên này, rất nhiều chuyện không có cách nào trưởng khống, ẩn Long Điện cũng là họa lớn trong lòng. Ta muốn Lý Thiên Mệnh cái này đệ tử,
đã dùng biểu hiện của hắn, cảm động chúng ta. Chờ bọn hắn trưởng thành, giá trị tại thôn giới thần đỉnh phía trên. Cảm ơn hai vị. Long Uyển Oánh hốc mắt ửng đỏ, tràn đầy cảm kích. Đây là đề nghị của nàng. Ngay từ đầu, hai vị này Long Hoàng, là chống đỡ cướp đi thôn giới thần đỉnh, hiện tại để Lý Thiên Mệnh biểu hiện cảm động, cải biến ý nghĩ. Đây là ảnh hưởng tông môn tương lai quyết định. Long Uyển Oánh chính mình kiên trì, khẳng định phải tiếp nhận vô cùng áp lực cực lớn. Nàng xem thấy Hắc Bào Thánh Long Hoàng, ánh mắt khẽ run. Còn kém đáp án của hắn. Được, ta chống đỡ bỏ qua thôn giới thần đỉnh, Thánh Long Hoàng trầm giọng nói. Quá tốt rồi. Long Uyển Oánh mừng rỡ, vẻ vui mừng, rào rạt ở trên mặt. Muốn không phải người bên cạnh quá nhiều, sợ là đến hoan hỉ nhảy múa. Cha, không thể a. Ba cái kia đệ tử là người ngoài, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, thôn giới thần đỉnh mới sẽ không phản bội người. Long Hy Thiến tuy nhiên không tại phụ cận, có thể ở phía xa một mực nghe lén đây. Im miệng. Thánh Long Hoàng đã có quyết định, đương nhiên sẽ không vì nàng lại hai bên. Coi như muốn thu lại cái này ba người đệ tử, thần binh cùng Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, không thể để cho bọn họ sử dụng, giao phó cho tông môn cường giả. Long Hy Thiến vội la lên. Vừa mới dứt lời, Thánh Long Hoàng lạnh lùng nhìn nàng một cái, để cho nàng chỉ có thể thức hổn hển, đem câu nói kế tiếp đều cho nuốt xuống. Chung quanh còn có một số người, đồng dạng có dị nghị. Nhưng lúc này thời điểm, cũng không dám nhiều lời. Bốn cái Long Hoàng làm ra quyết định biện pháp, vậy cũng không cần hỏi lại còn lại ba vị. Dù sao, đệ nhất Long Hoàng, giải quyết dứt khoát. Long Uyển Oánh tỉnh táo lại, nói, ba vị tiền bối, hiện tại Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, tiến vào thiên cung, vậy ta thì căn cứ quyết định của chúng ta, căn cứ tiếp xuống tình huống khác nhau, làm một số phân tích. Ngươi nói đi, Thánh Long Hoàng nói. Đầu tiên, dựa theo trước kia thông lệ, bất kể là ai, mới vào thiên cung thành viên thời điểm, cũng sẽ không tại thiên cung bên trong tu luyện lâu dài. Nói như vậy, 100 tuổi trở lên mới có thể được cho phép tiến thiên cung thời gian dài tu hành, 500 tuổi trở lên mới có thể triệt để thoát ly ban đầu tông môn, tránh thức vì thiên cung phục vụ. Cho nên, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh, Phù Tử Thiên, phải chăng thành là thiên cung thành viên, bọn họ 100 tuổi trước đó, đều còn cần ban đầu tông môn chiếu ứng, đến đỡ trưởng thành, chỉ có một số nhỏ thời gian, định kỳ tiến về thiên cung. Đây là thiên cung quy củ, cũng là trọng điểm. Vô thiên chi chiến, quả thật có thể để đệ tử thành vi thiên cung thành viên. Nhưng, tại 100 tuổi trước đó, thành viên mới, chỉ cho phép tại thiên cung làm, định kỳ, ngắn hạn tu hành. Sau khi 100 tuổi, có thể nhập thiên cung thời gian dài tu hành, nhưng còn có thể lưu lại ban đầu tông môn, vì ban đầu tông môn hiệu lực, báo ân. 500 tuổi về sau, mới hoàn toàn thuộc về thiên cung. Cái này kỳ thật rất trọng yếu. Bởi vì 500 tuổi về sau, thân phận chuyển biến, nếu là thiên cung yêu cầu thành viên, công kích hắn ban đầu tông môn, đều phải chấp hành. Thiên cung theo Thái Dương Vạn Tông hấp thu nhân tài, Thái Dương Vạn Tông không có khả năng trắng trắng từ bỏ, cho nên mới có 500 năm hồi báo quy củ. 500 năm về sau, triệt để thoát ly, hoàn toàn lấy thiên cung làm trọng. Đây là thiên cung cùng Thái Dương Vạn Tông ước định, từ xưa chấp hành đến bây giờ. Nói một cách khác, 500 tuổi trước đó, có thiên cung thành viên thân phận, nhưng chưa hẳn có thể chấp hành thiên cung ý chí. Cái này 500 năm, cũng là một khảo nghiệm kỳ. Rất nhiều, thiên cung thành viên, tại không có chính thức, vĩnh trú thiên cung trước, nếu là biểu hiện quá kém, sẽ bị tước đoạt thân phận. Cho nên nói, liên quan tới thiên cung, Lý Thiên Mệnh bọn họ, hiện tại gặp phải khảo nghiệm, chỉ là bước đầu tiên. Khảo nghiệm chân chính, tiếp tục 500 năm. Cái này một hệ liệt tàn khốc quy củ, làm đến thiên cung, mới có thể bảo chứng chân chính cao thượng. Long Uyển Oánh nói tiếp. Chính vì vậy, thì coi như bọn họ tiến vào thiên cung, thành thiên cung thành viên, sau khi ra ngoài, vẫn là muốn tại tông môn tu hành. Mà thanh hồn điện điều kiện, rõ ràng không đủ trèo chống thiên phú của bọn hắn, chúng ta Hiên Viên Long Tông hội là tối ưu lựa chọn. Đây là tiền đề. Bằng không, Lý Thiên Mệnh nếu là thành thiên cung thành viên, như từ đó thì tại thiên cung tu hành, bọn họ còn muốn mang đi Lý Thiên Mệnh, căn bản không có ý nghĩa. Hiện tại phân tích tình huống cụ thể. Hai người bọn họ, hết thảy có 4 loại tình huống, cái kia chính là đều tiến, Lý Thiên Mệnh tiến, Phu Tử Thiên tiến, đều không tiến. Loại tình huống thứ nhất, đều tiến. Như vậy, đây chính là thiên cung trò xiếc, kết quả là, phần lớn Long Cung bảo vật,
vẫn là thuộc về thiên cung thành viên, thôn giới thần đỉnh cũng không ai có thể cướp đoạt, thiên hạ bởi vậy yên ổn. Nhưng Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, dựa theo trước kia quy củ, bọn họ sẽ về Thanh Hồn Điện. Loại tình huống này, thông qua Giang Thanh Lưu, chúng ta có thể thuyết phục hai vị này, cùng Tiểu Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng một chỗ, đến chúng ta Hiên Viên Long Tông tu hành. Tuy nhiên bọn họ cuối cùng được trở về Thiên Cung, nhưng cái này 500 năm, kỳ thật có thể vì chúng ta làm không ít chuyện, chúng ta cũng bởi vậy giao hảo Thiên Cung. Mà lại lần này, chúng ta đạt được Cửu Long Đế Kiếm, cuối cùng Long Huyết Thần Hoang cũng có thể lưu tại chúng ta cái này. Loại tình huống này, không có thôn giới thần đỉnh cạnh tranh vấn đề, chúng ta huyết kiếm lời. Loại tình huống thứ hai, Lý Thiên Mệnh tiến, Vu Tử Thiên không tiến. Xác suất này rất lớn, chỉ cần Vu Tử Thiên không tiến, thôn giới thần đỉnh là thuộc về nửa vô chủ chi vật, có thể ta nghe nói cái này thôn giới thần đỉnh, là Lý Thiên Mệnh nhường cho Vu Tử Thiên, như vậy lấy Lý Thiên Mệnh cá tính, hắn có thể sẽ lấy trước về thôn giới thần đỉnh, lấy hắn thiên cung thành viên thân phận, người khác cũng không tốt cướp đoạt. Loại tình huống này, chúng ta có thể cho thôn giới thần đỉnh tạm thời lưu Hiên Viên Long Tông. Chỉ cần chúng ta không sử dụng, hoặc là không quang minh chính đại sử dụng, vấn đề cũng không lớn. Mà lại hết thảy đều có thể cùng Lý Thiên Mệnh bản thân thương lượng. Chúng ta đồng dạng không lỗ. Loại tình huống thứ ba, Vu Tử Thiên tiến, Lý Thiên Mệnh không tiến. Loại này xác suất phi thường nhỏ. Kể từ đó, thôn giới thần đỉnh kỳ thật thuộc về Thiên Cung, vậy chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch, che chở cái này ba người đệ tử, bỏ qua thôn giới thần đỉnh, tạm thời cũng không lỗ. Đến mức loại thứ tư tình huống, đều không tiến, nói thật, đây mới là lớn nhất xác suất sự kiện. Bọn họ trước đó, bỏ qua thôn giới thần đỉnh, quyết định, chủ yếu cũng là nhằm vào loại tình huống này. Đều không tiến, bọn họ đều không có thiên cung thân phận, chúng ta nhất định phải bỏ qua thôn giới thần đỉnh, mang về Lý Thiên Mệnh ba người. Nếu như Vu Tử Thiên nguyện ý bỏ qua, nguyện ý theo chúng ta trở về, cũng có thể mang đi hắn, nhưng là thôn giới thần đỉnh nhất định phải giao ra, bất kể là ai cướp đoạt, đều cùng chúng ta không quan hệ. Long Uyển Oánh phân tích hoàn tất. Nàng điều lệ đã rất rõ ràng. Trong đó, đều không tiến, xác suất lớn nhất. Lý Thiên Mệnh tiến, Vu Tử Thiên không tiến xác suất thứ hai. Đều tiến, cùng chỉ có Vu Tử Thiên tiến xác suất, đều phi thường nhỏ. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng Lý Thiên Mệnh không phải Vi Sinh Mặc Nhiễm đối thủ, Vu Tử Thiên một đường nằm thắng đi tiếp thu Thiên Cung khảo nghiệm, cũng không có cái gì tin phục lực, liền tại ngay từ đầu ngầm thừa nhận, đều không tiến, mới cần thảo luận, phải chăng bỏ qua thôn giới thần đình. Hiện tại, tình huống thay đổi. Cái này bốn loại tình huống, ba loại đầu đối Hiên Viên Long Tông đều có chỗ tốt, tối thiểu đều không lỗ. Lớn nhất loại sau, bỏ qua thôn giới thần đỉnh, để cho người khác đi đoạt, cũng lẩn tránh lớn nhất mạo hiểm. Cứ như vậy đi. Thánh Long Hoàng gật đầu. Tiếp đó, thì nhìn hai đứa bé này, ai có thể một bước lên trời. Thanh Long Hoàng tay vuốt hàm râu, nhìn lấy Tề Thiên Bia, nụ cười ý vị thâm trường. Nha đầu. Tử Long Hoàng hô Long Uyển Oánh một tiếng. Lâm Di, Long Uyển Oánh ngẩng đầu. Đi, đem cái kia Giang Thanh Lưu ổn định, đến lúc đó, còn cần hắn người sư tôn này đến giật dây. Tử Long Hoàng nói. Không có vấn đề gì khác, ta cùng hắn tỉ mỉ trò chuyện tốt, hắn nói chỉ muốn để Vu Tử Thiên bình an. Long Uyển Oánh nhìn xa xa Giang Thanh Lưu liếc một chút nói. Còn lại ba cái đâu, hắn không quan trọng. Đó cũng không phải, bởi vì những thứ khác ba cái. Ta nhìn chúng. Long Uyển Oánh híp mắt cười nói. Lý Thiên Mệnh đánh bại Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng Vu Tử Thiên cùng đi tiếp nhận Thiên Cung khảo nghiệm, làm đến Vô Thiên Hỏa Trụ bên ngoài, mấy trăm triệu cường giả ồn ào. Vô số người núp trong bóng tối, đối cái kia phía trước nhất Hiên Viên Long Tông, nhìn chằm chằm. Muốn không phải gọi là Tiểu Phong đệ tử, chủ động nhận thua, hiện đang sợ là đã đánh nhau. Thiên Cung đến cùng có ý tứ gì? Có bảo bối chính mình không dùng. Lấy ra để cho chúng ta đoạt. Muốn là Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên đều tiến Thiên Cung, vậy là tốt rồi cười, tương đương với Thiên Cung đem chúng ta làm con khỉ đùa nghịch. Cũng liền Hiên Viên Long Tông kiếm lớn, còn lại, Vô Mộng Thiên Quốc, Chiến Thần Tộc, Vô Tự Thần Điện, các từ được đến một bảo bối, nhưng đều là phổ thông đồ chơi, cùng Cửu Long Đế Kiếm, thôn giới thần đỉnh không cách nào so sánh được. Dù sao cũng là Hiên Viên Long Tông tổ tiên chi vật, bọn họ muốn thì nguyện ý từ bỏ thôn giới thần đỉnh. Còn nói còn nghe được đi. Thì nhìn cái này hai tiểu tử sau khi ra ngoài, người nào trên trán có Thiên Cung ấn ký. Ngoại trừ Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông thiên bảng thứ hai, quy mô lớn nhất, đến người nhiều nhất,
tự nhiên chiếm đoạt vị trí tốt nhất. Những người khác chỉ có thể vây quanh. Lần này Vô Mộng Tiên Quốc đến cũng không có nhiều người, nhiều ít có chút quỷ dị. Ngoại trừ Vô Mộng Tiên Quốc, nghe nói thứ tư Chiến Thần Tộc, thứ năm Thiên Thần Kiếm Tông, còn có thứ 10, Lam Huyết Tinh Hải, đều lớn lượng tiếp viện. Bọn họ tam đại, nhất lưu thế lực, đến cường giả, không so Hiên Viên Long Tông thiếu. Mà lại giờ phút này, còn theo các cái phương vị, cơ hồ phá hỏng Hiên Viên Long Tông rời đi phương hướng. Mưa lửa tàn phá bừa bãi bên trong. Chiến Thần Tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải đội ngũ, đại đa số đều cùng một chỗ. Tại Chiến Thần Tộc phía trước, tay kia cầm một cái bộ xương màu đen mộc trượng, Mạc Thần, yên tĩnh đứng thẳng, một cỗ hắc phụ, ở tại trên thân chạy. Mạc Thần, Lan Hoàng theo, Lam Mệnh Cung, đến đây. Có người thông báo. Dẫn kiến. Mạc Thần quay đầu, mang theo Chiến Thần Tộc cường giả, hướng sau lưng mà đi. Cổ Mạc Đan Thần, rất lâu không thấy. Một đoàn đầy trời màu xanh lam vũ khí tới gần. Tại nhóm người kia trung ương, đứng đấy một cái cao lớn nam tử tóc lam. Bao quát lam xa ở bên trong, đều chỉ tại bên cạnh hắn, hơi hơi khom người, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nam tử tóc lam kia, sinh được vạn phần anh tuấn, trường bào màu lam đậm phía trên thêu lên rất nhiều thức thần đồ án, ống tay áo bị gió mang theo thật cao bay lên, phấn khởi mi dài hơi nhíu, thâm thúy con ngươi lóe ra ấm áp hào quang. Thanh tú khuôn mặt đẹp chiếu rọi lấy tia nắng ban mai, mang theo thiên thần giống như uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Đây tuyệt đối chính là một cái hào quang rực rỡ người. Nhất là cặp mắt của hắn, thì cùng cộng sinh thú giống như, quả thực là sáng chói tinh hải. Đương nhiên, hắn không là quỷ thần. Lão hủ, gặp qua Lan Hoàng. Mạc Thần chắp tay, hướng cái này Lam Huyết Tinh Hải bá chủ hành lễ. Mạc Thần khách khí, gọi là Lan Hoàng nam tử, đảo mắt đi tới Mạc Thần trước mắt. Cách đó không xa, Vân Thượng Tiên Cung Vân Thiên Khuyết, đồng dạng làm tông chủ, hắn cũng không dám tới gần quá. Bởi vì hắn biết, vị này chính là đã từng, giết chết Giang Thanh Lưu cộng sinh thú người. Cho đến ngày nay, hắn đã đứng tại mặt trời đỉnh phong cấp độ. Giang Thanh Lưu chỉ có thể nhìn lên. Chiến tôn không hiện thân sao? Lan Hoàng nhìn thoáng qua Tề Thiên Bia, mỉm cười hỏi. Lập tức tới ngay, mời Lan Hoàng chờ một lát, Mạc Thần nói. Song phương nhân mã tụ tập. Trong đám người, Lam Phi Lâm cùng Chiến Nguyên Sách, làm song phe thế lực bá chủ con gái, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chiến Thần Tộc cũng là trật tự thiên tộc phụ thuộc A. Lam Phi Lâm thật không thể tin hỏi. Ngươi mới biết được, Chiến Nguyên Sách trợn mắt một cái. Ngươi biết tiếp đó, muốn thế nào sao? Lam Phi Lâm hiếu kỳ hỏi. Phụ thân của nàng, liền nàng cũng không thể nhìn xa xa, không dám tới gần. Dù sao, con gái của hắn nhiều lắm. Tốt nhất là, giết sạch bọn họ, đem bảo vật đều nắm bắt tới tay, chia hết. Chiến Nguyên Sách nói. Muốn là cái kia hai cái tiện nhân, đều tiến vào thiên cung đâu? Lam Phi Lâm hỏi. Cái kia còn có thể thế nào? Rút lui thôi. Quả nhiên, thiên cung cũng là hết thảy. Chỉ là... bọn họ vẫn là không cam tâm. Phía đông, Vân Mộng Đại Dương, Mộng Trung Thành, ầm ầm, hồ nước vẩy ra. Trung ương cái kia tiên cung bên trong, một câu âm thanh lạnh lùng truyền ra, trong nháy mắt giả quét toàn thành. Vân Mộng hộ vệ, đến. Từng tiếng oanh minh chấn động. Thương thiên phía trên, một chiếc ánh sáng chiến thuyền màu trắng, xuất hiện tại Mộng Trung Thành phía trên. Cái kia chiến thuyền màu trắng có gần phân nửa Mộng Trung Thành cái kia thật lớn. Nội bộ lại có vũ trụ nguyên lực đốt cháy. Quy mô của nó tuy nhiên vẫn chưa tới Thái Dương Thần Cung 10%, nhưng, làm nó thần uy chấn động thời khắc, cũng để Mộng Trung Thành mây khói chấn động, vô số cường giả ngẩng đầu. Tối thiểu hơn 2.000 cái người mặc bạch giáp cường giả, chỉnh tề, xông vào cái này chiến thuyền màu trắng. Chiến thuyền phía trên, đứng đấy một cái thanh niên yêu dị, sắc mặt có chút khó coi. Ông! Cái kia chiến thuyền đột nhiên biến mất. Đi vô thiên chi cảnh. Ánh sáng, lóa mắt lấp lóe. Ca a, chờ ta một hồi. Phu tử Thiên mặt dày mày dạn, leo lên, giữ chặt Lý Thiên Mệnh góc áo. Lý Thiên Mệnh đón phía trước chướng mắt quang mang, không ngừng tiến lên. Cái kia không ai có thể đến gần Tề Thiên Bia, đã xuất hiện tại trước mắt. Ong ong ong, quang mang nước vọt khắp toàn thân, theo lỗ chân lông bên trong đâm vào đi. Tề Thiên Bia dưới đáy, giống như là xuất hiện một cái vòng xoáy. Đi vào đi. Lý Thiên Mệnh bảo trì chấn định,
kéo lấy liền bò mang lăn Vô Tử Thiên, tiến đụng vào cái này bạch quang vòng xoáy bên trong. Ông! Phía trước xuất hiện một mặt hồ nước, tựa như là tiểu thiên bia bên trong thế giới. Quả thực giống như đúc. Thiên hạ đều trắng. Đây là nơi nào? Vô Tử Thiên đứng lên, ngây người hỏi. Không có tận cùng xương trắng lượn lờ. Lần này, nước có gợn sóng, không dùng Lý Thiên Mệnh lại nhìn thấu mê chướng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hồ nước có bờ. Trên bờ, có một gian nhà gỗ. Nhà gỗ rất nhỏ rất tàn phá, nhưng là rất sạch sẽ. Mỗi một khối tấm ván gỗ, đều có cổ lão năm tháng dấu vết. Nhà gỗ. Vô Tử Thiên trừng to mắt thét lên. Bên trong nhà gỗ, cũng là thiên cung. Hắn chả đang kêu, Lý Thiên Mệnh liền đã gọn gàng mà linh hoạt, đi hướng cái kia nhà gỗ. Lần này, hắn cùng nhà gỗ ở giữa nắm giữ khoảng cách, sẽ không cùng lần trước như thế, nhìn núi làm ngựa chết. Tí tách, tí tách. Sóng nước dập dờn. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cùng Vô Tử Thiên, đã đi tới cái này nhà gỗ bên cạnh. Trước mắt hết thảy biến đến mê huyễn lên, chỉ có nhà gỗ cửa nhỏ, còn tính toán rõ ràng. Ta đến đẩy cửa, ngươi theo ta, Lý Thiên Mệnh nói. Ân. Có lẽ khảo nghiệm đang ở trước mắt, Vô Tử Thiên phá lệ khẩn trương. Lý Thiên Mệnh duỗi ra hắc ám tí, khoác lên cửa gỗ phía trên. Cái kia cửa gỗ chỉ là khép, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, quang mang liền đem Lý Thiên Mệnh cùng Vô Tử Thiên chìm ngập. Ong ong. Thiên địa oanh minh. Trước mắt tinh hải biến hóa. Tựa như là rơi xuống thâm uyên. Tộc ta hậu nhân. Bỗng nhiên, bốn chữ đinh tai nhức óc. Đó là một loại vô cùng bi thương, thê thảm thanh âm. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng sẽ có rất dài, không nghĩ tới chỉ nghe được bốn chữ, thì im bặt mà dừng. Hắn giơ tay trái lên, lại cảm giác cái này tay đang run rẩy. Bốn phía vân vụ, ngừng kết thành từng cái tay, mở ra năm ngón tay, khoác lên Lý Thiên Mệnh bàn tay trái phía trên. Cái kia rõ ràng là vân vụ, có thể Lý Thiên Mệnh cảm nhận được là, chân thực huyết nhục nhiệt độ. Trộm thiên nhất tộc, Lý Thiên Mệnh tâm thần khuấy động, huyết mạch cộng minh. Hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt. Nhà của hắn, tộc nhân của hắn, đến cùng ở phương nào? Nơi này, đã từng là gia viên sao? Hắn giơ lên cái này tay run rẩy. Tại trong mây mù tiến lên thời điểm, từng cái vân vụ tay cầm, theo hắn hắc ám tí phất qua. Chỉ là đơn giản vỗ tay. Lý Thiên Mệnh lại trông thấy, cái này mỗi một cái vân vụ chi thủ, đều có quy tắc hình sáu cạnh lân phiến. Huyết mạch trung liền. Lý Thiên Mệnh đã đắm chìm trong đó. Đây là cái gì a? Vô Tử Thiên vươn tay, tại trong mây mù xuyên thẳng qua, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có chút mơ hồ vòng. Phía trước Lý Thiên Mệnh, tựa như là dung nhập cái này trong mây mù, trở thành thế giới này một viên. Lịch sử một ngày nào đó, sẽ trả ban đầu chân tướng. Chúng ta diệt vong, lại công đức vô lượng. Người nào đang nói chuyện? Bên tai còn tại oanh minh. Cái tay này tựa như là không thuộc về mình. Đầu tiên là tay cầm. Sau đó tại từng gương mặt một phía trên phất qua đi. Đều là quyết nhiên nụ cười. Ta, Lý Thiên Mệnh cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Hắn rõ ràng cảm giác được, huyết mạch bên trong thừa nhận đồ vật, tại cái này trong lúc vô hình, có trầm trọng phân lượng. Phụ mẫu 10 thế luân hồi đào vong, đến bây giờ không thể gặp mặt. Mạnh hơn thiên tài, đều không cải biến được bấp bênh. Đây hết thảy, đến cùng là bởi vì cái gì? Kẻ đuổi giết, hắn là ai, ở phương nào? Đông đông đông, tim đập rộn lên. Đi lên phía trước, đi lên phía trước. Tất cả chết tại trong vòng xoáy thân nhân, đều sẽ vì ngươi trải đường. Nhớ kỹ, chúng ta cướp cũng có đạo, tinh thần không diệt. Ầm ầm, tại tiếng thở hào hển âm bên trong, xương trắng đột nhiên biến mất. Bịch, Lý Thiên Mệnh ngã ở một ngôi đại điện phía trên, lảo đảo một chút. Kém chút ném xuống đất. Vô Tử Thiên không cần phải nói, trực tiếp ngã cái chụp ếch. Đại điện này mặt đất, như giống như tấm gương bóng loáng trong suốt. Vô Tử Thiên trực tiếp trượt ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đứng vững, trực tiếp ngẩng đầu. Đây là một tòa không có tận cùng cung điện, khắp nơi ánh sáng. Phụ cận cây cột tối thiểu đường kính có ngàn mét, đâm vào đám mây, căn bản không nhìn thấy cao bao nhiêu. Trước mắt là bậc thang. Từng bậc đi lên. Lý Thiên Mệnh theo bậc thang đi lên nhìn, tại nấc thang kia cuối cùng, hắn thấy được 7 tòa pho tượng. Lại hoặc là nói, là 7 người. Tập trung nhìn vào, quả nhiên không phải pho tượng, đúng là người. Cái này 7 cái người áo bào trắng,
bộ dáng khác nhau, số tuổi tối thiểu đều có 500 trở lên. Bọn họ có nam có nữ, tóc chải 10 phần chỉnh tề, khuôn mặt giống như là bôi bột mì một dạng, xem ra rất trắng. Dạng này sẽ để bọn hắn, có vẻ hơi ngốc trệ. Ánh mắt của bọn hắn, thì là 100% chỗ trống vô thần. Nếu như không phải bọn họ đều có động tác tinh tế, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ cho rằng, bọn họ thật không phải là vật sống. Bọn họ là ai? Tự nhiên là Thiên Cung thành viên. Vu Tử Thiên vội vàng nửa quỳ, nói, đệ tử Vu Tử Thiên, bái kiến các vị Thiên Cung tiền bối. Hắn trả lôi kéo Lý Thiên Mệnh. Cái này 7 cái người áo bào trắng, như là đứng ở trên trời, dùng xem kỹ ánh mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nhà gỗ, để ta thấy được Trộm Thiên nhất tộc, như vậy Thiên Cung cũng là Trộm Thiên Cung, cho nên bọn họ, liền là tộc nhân của ta à. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, quét qua bọn họ đặt tại trước người trên bàn tay. Không có một đầu hắc ám tí. Mà lại, hắn không biết vì sao, tại những người này ánh mắt bên trong, thấy được một loại không nhịn được thần sắc. Cái này sao có thể? Không phải bọn họ, đưa cho mình Cửu Long Đế Táng sao? Lý Thiên Mệnh tâm lý, có ngàn ngàn vạn vạn nghi hoặc. Quỳ xuống. Một cái mỹ mạo cô gái áo bào trắng, bỗng nhiên lạnh nói một câu. Trên mặt nàng phấn có chút nhiều, gương mặt chỗ còn giống như có quai hàm đỏ. Xem ra thì cùng hát hí khúc giống như, quỷ dị không nói lên lời. Thanh âm này quá lạnh. Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Quỳ xuống. Đối phương lặp lại một câu. Lúc nói chuyện, giống như trên mặt bột phấn, đều hướng phía dưới dốc hết ra không ít. Một đôi mày liễu, bắt đầu dựng lên. Các ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh theo bản năng hỏi. Màn này, cùng hắn trong tưởng tượng, khác nhau quá lớn. Nhóc con chớ có vô lễ. Chúng ta ở vào Thiên Cung, tự nhiên là Thiên Cung người. Người may mắn đi vào, tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ, tiếp nhận Thiên Cung khảo nghiệm. Cô gái áo bào trắng trầm giọng nói. Nàng thanh âm nói chuyện càng ngày càng nặng, vậy mà tạo thành trùng kích, chấn tại Lý Thiên Mệnh trên thân thể, để hắn như là bị đồi núi chân áp. Ngũ tạng lục phủ thì cùng bị đầu lớn tiểu nhân thiết trùy trọng kích giống như. Ca, ca, khác mộng bức A, nơi này là Thiên Cung. Vu Tử Thiên vội vàng lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói. Có thể Lý Thiên Mệnh thật ngây ngẩn cả người. Vừa mới tiến nhà gỗ, hắn cho rằng nơi này chính là Trộm Thiên Cung. Những trưởng bối này, đều là cho mình tặng lễ tới, làm sao tránh thức tiến đến, lại dùng như thế âm hàn ánh mắt nhìn chính mình. 7 cái người áo bào trắng, hết thảy như thế. Trên mặt bọn họ bột phấn, quai hàm đỏ, như là pho tượng một dạng thế đứng, quá quỷ dị. Vì cái gì không thể đứng lấy tiếp nhận khảo nghiệm? Lý Thiên Mệnh ma xui quỷ khiến, hỏi cái vấn đề này. A, lăn. Cô gái áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Oanh. Lý Thiên Mệnh dưới chân, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Một cỗ hấp lực, lập tức đem hắn nuốt vào. Biến mất tại trong đại điện này. Ca, Lý Thiên Mệnh. Phu tử Thiên Triệt để choáng váng. Làm sao đều như thế kỳ quái? Hắn vừa định đi theo vào. Vòng xoáy màu đen đã biến mất, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu. 7 cái người áo bào trắng, khóe miệng chỉnh tề câu lên vẻ tươi cười, nhìn lấy hắn. Hắn đâu? Vu Tử Thiên run rẩy hỏi. Chết rồi. Bạch bào nữ nhân run một cái, trên mặt phấn, xoát xoát rơi xuống. Thì cùng co rút giống như, nàng run lên nửa ngày. Sau đó nhỏ nhỏ hất cằm lên, lỗ trống ánh mắt nhìn về phía Vu Tử Thiên, hỏi. Ngươi muốn chết sao? Ầm ầm, ầm ầm, bốn phía đều là tiếng oanh minh, cơ hồ đem đầu nổ tung. Vù vù, từng đợt nguyên tố thần tai liệt hỏa, hình thành so vô thiên hỏa trụ mạnh hơn nhiều hỏa diễm phong bạo, theo Lý Thiên Mệnh bên người bao phủ ra ngoài. Huỳnh hỏa phun ra một miệng, luyện ngục hỏa thuẫn, đứng vững những thứ này liệt lửa nguyên tố thần tai thiêu đốt cùng trùng kích, làm đến Lý Thiên Mệnh giống như là một cái bóng, tại cái này, thâm nguyên, bên trong, đánh tới. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, nuốt sống còn lại hết thảy thanh âm. Coi như hắn ở chỗ này la to, khả năng cũng sẽ không có người nghe được. Cái này, làm cái bóng A. Huỳnh hỏa cái kia một đôi móng vuốt nhỏ, kéo lại Lý Thiên Mệnh tóc, tại ngọn lửa này phong bạo bên trong trên dưới tung bay. Ta não tử cũng là một mảnh hỗn loạn, vừa mới tiến nhà gỗ, ta còn tưởng rằng nơi này chính là Trộm Thiên Cung, kết quả cái này 7 cái Thiên Cung thành viên. Đều cùng quỷ mị giống như. Không có quỷ xuống, liền trực tiếp đem ta vung ra cái này.
cái kia vì sao lại đem Cửu Long Đế Táng đưa cho ta? Lý Thiên Mệnh tại Cửu Long Đế Táng bên trong, đạt được không ít Long Cung bảo tàng. Trong đó đại bộ phận, đều dựa vào trộm thiên nhất tộc thiên phú thu hoạch, hắn còn cho là mình, tính toán đi nửa cái cửa sau. Vừa mới tiến nhà gỗ thời điểm, cũng ấn chứng hắn ý nghĩ này. Kết quả, giờ phút này phát sinh hết thảy, để hắn cảm giác mình, ngược lại bị Thiên Cung oán hận. Tựa như là hỏng bọn họ đại sự giống như. Đúng vậy a, làm sao lại đắc tội bọn họ rồi? Không nghĩ ra. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Cung khảo nghiệm một bộ phận, cố ý đối ngươi ác liệt? Miêu miêu não đại động mở đường. Có khả năng này, nhưng thông qua quan sát ngữ khí của bọn hắn nhào bột mì bộ biểu lộ, ta cảm giác khả năng không đại. Hiện tại mấu chốt là, nơi này là địa phương nào? Lý Thiên Mệnh thông qua luyện ngục hỏa thuẫn, cảm giác mình chính ở trong vực sâu hành tẩu. Quá nóng. Muốn không phải luyện ngục hỏa thuẫn, khả năng ra đều nhanh cởi bỏ, thành than cốc. Hắn đồng dạng có vĩnh hằng luyện ngục thể. Nếu là đổi lại còn lại người đồng lứa, thí dụ như Vu Tử Thiên, tuyệt đối phải nghỉ cơm. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh thông qua trộm thiên chi nhãn, đến quan sát chung quanh, xuyên qua tầng tầng sóng lửa, hắn nhìn đến chính là một cái, chỉ có vũ trụ nguyên lực thế giới. Tốt nhiều trật tự thần văn, loại này lực lượng. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Đây không phải hằng tinh nguyên sao? Hắn đi nguyệt hạch nhìn qua nguyệt tinh nguyên, lần kia đã đầy đủ rung động. Mà lần này, hắn trên dưới trái phải, đều bị vô số cuồng bạo đốt cháy vũ trụ nguyên lực vây quanh. Trong này, còn có đủ loại trật tự thần văn. Những thứ này vũ trụ nguyên lực như là phong bạo, biển động một dạng tàn phá bừa bãi, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, luyện ngục hỏa thuẫn đều tràn ngập nguy hiểm. Chỗ như vậy, không phải hằng tinh nguyên là cái gì? Lý Thiên Mệnh không có bị trong nháy mắt phần đốt sạch sẽ, chỉ có thể nói, nơi này chỉ là tầng ngoài hằng tinh nguyên. Nơi này là mặt trời nội bộ, ta tại tụ biến kết giới phía dưới. Lý Thiên Mệnh trừng lớn hai mắt, ý thức được vấn đề này. Trật tự thiên tộc cùng thiên cung, là duy hai lượng cái có thể khống chế mặt trời tụ biến kết giới thế lực. Tại cái này địa phương, chỉ có thiên cung, có thể đem chính mình ném tới phía dưới này tới. Trực tiếp đem ta ném tới hằng tinh nguyên bên trong, đây là thực sự muốn cạo chết ta. Trong lúc nhất thời, lại có dùng mình cảm giác. Quá quỷ dị. Cái này thiên cung, cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều lộ ra mê hoặc. Trên người của ta còn có đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang đâu, bảo bối đều không thu hồi đi, trực tiếp đem ta ném vào đến, nếu là chìm đến hằng tinh nguyên hạch tâm, hai thứ này thần binh đều phải hòa tan, chẳng phải là lãng phí. Cho đến nay, hắn trả đến miễn cưỡng đè lại long huyết thần hoang đây. Lại càng không cần phải nói, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm truyền thừa, còn trong tay ngươi. Đây là tam đại long cung bảo tàng, mà lại là phi thường hữu dụng ba loại. Thiên cung thật muốn giết mình. Ta cảm thấy chuyện này, tồn tại điểm đáng ngờ, không thể lạc quan, cũng không thể quá bi quan. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một lát, nói, hiện tại quan trọng ở chỗ, tìm kiếm đường ra. Ngươi vốn là coi là, tiến vào thiên cung, hết thảy đáp án đều có thể công bố, không nghĩ tới càng mơ hồ. Huỳnh Hỏa nhún nhún vai, chỉ có thể mắt trợn trắng. Tiểu Lý Tử, trước tiên đem đường ra để qua một bên, người tiểu ngân chứng bắt đầu náo loạn. Cộng sinh không gian bên trong, truyền đến tiên tiên buồn bã hô thở dài thanh âm. Lý Thiên Mệnh hướng bên trong xem xét. Tại cái này không gian kỳ diệu bên trong, Lam Hoàng đã dùng chân sau người dựng đứng lên, thân thể to lớn quả thực không chỗ có thể thả. Tại dưới thân thể của nó, còn có tiên tiên chung quanh thân thể, toàn bộ đều là cái kia ngân sắc tiểu trứng, số lượng cơ hồ đạt tới 100.000. Mỗi một cái trên thân, đều có hai cái chấm đen nhỏ ánh mắt. Lúc này, những thứ này tiểu ngân trứng phía trên điểm đen, đều dựng lên, mỗi cái trứng đều biến đến vô cùng vội vàng sao động. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, tại cộng sinh không gian bên trong trên nhảy dưới tránh. Một hồi kịch liệt va chạm, một hồi toàn bộ tiếp ở cùng nhau, biến thành một cái quả trứng lớn màu bạc, một hồi như hải dương một dạng bao phủ đập vào, tại Lam Hoang cùng tiên tiên trên thân lăn đi. Một mực làm tiểu muội muội tiên tiên, chỉ có thể than thở. Có ý tứ. Để nó ra đến mở đường đi, có mục tiêu. Huỳnh Hỏa cười nói. Tiểu gia hỏa này như thế nóng nảy, bạo động, thậm chí, lục thân bất nhận, chỉ có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là, nó tìm được, đủ để cho nó ra đời vũ trụ nguyên lực. Đúng a, tuy nhiên quá trình quanh co, có thể tiến thiên cung,
tìm kiếm để Tiểu Ngũ ra đời điều kiện, không phải liền là ta mục tiêu thứ nhất ha. Đừng nhìn Tiểu Ngũ rất gấp, Lý Thiên Mệnh so với nó càng cuống cuồng. Ai không muốn tăng cường chiến đấu lực? Muốn không phải điều kiện hạn chế, Lý Thiên Mệnh đều muốn cho cái này 10 đầu cộng sinh thú cùng một chỗ xuất sinh. Hắn chả đang chuẩn bị thiên cung khảo nghiệm. Không nghĩ tới cô gái áo bào trắng kia, lại trực tiếp đem hắn đưa đến chỗ cần đến. Hết thảy 10 cái tiểu ngân chứng, theo cộng sinh không gian bên trong đi ra. Bọn họ cực kỳ sao động, tại luyện ngục hỏa thuẫn bên trong đánh tới đánh tới. Đừng kích động, dẫn đường. Tại Lý Thiên Mệnh quát lớn dưới, nó mới một chút lắng lại một chút. Tuy nhiên không lại hỗn loạn, nhưng vẫn vội vàng sao động. Cái này 10 cái tiểu ngân chứng, trực tiếp sắp xếp thành một cái mũi tên, cho Lý Thiên Mệnh chỉ đường. Đi! Hắn dùng luyện ngục hỏa thuẫn ngăn cách sóng lửa, tại cái này kinh khủng vũ trụ nguyên lực thế giới, không ngừng tiến lên. Đây là tại xâm nhập. Rất nhanh Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, bọn họ tiến lên phương hướng, nhưng thật ra là tại xâm nhập hằng tinh nguyên. Cái này mang ý nghĩa tiếp đó, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, toàn thể đều có thể bị thiêu chết. Có thể tên đã trên dây, đã không phát không được. Liều mạng, Tiểu Ngũ đã sớm thành thục. Chỉ là trở ngại Viêm Hoàng Đại Lục điều kiện, một mực không có xuất sinh cơ hội. Nó loại này khát vọng tránh thức đi vào tân thế giới tâm tình, có thể lý giải. Dù cho mạo hiểm, đều không thể bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Hằng tinh nguyên nội bộ vũ trụ nguyên lực thuộc tính, khẳng định phong phú toàn diện. Bên trong thiên địa hết thảy thuộc tính lực lượng, tại ở trong đó đều có thể tìm tới. Chỉ là mặt trời này hằng tinh nguyên, lấy hỏa diễm thiêu đốt làm chủ. Vượt qua qua càng tăng kinh khủng hỏa diễm phong bạo, luyện ngục hỏa thuẫn tràn ngập nguy hiểm, nội bộ Lý Thiên Mệnh, toàn thân đã bị nung đỏ. Da của hắn xem ra thì cùng khoai lang giống như, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Thở ra một hơi, vậy cũng là đang bốc khói. Đến chưa a, không thể thâm nhập hơn nữa. Lý Thiên Mệnh cảm giác lúc nói chuyện, cổ họng đều đang bốc hỏa. Trước mắt tiểu ngân chứng kèn kẹt chấn động, chứng minh tâm tình của nó, đã đến lớn nhất vội vàng sao động thời điểm. Cái này mang ý nghĩa, mục tiêu tiếp cận. Lên, Lâm Trận từ bỏ, cũng không phải phong cách của bọn hắn. Đều đến cái này, coi như bị thiêu hủy nửa cái mạng, cái kia đều phải đi lên đỉnh. Rầm rầm rầm, đủ loại hỏa diễm vũ trụ nguyên lực, như cự thú một dạng đập vào mà qua. Không có tụ biến kết giới trói buộc, nơi này chính là bọn họ tàn phá bừa bãi thiên đường. Ông, Lý Thiên Mệnh luyện ngục hỏa thuẫn, đã vết nứt. May mắn cũng may lúc này, bọn họ xuyên qua một đạo hỏa diễm bình chướng, đạt tới một khối hoàn toàn mới khu vực. Trước mắt kim quang vạn trượng. Rõ ràng là kim loại loại hình vũ trụ nguyên lực, tại cái này hằng tinh nguyên bên trong, tụ hợp lại cùng nhau. Nhìn phạm vi, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, liền giống như là một phiến hải dương, tuyệt đối đầy đủ Tiểu Ngũ xuất sinh. Hằng tinh nguyên chỗ tốt, cũng là cũng đủ lớn, đủ nhiều. Ong ong ong. Kim loại vũ trụ nguyên lực, hội tụ thành một phiến hải dương, tựa như là hoàng kim chi hải, lại như là không có tận cùng nung đỏ nước thép. Cái kia nóng rực lại sắc bén cảm giác, so hỏa diễm phong bạo xem ra còn đáng sợ hơn. Trong đó, có không ít vũ trụ nguyên lực cùng trật tự thần văn kết hợp, đã biến dị thành nguyên tố thần tai, xen lẫn trong kim loại vũ trụ nguyên lực trong hải dương, như là cự thú một dạng ở trong đó lao nhanh. Hồn kim tinh khí, huyền tinh tự nhiên cương khí. Số lượng vô cùng vô tận, tối thiểu có vài chục 10.000 loại, đều là cấp 5 nguyên tố thần tai. Mắt trần có thể thấy chỗ, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến cửu cực liệt dương kim, ngân hà tinh cương loại này cấp 6 trở lên kim loại nguyên tố thần tai. Nhất là cái kia ngân hà tinh cương, tựa như là một đầu màu bạc kim loại tinh thần dòng sông. Dạng dỡ thiểm quang, quang hoa vô hạn. Rốt cục các loại đến giờ khắc này. Lý Thiên Mệnh cùng toàn thân tiểu ngân chứng, một dạng hưng phấn. Đem sinh tử không để ý, trực tiếp phía trên. Bất kỳ do dự, đều thật xin lỗi trong khoảng thời gian này, vì Tiểu Ngũ có thể đi vào cái thế giới này, trải qua phấn chiến. Phốc phốc phốc, 100.000 tiểu ngân chứng, theo cộng sinh không gian bên trong bay ra. Cái kia chen chúc cộng sinh không gian, cuối cùng trống rỗng. Lam Hoàng cùng Tiên Tiên đều thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian hoạt động gân cốt, bằng không cái này tiểu đệ một hồi ra đời, còn về được chiếm địa bàn. Nghĩ đến đây, Lam Hoàng vội vàng nắm chặt thời gian, tới một bộ thể thao. Những thứ này thái cổ hỗn độn cự thú, trên thân đặc điểm lớn nhất,
cũng là một cái so một cái yên vui, hoàn toàn không có khốn cảnh giác ngộ. Cái kia chơi thời điểm, một cái đều nghiêm túc. Muội tử, ta mang người thúc ngựa lao nhanh. Được rồi, quy ca chờ ta. Tiên tiên cái kia cần toàn bộ quấn quanh ở Lam Hoang trên thân, sau đó vung vẩy roi dài, để Lam Hoang mang theo nó tại cộng sinh không gian bên trong, bôn tẩu khắp nơi. Miu Miu mở ra mơ hồ hai mắt, tốn sức nhìn lấy hai cái này tên dở hơi liếc một chút, tiếp tục xoay người chìm vào giấc ngủ. Nó bên người còn có 5 cái thái cổ hỗn độn cự thú trứng. Miu Miu cầm bên trong một cái làm gối đầu, hai cái đặt ở cái rắm phía trên, bảo hộ chính nó trứng. Còn có hai cái, nó một tay ôm lấy một cái, thỉnh thoảng cho bọn họ vuốt lông. Đáng thương còn lại 5 cái trứng, đã sớm để nó liếm lấy bóng loáng trong suốt. Mà ở bên ngoài, Lý Thiên Mệnh cùng 100.000 tiểu ngân trứng cùng một chỗ, đã đi tới cái này kim loại vũ trụ nguyên lực trên biển. Tại hỏa diễm cùng kim loại hai loại vũ trụ nguyên lực chỗ giao giới, đúng lúc bởi vì làm lực lượng đối trùng, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Bọn họ đi tới nơi này, hoàn cảnh ổn định rất nhiều, có thể bắt đầu tu hành. Tới đi, 100.000 tiểu ngân trứng, tựa như là từng viên ngôi sao màu bạc, tạo thành một cái vòng xoáy, quay chung quanh tại Lý Thiên Mệnh chung quanh, bắt đầu xoay tròn. Rầm rầm rầm, tinh quang thiểm diệu, phía dưới kim ngân sắc vũ trụ nguyên lực hải dương, bị tiểu ngũ hút vào, bắt đầu bay lên. Mới đầu chỉ là rất nhỏ chút điểm, tựa như là giọt nước một dạng, tràn ngập đến cái này 100.000 tiểu ngân trứng phía trên. Tạch tạch tạch, cái này 100.000 tiểu ngân trứng, toàn bộ chồng chất tại Lý Thiên Mệnh chung quanh thân thể. Trong mơ hồ, đã cùng hắn tạo thành cộng sinh. Tràng diện này cùng trước kia mỗi một lần cũng khác nhau, bởi vì bọn họ 4 cái, cũng chỉ là một cái trứng. Mà cái này tiểu ngũ, còn chưa ra đời, thì có 100.000 trái trứng. Nó đến cùng là cái gì a? Đây là một cái cực kỳ tốt xuất sinh hoàn cảnh. Lý Thiên Mệnh tin tưởng vững chắc, đáp án lập tức công bố. Hô hô hô, trước mắt ngân quang lấp lóe. Cộng sinh hệ thống tu luyện, để bọn hắn lẫn nhau liên lụy. Liên lụy bên trong, Lý Thiên Mệnh bắt đầu đụng chạm tới, cái này con thứ 5 thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch lực lượng. Tại trước mắt hắn, lít nha lít nhít ngân sắc tiểu trứng, không ngừng xoay tròn, bay múa. Nó đang hấp thu lấy kim loại vũ trụ nguyên lực, phát ra thanh âm ca ca. Hiển nhiên rất nhanh, nó liền sẽ phá xác mà ra. Vù vù, ngân sắc hình thành huyễn ảnh, Lý Thiên Mệnh hoa mắt. Ầm ầm, ầm ầm, quanh minh bên trong, quang ảnh biến hóa, mộng cảnh lại lần nữa xuất hiện. Mỗi một lần mộng cảnh, Lý Thiên Mệnh đều có chút khẩn trương. Thí như lần trước tại Tiên Tiên trong mộng cảnh, hắn thấy được Khương Phi Linh, tâm tình thì chấn động không gì sánh nổi. Ông, trong sương mù, cảnh sắc trước mắt lại lần nữa biến hóa. Thì cùng huỳnh hỏa mang tới mộng cảnh một dạng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên đặt mình vào tại, một mảnh không có tận cùng hư không bên trong. Đây là một cái tĩnh mịch lại không có giới hạn giới thế giới. So với tại phía trên đại dương phiêu lưu, loại này cô tịch, nhỏ bé cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Vô tận, yên tĩnh. Hô hấp thanh âm âm, như thế vang dội. Phanh phanh. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Đột nhiên. Vô tận tinh quang, từ phía sau cuốn tới. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn đến, tại cái kia xa xôi tận cùng thế giới, có một cái ngôi sao màu bạc vòng xoáy. Ngàn tỷ tinh quang, ở trong đó lập lòe. Đó là một vùng biển sao. Oanh! Lý Thiên Mệnh bị mang theo, hướng về cái hướng kia phi tốc tới gần. Quá nhanh! Hắn thị giác, càng ngày càng sáng. Ngân sắc tinh quang, như là trong sa mạc đất cát, lít nha lít nhít, trải rộng tầm mắt. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh, va vào cái này một mảnh ngân sắc ngôi sao trong biển. Kể từ đó, chung quanh hắn toàn bộ thế giới, đều là ngân quang lóng lánh, cơ hồ che mất ánh mắt. Đây là... Hắn đặt mình vào tại cái này ngân sắc tinh hải bên trong, đi dựa vào gần khoảng cách gần hắn nhất một cái điểm sao. Đó là một cái, màu bạc kim loại tinh cầu. Nó không phải vũ trụ nguyên lực, mà chính là... sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh một chút thì đoán được, cái này một mảnh vòng xoáy màu bạc tinh hải, nó thì là tiểu ngũ. Cái này ngàn tỷ ngân sắc kim loại tinh cầu, đều là thân thể nó một bộ phận. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn trước mắt, thuộc về tiểu ngũ vạn một phần ức. Cái kia ngân sắc tiểu tinh thần, tối thiểu đều có Lam Hoang thân thể lớn tiểu. Nó là một cái tiêu chuẩn hình tròn, bề mặt sáng bóng trơn trượt trong suốt,
một chút tì vết đều không có. Chẳng những kiên cường vô song, mà lại tinh quang vạn trượng, như thế chướng mắt. Con thứ năm thái cổ hỗn độn cự thú, nó không phải một cái cá thể, mà chính là một quần thể. Lại hoặc là nói, cái này một cái ngàn tỷ quần thể, chỉ là một cái cá thể. Lý Thiên Mệnh đã sớm đang tự hỏi, 100.000 cái tiểu ngân chứng, cái nào mới là tiểu ngũ? Phải chăng có bản thể cùng phân thân khác nhau? Nhưng hắn không có phát hiện, bất kỳ một cái nào tiểu ngân chứng, có bản thể cảm giác. Làm hắn đắm chìm trong cái này ngân sắc kim loại tinh hải thời điểm, hắn phát hiện tất cả ngôi sao màu bạc, đều giống như đúc. Không giống mẫu hoàng hệ cộng sinh thú như thế, có, mẫu hoàng, cùng, tử thể, khác nhau. Cái này đến cùng là cái gì sinh mệnh hình thức? Tại Lý Thiên Mệnh trong đầu tràn đầy nghi ngờ thời điểm, biến hóa phát sinh. Quá nhanh. Rầm rầm rầm. Chung quanh vô số ngân sắc kim trúc tinh thần, hướng về phương xa bay vút đi. Tạch tạch tạch. Lý Thiên Mệnh khiếp sợ phát hiện, bên người những cái kia ngôi sao màu bạc, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát âm. Mỗi một cái ngôi sao, bắt đầu biến hình. Biến hình thời điểm, quang mang quá mức lập lòe, để Lý Thiên Mệnh nhìn không được hai mắt nhắm lại. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt nguyên một mảnh tinh hải đều biến mất. Giống như ngay từ đầu tiểu hôi trứng như thế hư không tiêu thất. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh biết nó vẫn tồn tại. Nó phía trước tiến, cả một cái ẩn hình ngân sắc tinh hải, hóa thành một đầu ngân hà, xông về phía trước. Nó trong tinh không lang thang, Lý Thiên Mệnh theo tiến lên. Hắn rất ngạc nhiên. Lúc này thời điểm ngôi sao màu bạc, đến cùng biến hóa thành cái gì? Đáp án công bố. Tầm mắt cuối cùng, xuất hiện một cái hành tinh to lớn nguyên thế giới. Chỉ thấy một cỗ vô hình kim loại dòng nước lũ, từ nơi này hành tinh nguyên thế giới lướt qua. Cơ hồ trong nháy mắt, hành tinh nguyên dập tắt, toàn bộ thế giới phai nhạt xuống. Các loại cái kia kim loại dòng nước lũ lướt qua đi thời điểm, cái thế giới này, đã thủng trăm ngàn lỗ, sinh linh diệt hết. Tạch 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 cạch, chói tai kim loại tiếng ma sát âm, không ngừng vang lên. Lý Thiên Mệnh xen lẫn trong dòng nước lũ bên trong, nhìn lấy những cái kia thỉnh thoảng ẩn hình, thỉnh thoảng hiện thân cá thể, một mặt ngốc trệ. Đây là, côn trùng. Hắn nói không rõ ràng, cái này ngàn tỷ kim loại tinh thần, đến cùng biến hóa thành cái gì côn trùng. Bởi vì, nó mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi. Lấy ngôi sao màu bạc làm cơ sở hình thái. Một hồi, tựa như là vô cùng vô tận, ngân sắc con gián. Một hồi, tựa như là nuốt ăn hàng tinh nguyên, châu chấu. Một hồi, tựa như là, ngân sắc bọ cạp. Cái này tạo hình Lý Thiên Mệnh nhìn đến rõ ràng nhất, bởi vì thì có một đầu ngân sắc bọ cạp, tại trước mắt hắn đi ngang qua. Nó quả thực có hoàn mỹ kim loại thân thể, kiên cường cái càng, thon dài độc đuôi, toàn thân áo giáp. Một hồi, tựa hồ lại là, ngân sắc chi chu. Những cái kia to lớn kim loại chi chu, hàng trăm triệu hội tụ vào một chỗ, bọn họ phun ra sợi bạc, trói lại từng viên hằng tinh nguyên, kéo tại sắt thép đại quân sau lưng, trong tinh không tiếp tục càn quét. Thậm chí còn thành ngàn chân, kim loại con rết. Những cái kia rết màu bạc, chụp lấy ngàn chân vòng vòng đan sen, mấy tỷ hội tụ, còn có thể tổ hợp thành một đầu không nhìn thấy cuối tinh không cự thú, bò sát mà qua. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Ngân sắc tinh hải. Ẩn hình sắt thép đại quân, lấy ngôi sao màu bạc làm cơ sở vô số côn trùng biến hình. Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Dọc theo con đường này, hắn tối thiểu nhất thấy được 1.000 loại biến hóa. Cái này căn bản không phải một loại nào đó, tinh không kim loại côn trùng, mà chính là một chủng tộc hội tụ. Thế gian này tồn tại tất cả côn trùng loại sinh vật, nó đều có thể biến hóa mà thành. Càng kinh khủng chính là, biến hóa về sau, đều nắm giữ đặc biệt năng lực. Thí dụ như nói ngân sắc tơ nhện, nói thí dụ như bọ cạp cái đuôi, nói thí dụ như cá giết sang sông, ăn hết tất cả một cái hằng tinh nguyên thế giới, trong nháy mắt thành không xác. Cái gì thất tinh bọ rùa, cái gì con kiến đại quân, ong mật, con muỗi, đom đóm. Chỉ có Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, không có nó không thể biến hóa. Mấu chốt là, mặc kệ loại nào biến hóa, đều có khiến người ta kinh hồn táng đảm khủng bố. Đây quả thực là một cái càn quét vũ trụ sắt thép đại quân. Bọn họ không giống như là sinh mệnh, giống như là sắt thép tinh thần, nhưng lại hủy diệt hết thảy. Một đường lên, kèn kẹt biến hình thanh âm, cơ hồ xé rách Lý Thiên Mệnh thính giác. Đây là mộng cảnh, nhưng lại cũng để cho hắn cảm nhận được chân thực khủng bố. Ngay một khắc này, rốt cục,
có một cái lam hoang thân thể lớn tiểu nhân ngân sắc chi chu, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Nó có sáng trắng thân thể, đao thương bất nhập, hoàn toàn không giống như là sinh mệnh, ngược lại càng giống là long khôi. Có thể ánh mắt của nó, để Lý Thiên Mệnh ý thức được, nó là sinh mệnh. Đinh đinh đinh, như trường mâu một dạng tám đầu chân nhện, trong tinh không xuyên thẳng qua, âm u lạnh lùng, không tình cảm chút nào ánh mắt, để Lý Thiên Mệnh tâm lý bịch bịch nhảy dựng lên. Đây chỉ là nó vạn một phần ức. Côn trùng sợ lửa, đây là loại này cộng sinh thú nhược điểm, nhưng nó là kim loại tinh thần côn trùng, hoàn toàn không có nhược điểm. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, coi như đem nó chặt thành hai nửa, nó đều có thể một lần nữa tổ hợp. Đây mới gọi là chân chính thân thể bất tử. Thân hóa ức vạn, vĩnh hằng bất diệt. Một cái cương thiết chi chu, đều bị Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nó hủy diệt tính. Thế nhưng là, nó vì sao lại nhìn đến chính mình? Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền minh bạch, không phải nó nhìn đến chính mình, mà là mình ngăn tại tầm mắt của nó trước. Tạch tạch tạch, từng cái kim loại tinh thần côn trùng, tại cái này ngôi sao trong biển quay người, lạnh lùng tĩnh mịch, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh sau lưng phương hướng. Loại kia ngàn tỷ đại quân, một cái ý chí cảm giác, quá kinh khủng. Sau lưng có cái gì? Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, cái này con thứ năm cộng sinh thú, sinh ra vô cùng địch ý mãnh liệt. Là cái tay kia xuất hiện sao? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh rung động quay người lại thể. Xoẹt! Tiếp xuống hình ảnh, để Lý Thiên Mệnh cơ hồ ngạt thở. Đó là... tinh không cuối cùng, đột nhiên bị xé mở một điều không bờ bến vết nứt. Tại cái kia trong cái khe, đột nhiên đã tuôn ra vô tận màu trắng vân vụ. Hô hô hô! Cái này đi ra màu trắng vân vụ, trực tiếp thành trắng xóa hoàn toàn vòng xoáy biển dương. Nó phạm vi, so với Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu nhìn đến ngân sắc tinh hải, tối thiểu cũng còn muốn lớn gấp 10 lần. Rầm rầm rầm, biển mây lăn lộn, vô số màu trắng bệch vân vụ, hội tụ vào một chỗ, vậy mà hợp thành từng cái xúc tu, duỗi hướng bốn phía vô tận tinh không. Mỗi một điều trên xúc tu, đều lộ ra ngay vô số ánh mắt. Những cái kia ánh mắt lỗ trống mà trắng xám, lại để mắt tới Lý Thiên Mệnh sau lưng ngân sắc sắt thép đại quân. Ong ong ong, cái kia thảm hải dương màu trắng bên trong, truyền đến tiếng người huyên náo, thanh âm. Đầu kia thế giới vết nứt vẫn tồn tại, nó tựa hồ còn có nhiều hơn một nửa thân thể, tại một thế giới khác. Chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh hoa mắt váng đầu. Cái này bạch sắc vân hải bên trong, giống như cất giấu vô số thế giới. Chúng sinh ở trong đó sinh tồn, dương dương tự đắc. Thế nào thấy, tựa như là một cái phóng đại vô số lần huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên chi cảnh bên trong, thì tương đương với một cái nhân gian. Có tử diệu tinh đệ tử thiên hồn, ở trong đó sinh tồn. Có thể cái này thảm vòng xoáy màu trắng biển mây, tựa như là huyễn thiên chi cảnh tổ tông như thế. Hắn trong cơ thể, là không thể đếm hết được nhân gian. Cho nên, nó là theo dị độ ký ức không gian qua sao. Nó là cái gì, cũng là một loại thú loại. Lý Thiên Mệnh tràn đầy nghi ngờ thời điểm, phong bạo đột nhiên cuốn lên. Bọn họ, chiến đấu. Sau lưng kim loại sắt thép đại quân, bỗng nhiên hóa thành ngân hà tinh hà, gào thét phóng tới cái kia bạch sắc vân hải. Rầm rầm rầm. Cái kia bạch sắc vân hải phía trên, quyển ra lít nha lít nhít xúc tu, nguyên một đám ánh mắt, nhìn chằm chằm kim loại sắt thép đại quân. Đây là thái cổ hỗn độn cự thú trong mộng cảnh, lần thứ nhất xuất hiện, không phải cùng màu đen cự thủ chiến đấu. Cái này tựa như là đến từ dị độ ký ức không gian bạch sắc vân hải, đến cùng là cái gì? Chiến đấu động tĩnh, trong nháy mắt làm cho cả mộng cảnh đều chấn động lên. Lý Thiên Mệnh giống như là bị hồng thủy cuốn lại. Long trời lỡ đất, đứng không vững. Trong mơ hồ, hắn chỉ thấy cái kia ngôi sao màu bạc đại quân, không ngừng biến hóa, cùng cái kia bạch sắc vân hải chém giết. Loại cấp bậc này chiến đấu, liền tinh không đều giống như bị nuốt. Bén nhọn, hùng hậu giống lên một tiếng, bao phủ vô tận vũ trụ. Quang ảnh lập lòe, thôn diệt hết thảy. Thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Ngay một khắc này, tĩnh mịch lại lần nữa buông xuống. Cái kia âm thanh khủng bố, lại xuất hiện. Lý Thiên Mệnh bị quăng đến long trời lỡ đất. Trong mơ hồ, hắn thấy được một đầu cánh tay màu đen, từ trên trời giáng xuống. Hai đầu nghiệt xúc, chờ các ngươi đã lâu. Tiếng oanh minh âm, chấn động tâm linh. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, hoàn toàn bị chiến đấu bao phủ. Sau đó, hỗn độn luân hồi, do ta trưởng khống. Lại là câu nói kia.
hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ánh mắt mở ra. Rốt cục, về tới hiện thực. Mộng cảnh kết thúc. Đã không còn sắt thép côn trùng đại quân, đã không còn bạch sắc vân hải, bàn tay lớn màu đen cũng đã biến mất. Có thể, tim của hắn lại nhảy lên kịch liệt, cơ hồ nhảy ra thân thể. Cổ tựa như là bị bóp lấy một dạng, hô hấp khó khăn, hoàn toàn nói không ra lời. Giấc mộng này, tựa như là ngủ một giấc giống như, toàn thân đều hơi tê tê. Hắn sâu hít vào một hơi thật sâu. Suy nghĩ về tới thân thể. Trước mắt ngân quang tiếp tục lập lòe, nguyên một đám ngân sắc vật thể, ở trước mắt bay lượn mà qua. Ừm. Lý Thiên Mệnh thân thủ tiếp được một cái, mở bàn tay xem xét, chỉ thấy hắn bắt lấy, là một cái màu bạc kim loại trứng. Phía trên hai cái màu đen đốm nhỏ ánh mắt, dựng lên, chừng lấy Lý Thiên Mệnh nhìn. Ngươi làm sao còn không có ấp trứng? Lý Thiên Mệnh gấp. Tạch tạch tạch. Trong tay cái này ngân sắc kim loại trứng, nội bộ truyền đến máy móc ma sát, va chạm thanh âm. Đã ấp trứng. Một cái máy móc, cứng ngắc, hẻo lánh thanh âm, theo cái này tiểu ngân trứng bên trong truyền đến. Đã ấp trứng. Lý Thiên Mệnh không có nghe rõ, hỏi một câu nữa. Ngươi nói cái gì tới? Đã. Ấp trứng. Ngu xuẩn. Tiểu ngân trứng đứt quãng nói. Đã ấp trứng rồi. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Cái này không phải là trái trứng sao? Hắn hồi tưởng lại trong mộng cảnh cái kia ngân sắc tinh hải, nhớ tới nó nguyên thủy đơn thể, là nguyên một đám ngân sắc kim loại tinh thần. Nhìn lại trước mắt cái này tiểu ngân trứng, trong lòng của hắn đại khái hiểu. Nó xác thực đã ấp trứng. Tiểu ngân trứng hình dáng, cũng là nó nguyên thủy đơn thể. Nó cùng mộng cảnh khác nhau, chỉ là hình cầu cùng thỏa hình cầu khác nhau mà thôi, cái này không có gì đáng ngại. Tối thiểu nhất, nó còn nhiều thêm hai cái chấm đèn ánh mắt, xem ra càng giống là sinh mệnh một số. Ngươi là cái quái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn lấy chung quanh cái này 100.000 cái xoay tròn lấy, tựa như là một mảnh tiểu hình tinh hải, trứng nhóm, nhịn không được hỏi. Vạn giới. Vĩnh sinh. Thú thú. Trong tay tiểu ngân trứng, máy móc trả lời. Ta đi còn em ngươi, còn thú thú, ngươi một lần liền sẽ nói hai chữ A. Lý Thiên Mệnh lộn xộn. Là lại. Như thế nào? Máy móc thanh âm, lại lần nữa vang lên, còn có chút ngạo kiều. Không có tận cùng ngân sắc kim loại tinh hải, bao phủ vũ trụ sắt thép côn trùng đại quân, có thể biến hóa ngàn vạn kim loại côn trùng chi vương, tựa hồ nắm giữ thân thể bất tử, cho nên tên của nó, gọi là, vạn giới vĩnh sinh thú. Dù sao không phải vạn giới vĩnh sinh thú thú. Đến mức côn trùng tại sao muốn khiếu thú, Lý Thiên Mệnh trời mới biết. Gia hỏa này cũng không phải là cái bình thường đồ vật. Tiên tiên là một cái cây, liền đã vượt qua Lý Thiên Mệnh sức tưởng tượng. Buông tay. Người tảng. Trong tay trứng đã tại tránh thoát. Tảng tảng. Cả viên trứng đều đang run. Lý Thiên Mệnh tức xạ mặt lại. Hiện tại tên đã trên dây, khẳng định là tu luyện làm chủ. Dựa vào sinh ra chi thế, để nó cường đại lên. Đồng thời, sáng tạo Lý Thiên Mệnh tầng thứ 5 ngôi sao vòng. Tới đi, trước tu luyện, vọt thẳng tinh tướng thần cảnh. Đây mới là quan trọng. Siêu. Phương diện này, cái này tiểu ngũ cũng nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh trong tay tiểu ngân trứng bay ra ngoài, nhưng là chung quanh thân thể, cái kia 100.000 cái đều có hai cái chấm đen nhỏ ánh mắt tiểu ngân trứng, lại dùng hai mắt nhắm ngay hắn, bắt đầu kiến tạo hoàn toàn mới cộng sinh hệ thống tu luyện. Chung quanh vô số kim loại vũ trụ nguyên lực, cũng là nguyên liệu. Cùng ngươi câu thông thật tốn sức. May mắn còn cố ý linh câu thông, hiệu suất tương đối cao. Tiểu ngũ tự nhiên cũng có cùng loại vĩnh hằng luyện ngục kinh tu luyện công pháp, kỳ danh là vạn giới vĩnh sinh pháp. Bây giờ, tính mạng của nó tầng thứ, đã theo thái cổ hỗn độn cự thú, hạ thấp vũ trụ hạt bụi nhỏ trình độ, cần từ vừa mới bắt đầu tu hành. Ngay cả như vậy, nó, vạn giới vĩnh sinh thú, huyết mạch, lần thứ nhất tiến vào Lý Thiên Mệnh thân thể, vẫn là mang đến cho hắn hoàn toàn mới thuế biến. Tạch tạch tạch, đây là vạn giới vĩnh sinh thú huyết mạch. Không ngừng phân liệt sắt thép thân thể. Rầm rầm rầm. Làm cái này 100.000 cái tiểu ngân trứng, toàn bộ chồng chất tại Lý Thiên Mệnh trên thân, cơ hồ hóa thành một cái siêu cấp quả trứng lớn màu bạc thời điểm, bọn họ cùng một chỗ chìm vào kim loại vũ trụ nguyên lực bên trong, bắt đầu điên cuồng hút vào lực lượng. Vạn giới vĩnh sinh pháp, mở ra. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ nhất, cũng là tính mạng của nó hình thức. Cho đến nay, nó cũng không biết, cái này tiểu ngũ bản thể ở phương nào. Đã không có bản thể,
như thế nào xây dựng thú mạch, sáng tạo linh nguyên. Rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt. Tiên tiên một cái cây đều có thể hoàn thành quá trình này, lại huống chi là một đống trứng sắt. Những sinh mạng này hạ tầng cảnh giới, trong nháy mắt thì xông tới. Cái này cả một cái tổ hợp lại to lớn trứng bạc, ngược lại giống như là bản thể của nó. Thú mạch, linh nguyên, quy nhất những cảnh giới này, đều ở nơi này hoàn thành. Tiếp đó, sinh ra thiên ý. Sinh ra chi thế, khủng bố như thế, trợ giúp tiểu ngũ một lần hành động vào tới thánh chi cảnh giới. Bao quát sinh tử kiếp cảnh ở bên trong bốn đại thánh chi cảnh giới, thánh cung, mệnh tuyền, đều tại nhóm này hợp lại trứng bạc lên hết thành, nó cấu kiến một cái thân thể hoàn chỉnh. Thẳng đến đạp thiên chi cảnh. Đạp thiên chi cảnh, thánh cung mệnh tuyền hệ thống phá nát, lực lượng hạch tâm chuyển thành toàn thân giới tử. Đây là nó quan trọng một bước. Ông, thiên tinh luân chi thể một thành, nó tổ hợp mà thành to lớn trứng bạc, lập tức tản ra. Từ đó, nó hết thảy, mới càng phù hợp trong mộng cảnh cái kia tồn tại. Nó như một cái màu bạc tiểu hình tinh hải, vây quanh Lý Thiên Mệnh lập lòe. Trong lúc nhất thời tinh quang vạn trượng, 100.000 cá thể, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát âm. Tạch tạch tạch, nửa ngày trôi qua, sinh ra chi thế đẩy nó cùng Lý Thiên Mệnh, tại đạp thiên chi cảnh phía trên một đường thế như trẻ tre. Lý Thiên Mệnh cùng nó cùng một chỗ, hấp thu kim loại vũ trụ nguyên lực, đem tầng thứ 5, vĩnh sinh thiên tinh luân, tại toàn thân trên dưới mỗi một cái giới tử bên trong kiến tạo ra được. Cái kia thiên tinh luân bộ dáng, tựa như là mộng cảnh bên trong, nhìn đến ngân sắc tinh hải. Sắc bén, trong suốt, thanh thế to lớn, kim cương vô địch. Cho ngươi lưu lại một cái tam tinh vũ trụ thần nguyên, ngươi trước dùng, quay đầu tái tranh thủ tốt hơn, đuổi theo ca ca tỷ tỷ nhóm tốc độ. Lý Thiên Mệnh vào lúc này, lấy ra một cái tên là Tinh Thiên Kim Hồn, Vũ Trụ Thần Nguyên. Đây là tại vô thiên chi cảnh đoạt đến. Đương nhiên, đang hấp thu cái này vũ trụ thần nguyên trước, Lý Thiên Mệnh hữu dụng phổ thông thiên địa thần nguyên, từng bước một làm nền, để nó tại cả cái quá trình tu luyện bên trong, không ngừng tiến hóa. Hơn nửa ngày sau, tu luyện, tiến hóa, toàn bộ kết thúc. 100.000 cái thuế biến đến ngân quang lóng lánh, kiên cường như kiếm nhất dạng tiểu ngân chứng, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, chính mình tinh luân nguyên lực gia tăng, thể chất mạnh lên, chỉ là một mặt. Ngự thú sư cộng sinh thú cá thể gia tăng, đối với hắn tăng cường biên độ lớn hơn. Mà lại, kiến thức nó mộng cảnh dáng vẻ, Lý Thiên Mệnh đối với nó chiến đấu năng lực, ôm lấy phi thường to lớn lòng tin. Dù sao hắn tận mắt chứng kiến qua nó cướp bóc, chiến đấu. Lần đầu gặp ngươi, tại trong mộng cảnh, giống như ngân hà tinh xa. Thì để cho ta tới tự thân vì ngươi, lấy một cái tràn ngập ý thơ tên, ân. Thì kêu, Ngân Trần, đi. Lý Thiên Mệnh một mặt cảm khái nói. Ngân sắc cát bụi, tự thành phong bạo. Nôn, đất. Gia hỏa này liền ghét bỏ, đều chỉ nói hai chữ. Hừ, thì cái tên này, ngươi không nhận cũng phải nhận. Lý Thiên Mệnh thoải mái cười to. Sốt cuộc đã đến a. Ngân Trần, chờ ngươi quá lâu. Ong ong ong. Bên cạnh hắn, cái kia tiểu hình ngân sắc tinh hải, 100.000 cái tiểu ngân trứng, còn tại vây quanh hắn chuyển động. Tuy nhiên mỗi cái trứng, cũng chỉ là lớn chừng cái trứng gà, nhưng số lượng 100.000 hội tụ vào một chỗ, cái kia cũng không nhỏ. Mà lại rất rõ ràng, nó số lượng nhất định sẽ tiếp tục gia tăng. Thẳng đến có một ngày, quét ngang tinh không. Cho nên nói, sinh mệnh của ngươi hình thức, căn bản cũng không có bản thể, phân thân khác nhau, nơi này mỗi một trái trứng, đều là thân thể của ngươi. Ý chí của ngươi, tồn tại ở mỗi một trái trứng bên trong. Ngươi là bất tử tồn tại, duy nhất diệt đi phương thức của ngươi, là hủy diệt ngươi tất cả cá thể. Chỉ cần lưu lại một cá thể, ngươi liền sẽ cho tàn lại cháy, chỉ cần có thể bổ sung lực lượng, ngươi liền có thể bất tử bất diệt. Nếu quả thật muốn cho nó tìm ra một cái bản thể, cái kia chính là nó sinh mệnh ý chí. Đúng. Ngân Trần máy móc thanh âm trả lời. Vẫn là hai chữ. Nhìn như vậy đến. Nó căn bản cũng không phải là mẫu hoàng hệ. Bởi vì không có mẫu hoàng, càng không có tử thể, mỗi một cái đều là chính nó. Giả dụ ngươi cái này 100.000 cái thân thể, phân bố đến toàn bộ trật tự chi địa, như vậy, tương đương với con mắt của ngươi, trải rộng thiên hạ, ngươi có thể để cho mỗi một cái cá thể, làm khác biệt sự tình, mà lại tổng hợp tất cả tin tức sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Có thể. Nó kiêu ngạo đáp lại. Cho nên ngươi tiểu tử này, có thể khắp nơi nhìn lén người tắm rửa thôi.
Huỳnh Hỏa bĩu môi hỏi. Vô sỉ, Ngân Trần chẳng thèm ngó tới. Huỳnh Hỏa không có chút nào ngoài ý muốn, đứa nhỏ này theo ngoi đầu lên bắt đầu, thì như thế ngạo kiều. Tiến đến, để đoàn người nhìn nhìn bản lãnh của ngươi, phía trên tài nghệ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hừ hừ. Ngân Trần hừ phát, giống như rất không tình nguyện, thân thể lại thành thật, một chuỗi hóa thành dòng sông màu bạc giống như kim loại trứng, bay vào cổng sinh không gian bên trong, trong nháy mắt chiếm đoạt rất nhiều không gian. Hoa ờ! Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên đều trừng to mắt, tò mò nhìn cái này tiểu ngũ. Mèo ca, tỉnh, tiểu ngũ ra đời. Tiên Tiên duỗi ra tay nhỏ, đẩy Miêu Miêu nói. Cái gì, vù vù, các loại tiểu lục xuất sinh lại gọi ta. Nó chờ mình, tiếp tục ngủ, không nhúc nhích tí nào. Ngoại trừ nó bên ngoài, những người khác để này một đám tiểu ngân trứng, hấp dẫn. Bắt đầu. Tạch tạch tạch. Mỗi một cái tiểu ngân trứng, bắt đầu vang lên chói tai kim loại tiếng ma sát âm. Tại Huỳnh Hỏa bọn họ trước mặt, trong lúc nhất thời, mỗi một trái trứng, đều chia ra 10 cái cá thể. Này bằng với có 1 triệu cá thể. Sau đó, cái này 1 triệu cá thể đang thay đổi bên trong, dài ra xúc tu, nhảy vọt, còn có như lưỡi dao một dạng ngân sắc kim loại cánh. Quả nhiên biến thành côn trùng. Đây là cái gì, con gián, ha ha. Huỳnh Hỏa bọn họ phình bụng cười to. Thật đáng yêu. Tiên Tiên đi lên nhặt lên một cái, còn thật đừng nói, tầm thường con gián, bởi vì là có huyết nhục côn trùng, cho nên khiến người ta cảm thấy so sánh buồn nôn. Nhưng cái này ngân sắc kim loại con gián, ánh sáng thấu trơn, hai đầu tiểu xúc tu trên dưới xoay chuyển, tối tuyệt chính là cái kia hai cái cùng điểm đen giống như mắt nhỏ vẫn còn, phản ngược lại có vẻ hơi manh ngu xuẩn đáng yêu. Lúc này nó chính trừng trong mắt, nhìn lấy Tiên Tiên, vội vàng dùng nhảy vọt một trận loạn đạp, theo Tiên Tiên trong tay leo ra, kêu lên. Thật bẩn, thật bẩn. Líu lo không ngừng. Sau khi hạ xuống, nó một mực tại vùng mới vừa rồi bị Tiên Tiên đụng phải nhảy vọt, một mặt phiền muộn. Xem ra, quả thực cũng là một cái bệnh thích sạch sẽ quái. À không, là 1 triệu chỉ bệnh thích sạch sẽ quái. Những thứ này kim loại con rán, tại cộng sinh không gian bò sát, một cái đều tại vùng chân, giống như thật dẫm tảng như vậy. Cái kia một thân ngân sắc trong suốt thân thể, giống như không thể cho phép một chút xíu cho bụi nhiễm, nếu không không có cách nào bảo trì nó cái này sáng mù mắt dáng vẻ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây chính là thái cổ hỗn độn cự thú dở hơi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo trong mộng cảnh nhìn qua nó lập lòe cùng không nhuốm bụi trần, liền biết vì sao có loại này dở hơi. Nó vô số cá thể, mỗi một lần hành động, đều chỉnh tề. Còn hai bên đối xứng, đây không phải ép buộc chứng là cái gì. Nói ta tạng, Tiên Tiên giận. Người ta thế nhưng là tiểu tiên nữ. Tạng tạng, 1 triệu chỉ kim loại con rán, trên nhảy dưới tránh, giống như cái này cộng sinh không gian bên trong, nó không chỗ xuống chân. Bỗng nhiên, nó thấy được Lam Hoang. Rất hiển nhiên, nó nhớ tới xuất sinh trước đó, tại Lam Hoang trong bụng tắm rửa 5 tháng. Lam Hoang bụng 9 tầng quỳ biển, có thể nói tương đương sạch sẽ. Ông, 1 triệu chỉ kim loại con rán tràn vào đi, một cái tiếp theo một cái, đứng xếp hàng, chỉnh tề tắm rửa. Sau khi đi ra, nguyên một đám bóng loáng trong suốt, mà lại toàn bộ bay lên. Rõ ràng cũng không tiếp tục muốn rơi xuống đất. Ta dựa vào, chẳng lẽ về sau đánh nhau, còn đến tùy thời tùy chỗ, cho nó tắm rửa à? Huỳnh Hỏa mộng. Nó cảm giác, những thứ này đệ đệ muội muội càng ngày càng quái dị à? Đừng nói nó. Lý Thiên Mệnh cũng đau đầu. Vấn đề là, những thứ này 1 triệu chữ lớn chừng ngón cái kim loại con rán, có bản lãnh gì? Vừa nghĩ như vậy, cái này cộng sinh không gian bên trong, 1 triệu chỉ, Ngân Trần, đột nhiên biến mất ở trước mắt, vô thanh vô tức. Đây không phải phổ thông ẩn thân. Quả thực chính là, chân chính biến mất. Vô thanh vô tức. Nhưng là, nó tuyệt đối tồn tại, mà lại đã trải rộng toàn bộ cộng sinh không gian. Ta hiểu được. Nếu như tại vô thiên chi cảnh vừa lúc mới bắt đầu, tiểu ngũ liền đã xuất sinh, như vậy, cái này 1 triệu có thể, biến mất, thân thể, phân tán ra ngoài, không ai có thể chạy ra ta truy sát, chỉ dựa vào đánh bại đếm, tùy tiện, đều có thể cầm tới 1 triệu phân. Lý Thiên Mệnh tâm lý đương nhiên hoan hỉ. Nói trắng ra là, cái này gọi tầm mắt. Khiến cho, nghe trộm. Thí dụ như hắn tại một cái tông môn tu luyện, Ngân Trần cái này 1 triệu con rán thân thể, trải rộng toàn tông. Thời thời khắc khắc theo tất cả mọi người, trải rộng tất cả ngõ ngách. Như vậy,
căn bản không có âm mưu, có thể trốn qua cặp mắt của nó. Coi như bị phát hiện, thì tính sao? Không thể duy nhất một lần diệt đi cái này 1 triệu ngân trần, liền giết không chết nó. Dạng này, tầm mắt, trường khống toàn cục, trên chiến trường quả thực là thần khí. Tạch tạch tạch, ở trước mặt hắn, 1 triệu con rán hiện thân, một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Còn gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Lúc này thời điểm, 10 cái kim loại con rán, một lần nữa tụ hợp thành một cái tiểu ngân trứng, số lượng về tới 100.000. Tạch tạch tạch. Hình thái thứ hai, ngân sắc châu chấu. Hết thảy 100.000. Mỗi một cái ngân sắc châu chấu hình thể, so vừa mới con rán, lớn hơn gấp 10 lần. Thon dài thân thể, áo giáp kim loại, chấm đen nhỏ ánh mắt, tráng kiện chân sau. Lớn nhất chuẩn bị đánh vào thị giác lực, vẫn là giác hút của nó. Lý Thiên Mệnh tại giác hút của nó phía trên, phát hiện màu đen vạn cổ thập phương Thiên Mệnh kiếp kiếp vòng văn tự. Ta đi, người thật là thoải mái, xuất sinh thì phá kiếp. Cái này gọi huyền kim kiếp, bất diệt kim cương. Nó trên thân tất cả bộ phận, đều là ngân sắc, duy chỉ có hội tụ kiếp vòng văn tự giác hút, chính là kim loại đen. Cái này khiến nó cái miệng này, biến đến nhất là khủng bố. Con rán thiên phú là phân liệt cùng ẩn thân, mà cái này kim loại châu chấu thiên phú, không hề nghi ngờ, là ăn. Lý Thiên Mệnh gặp qua cái này kim loại cá giết sang sông, một cái hằng tinh nguyên thế giới trong nháy mắt hư không rơi hình ảnh. Đã từng nó không có xuất sinh, liền bắt đầu ăn kim loại, liền đến từ này hình thái thứ hai năng lực. Thật đáng yêu. Tiên Tiên nhìn đến cái này lít nha lít nhít kim loại châu chấu, lại muốn nhịn không được nhặt lên chơi. Nữ nhân. Lăn đi. 10 vạn con ngân sắc châu chấu, chừng lấy 2 cái chấm đen nhỏ ánh mắt, nhìn hằm hằm Tiên Tiên. Để người đau đầu. Tiểu bại hoại, dám đối tỷ tỷ vô lễ, cẩn thận ta đối với người phun nước bùn. Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Kèn kẹt. Ngân trần luống cuống. Vội vàng hướng ác thế lực cúi đầu, toàn bộ co lại đến trong góc đi. Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang liếc nhau, nhịn không được cười hắc hắc. Nguyên lai, chế trụ cái này ngạo kiều tiểu đệ phương pháp, chỉ đơn giản như vậy. Tiên Tiên một chút thì hiểu. Tiếp đó, ngân trần còn biểu hiện 3 cái hình thái, theo thứ tự là bọ cạp, chi chu cùng con rết. Ngân sắc bóng loáng trong suốt bọ cạp. Chi chu cùng con rết, không tì vết chút nào, xem ra cũng rất ngu xuẩn manh. Bọ cạp hình thái, giống như đơn thể chiến đấu lực rất mạnh, vạn cổ thập phương Thiên Mệnh kiếp hội tụ tại cái đuôi của nó phía trên, có thể sinh ra một loại kim loại độc tố tên là quỷ thủy ngân độc. Cái này bị mệnh kiếp từng cường hóa độc tố tương đương đáng sợ. Rót vào đến thân thể địch nhân bên trong, có thể để thân thể của đối phương sinh ra kim loại hóa. Rất dễ dàng phá hỏng ngũ tạng lục phủ, tạo thành tử vong. Chi chu hình thái, mệnh kiếp cường hóa tại tơ nhện phía trên. 10 vạn con ngân sắc chi chu, có thể cấp tốc biến thành một chương mạng nhện. Cái kia tơ nhện bị mệnh kiếp chuyển thành màu đen, tên là, vô lượng sợi bạc, vô cùng vô tận. Có thể cho đối thủ tạo thành rất lớn hạn chế, thậm chí tươi sống giết chết. Cuối cùng là, con rết hình thái.